Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố. Diệp Thần Phong. Chương 561, không cho là báo. Giữa lúc kinh thành các đại gia tộc cho rằng Tống gia sự tình sắp sửa tại Hoa Hạ quốc nội dẫn tới một trận sóng to gió lớn thời gian, một cổ lực lượng vô hình tướng cuộc phong ba này khống chế tại phạm vi nhỏ nhất nội. Tại kinh thành rất nhiều giải một chút nội tình người, trong lòng đều đại khái suy đoán ra một ít đầu mối, Tống gia sự tình nguyên do không có đại quy mô náo đại, là bởi vì đứng tại kim tự tháp đỉnh những lão đầu tử kia đạt thành một cái hiệp nghị, bọn họ biết Tống gia sự tình tướng chậm chậm làm nhạt, Tống gia cái này tại kinh thành sừng sững nhiều năm như vậy đại gia tộc, sắp bị người quên lãng tại lịch sử sông dài chung. Kinh thành Diệp gia biệt thự một gian trong khách phòng, thân chúng kịch độc bạch lão gia tử Bạch Hồng Phương, nhắm chặt hai mắt nằm tại trên giường, dùng Diệp Thần Phong bây giờ thân thể tình trạng, không có dư thừa linh hồn lực tới khu trừ bạch lão gia tử thể nội độc tố. Chỉ có thể trước lợi dụng dược vật nhượng bạch lão gia tử thể nội độc tố trong khoảng thời gian ngắn không lại lan rộng, đằng nghỉ ngơi 2 đến 3 ngày, hoàn toàn thong thả lại sức, Diệp Thần Phong tài tính toán tay khu trừ bạch lão gia tử thể nội độc tố. Trong phòng ngoại trừ Diệp Thần Phong cùng Bạch Tuyết Linh bên ngoài, vừa kết thúc cao tầng hội nghị Diệp Trấn Hồng cùng Võ An Quốc cũng đều tại, đồng dạng bị hoài nghi có tham ô nhận hối lộ, bị ngành tương quan khống chế lại Bạch Nham Tân, phụ thân của Bạch Tuyết Linh. Cũng bị Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử nộp tiền bảo lãnh đi ra, tại biết Bạch lão gia tử tại Diệp gia sau, Bạch Nham Tân liền theo cùng nơi đi tới Diệp gia. Ta đã tạm thời khống chế được Bạch lão gia tử thể nội độc tố, tại gần nhất trong vòng 10 ngày Bạch lão gia tử không có bất luận cái gì nguy hiểm tánh mạng, đẳng cơ thể của ta khôi phục 2-3 ngày, lại hoàn toàn bang Bạch lão gia tử khu trừ thể nội độc tố. Diệp Thần Phong lợi dụng linh hồn lực kiểm tra rồi một phen Bạch lão gia tử thân thể. Bạch Nham Tân bị Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử nộp tiền bảo lãnh sau khi ra ngoài, hắn cũng từ hai vị lão gia tử khẩu chung đã biết trong khoảng thời gian này Bạch gia biến cố, nếu không có Diệp Thần Phong, nữ nhi của hắn Bạch Tuyết Linh chỉ sợ sớm đã bị tao đạp, nếu không có Diệp Thần Phong, chỉ sợ bọn họ Bạch gia muốn trở thành Tống gia một điều chó săn, thẳng đến Bạch gia thế lực toàn bộ bị Tống gia thôn phệ, cho nên hắn trong lòng thị phi thường đặc biệt cảm kích Diệp Thần Phong. Thần Phong, Bạch Thúc Thúc thật không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Lần trước ba của ta bệnh bất trị cũng là ngươi trị liệu tốt. Lần này ngươi và các ngươi Diệp gia lại như thế bang Bạch gia chúng ta, từ trước thật là Bạch gia chúng ta có lỗi với các ngươi Diệp gia a. Nếu không Tuyết Linh nha đầu kia tùy hứng, hay là Thần Phong ngươi chính là ta con rể. Bạch Nham Tân trong lòng khá vì ảo não, hắn thấy Diệp Thần Phong thật là cực kỳ xuất sắc, thậm chí có thể nói là kinh thành trẻ một đại trung xuất sắc nhất người. Một bên Bạch Tuyết Linh nghe được phụ thân hắn Bạch Nham Tân lời nói, đôi má hơi phiếm hồng, khuôn mặt lại có một ít thần sắc khó xử. Đồng dạng lại có một loại khác thường tình cảm ở trong lòng của nàng mặt sinh sôi, hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ mọng, trong lòng thầm nghĩ, Bạch Tuyết Linh, người cái này là đang miên man suy nghĩ cái gì ni? Lẽ nào người thích Diệp Thần Phong sao? Không thể có thể, tuyệt đối không thể nào. Người thích người là ban đầu ở Thái Bình Sơn Mạch Trung cứu người cái kia mặt nạ nam nhân. Cái kia mặt nạ nam nhân mới là người thích người. Tại Bạch Tuyết Linh trong lòng sản sinh dị thường tình cảm thời gian, Võ lão gia tử Võ An Quốc tức giận lên tiếng, Nham Tân, người cũng không thể đủ làm Bạch Nhãn Lang a. Người cũng không suy nghĩ một chút là ai đem người cấp nộp tiền bảo lãnh đi ra. Các ngươi Bạch gia cũng không nên đem chú ý đánh tới Thần Phong tiểu tử này trên người. Thần Phong là ta Võ An Quốc tôn nữ tế. Diệp Thần Phong bên người đã có thật nhiều cái nữ nhân, Võ lão gia tử chưa kịp hắn tôn nữ Võ Hiểu Phỉ lo lắng ni. Đến lúc đó nếu là lại nhiều kinh thành đệ nhất mỹ nữ Bạch Tuyết Linh, như vậy hắn tôn nữ Võ Hiểu Phỉ chẳng phải là lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Tại Võ lão gia tử xem ra cái này là trăm triệu không được. Võ Thúc Thúc, ta cái này không phải thuận miệng hữu cảm nhi phát mà. Ngài tự không nên suy nghĩ nhiều, Bạch Nham Tân lập tức lúng túng nói. Không có có ý nghĩ này tự tốt, không có có ý nghĩ này tự tốt, Võ lão gia tử cười điểm gật đầu nói. Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng nhìn đến cháu của mình Diệp Thần Phong như thế thưởng tay. Tâm tình là rất sung sướng, chẳng bao lâu sau hắn vẫn ngóng nhìn Diệp Thần Phong người cháu này có thể vì Diệp gia tranh khẩu khí, mà hiện tại Diệp Thần Phong thành tựu không đơn giản là vì Diệp gia không chịu thua kém đơn giản như vậy. Tương lai Diệp Thần Phong đạt tới cao độ, rất nhiều khả năng nhượng Diệp gia quang mang so hiện tại lóng lánh gấp trăm ngàn lần.
Ba ngày thời gian trong nháy mắt liền đi qua. Diệp Thần Phong thương thế bên trong cơ thể khôi phục thất thất bát bát, chỉ ít hắn có thể tại dược vật phụ trợ hạ, tại không nghiêm trọng tiêu hao thể nội linh hồn lực tình huống hạ, là có thể tướng Bạch lão gia tử thể nội độc tố cấp khu trừ. Diệp Thần Phong tướng lần trước tại tiệm thuốc trong mua được chân quý dược liệu, đào nát vụn thành nước thuốc, sau đó dựa theo đặc thù tỷ lệ phân phối, điều chế thành một loại phụ trợ nước thuốc, tướng dùng cồn cùng hỏa tiêu độc hoàn tất 5 căn ngân châm, súng nước tại cái này loại nước thuốc bên trong. Nửa giờ sau, Diệp Thần Phong tài chính thức bắt đầu băng Bạch lão gia tử trị liệu, ngày hôm nay tại người trong phòng càng nhiều hơn, Võ Hiểu Phỉ, Diệp Đông Kiệt, Ninh Mẫn Hiến cùng Võ Khôn Minh đều ở đây. Diệp Thần Phong tướng Bạch lão gia tử y phục trên người vén lên. Hiện nay Bạch lão gia tử phế, gan, thận đều bị độc tố ăn mòn, cho nên muốn đang tiêu hao linh hồn lực nhỏ nhất trình độ hạ, băng Bạch lão gia tử khu trừ thể nội độc tố cũng là một cái đặc biệt rườm rà sự tình. Diệp Thần Phong hô hấp đặc biệt đều đều, bắt đầu tướng thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đem bị nước thuốc súng nước qua 5 căn ngân châm, cực kỳ nhanh chóng đâm vào Bạch lão gia tử trên bụng 5 cái huyệt vị chung. Diệp Thần Phong ngón tay lần lượt chuyển động 5 căn ngân châm, đầu tiên lợi dụng linh hồn lực tướng ngân châm thượng bao gồm nước thuốc, đẩy vào 5 cái huyệt vị chung, sau đó tại nước thuốc dưới sự phối hợp, bắt đầu lợi dụng linh hồn lực khu trừ Bạch lão gia tử thể nội độc tố. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần Phong trên trán bốc lên ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột, Võ Hiểu Phỉ vội vàng ôn nhu dùng khăn tay băng Diệp Thần Phong lau mồ hôi hột, cái này ôn hinh một màn rơi đến Bạch Tuyết Linh trong mắt. Nàng tổng cảm giác trong lòng có chút chua xót, đặc biệt khó chịu, thế nhưng tại sao phải có loại tâm tình này? Nàng trong khoảng thời gian ngắn lại nói không nên lời. 20 phút sau, phốc, một tiếng, Bạch lão gia tử chợt từ trên giường ngồi dậy, khẩu trung phun ra một hơi máu đen, khuôn mặt tại phun ra huyết thời gian trắng bệch sau, lập tức khôi phục một tia huyết sắc. Từ trên giường ngồi xuống Bạch lão gia tử, hôn mê thời gian quá dài, trong óc hỗn loạn. Diệp Thần Phong tướng Bạch lão gia tử trên bụng 5 căn ngân châm rút xuống, lợi dụng linh hồn lực kiểm tra một chút Bạch lão gia tử thân thể, phát hiện Bạch lão gia tử thể nội độc tố đã hoàn toàn bị khu trừ, chỉ là thân thể có một chút xíu suy yếu, đang điều trị một đoạn thời gian tự hội hoàn toàn khôi phục. Bạch lão gia tử thể nội độc tố đã hoàn toàn bị khu trừ, kế tiếp ta cho các ngươi khai một cái phương thuốc, chiếu phương thuốc uống một tháng trước, thân thể so trước kia cũng sẽ thân thể cường tráng. Diệp Thần Phong đúng Bạch Nham Tân cùng Bạch Tuyết Linh nói rằng. Bạch Nham Tân kích động nắm Diệp Thần Phong tay, viền mắt có chút hồng nhuận, nói rằng, Thần Phong, thật cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Một phút sau, Bạch lão gia tử đầu thanh tỉnh rất nhiều, nhìn Bạch Nham Tân nghi ngờ hỏi, Nham Tân, ta tại sao lại ở chỗ này? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác mình ngủ đã lâu đã lâu. Lão Bạch, ngươi há chỉ là ngủ thật lâu. Nếu không có Thần Phong tại, người bây giờ đều tại Diêm Vương Điện Thượng. Võ lão gia tử nhìn đến Bạch Hồng Phương tỉnh qua đây, tâm tình không tệ nói rằng. Ba, sự tình thời gian như vậy, Bạch Nham Tân tướng trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra đúng Bạch lão gia tử một năm một mười nói một lần. Bạch lão gia tử nghe được là trợn mắt trừng trừng, nhất là nghe được hắn nhị nhi tử Bạch Nham Bình cùng con thứ ba Bạch Nham Quân, lại muốn đem Bạch Tuyết Linh gả cho tứ chi tàn phế Tống Bân. Sau đó Bạch Nham Bình cùng con trai của Bạch Nham Quân, lại vẫn liên hợp Tống Bân, muốn đối với bọn họ tỷ tỷ Bạch Tuyết Linh làm ra xúc sinh không bằng sự tình, Bạch lão gia tử càng là nổi trận lôi đình, khí được cổ họng trong thiếu chút nữa lại phun huyết. Đợi được bình tĩnh lại sau đó, Bạch lão gia tử tướng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, tràn đầy cảm kích nói rằng, Thần Phong, ngươi đã cứu ta hai lần mệnh, lần này ngươi không chỉ đã cứu ta, còn đã cứu chúng ta Bạch gia. Phần ân tình này Bạch gia chúng ta thật là không cho là báo. Bạch gia là bởi vì Thần Phong ngươi, bởi vì Diệp gia tài năng đủ kế tục tại kinh thành tồn tại, sau này liều mạng Bạch gia sở hữu lợi ích cũng không muốn, Bạch gia chúng ta tại Diệp gia cần thời gian, khẳng định hội nghĩa vô phản cố đứng ra trợ giúp Diệp gia. Bạch lão gia tử là một cái cực kỳ giảng tín dụng người, hắn có thể nói ra những lời này, như vậy tương lai nếu như Diệp gia thật gặp phải thời điểm khó khăn, như vậy bọn họ Bạch gia 100% hội thực hiện cái hứa hẹn này. Chương 562, ác nhân tự có ác nhân trị. Lão Bạch, người cái này là nói cái gì lời nói? Chúng ta là bạn cũ lâu năm,
lần này chúng ta cũng là tại đủ khả năng trong phạm vi, lôi các người Bạch ra một bả, người cũng không cần quá để ở trong lòng. Diệp lão gia tử vừa cười vừa nói. Trấn Hồng, người lời này ta có thể tự không thích nghe, cái gì gọi là đủ khả năng phạm vi. Nếu như không có Thần Phong, ta đã sớm đi gặp hai lần Diêm Vương gia, ngày hôm nay ta nhất định phải thật tốt cảm tạ Thần Phong, đơn độc thỉnh Thần Phong hồi Bạch gia đi ăn bữa cơm, đằng ngày mai ta lại mời các ngươi mọi người cùng nhau đi ăn. Thần Phong, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không cự tuyệt ta đi. Liền cái nhượng ta cảm tạ cơ hội của ngươi cũng không để cho ta. Bạch ánh mắt của lão gia tử trung lóe lên một vòng giảo hoạt thần sắc, trải qua lần này Bạch gia biến cố sau, Bạch lão gia tử trong lòng càng sáng sủa, hắn con lớn nhất Bạch Nham Tân thái độ làm người quá qua mềm lòng, mà nhị nhi tử cùng con thứ ba lại tâm thuật bất chính, tương lai Bạch gia gánh nặng nhất định phải giao cho Bạch Nham Tân trên người, nếu như Diệp Thần Phong có thể cùng hắn tôn nữ Bạch Tuyết Linh cùng một chỗ, dùng Diệp Thần Phong năng lực, ở một bên phụ trợ Bạch Nham Tân, tương lai lại do Diệp Thần Phong tướng Bạch gia phát dương quang đại. Cái này không phải vẹn toàn đôi bên sự tình mà. Mặc dù nói Diệp gia cùng Bạch gia hôn ước đã sớm giải trừ, Bạch lão gia tử làm như vậy có chút mặt dày mày dạn cảm giác, nhưng là vì Bạch gia, vì hắn tôn nữ hạnh phúc, hắn không quan tâm mặt dày mày dạn một hồi. Võ lão gia tử cảnh giác nhìn Bạch lão gia tử nói rằng, Bạch lão đầu, ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì đừng cho là ta không biết, ban đầu là các ngươi Bạch gia đưa ra cùng Diệp gia giải trừ hôn ước. Hiện tại Thần Phong là ta Võ An quốc tôn nữ tế, hắn cùng ngươi Bạch Hồng Phương có thể không có nửa điểm quan hệ. Bạch lão gia tử hắc hắc cười nói, nam vị hôn, nữ chưa gả, coi như là kết hôn rồi không phải vẫn có thể ly hôn mà. Tôn nữ của ta lẽ nào không xứng với Thần Phong sao? Tôn nữ của ta Tuyết Linh giàu gì cũng là kinh thành đệ nhất mỹ nữ a. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa lão nhân, sớm biết rằng để Thần Phong không nên cứu ngươi tỉnh. Những ngươi đến Diêm Vương Điện đi tới cùng Diêm Vương vô nghĩa được. Võ lão gia tử đỏ lên mặt, khí được ngực kịch liệt phập phồng. Tốt, tốt, An Quốc, nhìn ngươi cấp thành cái gì bộ dáng. Ngươi nghĩ rằng ta Bạch Hồng Phương thật không biết xấu hổ ra sao. Sau đó Tuyết Linh sự tình ta không ở nhúng vào, nếu quả như thật có một ngày Tuyết Linh nhất định phải làm Thần Phong nữ nhân, ta cái này làm ra ra khẳng định hội lực mạnh ủng hộ. Cho nên người tuổi trẻ sự tình còn là do thanh niên nhân bản thân đi quyết định. Nói, Bạch lão gia tử kéo lại Diệp Thần Phong cánh tay, nói rằng, bất quá, Thần Phong. Ngày hôm nay người có thể nhất định phải đi Bạch gia ăn bữa cơm, ta cũng không có cái đó dụng ý của hắn, chính là nghĩ phải thật tốt cảm tạ ngươi hai lần ân cứu mạng. Một bên Bạch Tuyết Linh đôi má ửng đỏ một phiến, nàng thật không hiểu nổi Diệp Thần Phong vị hôn thê Võ Hiểu Phỉ đều ở đây. Gia gia của nàng thế nào có thể nói ra như thế để cho nàng mất mặt lời nói tới ni. Vội vàng giải thích, gia gia, người nói bậy cái gì ni. Ta căn bản không thích Diệp Thần Phong, lại nói ta trong lòng đã có người thích, người còn như vậy nói, ta có thể tựu thật không để ý tới ngươi. Võ An Quốc nhìn đến Bạch Tuyết Linh có vẻ như thật đúng Diệp Thần Phong không có hứng thú, hắn cuối cùng là thở dài một hơi, hào phóng nói rằng, Thần Phong, nếu Bạch lão đầu cho ngươi đi Bạch gia làm khách, như vậy ngươi tự đi một chuyến cũng được. Đúng, Thần Phong, cái này coi như là lão Bạch một phen tâm ý, ngươi tự đáp ứng lão Bạch đi Bạch gia ăn bữa cơm đi. Diệp lão gia tử cũng lập tức nói rằng. Diệp Thần Phong điểm gật đầu, không có cấp đáp ứng Bạch lão gia tử, mà là nhìn Võ Hiểu Phỉ hỏi, Hiểu Phỉ, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta Bạch gia ăn bữa cơm? Võ Hiểu Phỉ trong lòng một ngọt, Diệp Thần Phong hỏi nàng, điều này đại biểu Diệp Thần Phong tôn trọng nàng. Trong lòng có nàng, đồng dạng nàng cũng là một cái thấy rõ tình thế nữ nhân, Bạch lão gia tử vừa rồi lời nói bên trong ý tứ nói rất rõ ràng, Bạch lão gia tử ngày hôm nay nghĩ đơn độc mời Diệp Thần Phong đi Bạch gia làm khách, Võ Hiểu Phỉ không phải một cái xúc phạm không nói lý nữ nhân, lập tức nói rằng Thần Phong, đợi một lát ta còn có một ít chuyện muốn đi xử lý. Ta tự không cùng đi với người Bạch gia ăn cơm, buổi tối ta làm tốt cơm tối, chờ ngươi trở về. Võ Hiểu Phỉ mười phần tượng một cái ôn nhu hiền nội trợ giống nhau, bang Diệp Thần Phong sửa lại một chút có chút nghiêng lệch cổ áo. Từ nàng và Diệp Thần Phong đính hôn sau đó, nàng liền đem từ trước nữ cường nhân khí thế thu lại, chỉ tại Diệp Thần Phong trước mặt tuyệt đối không hội lưu lộ ra rồi. Bạch lão gia tử nghe được Võ Hiểu Phỉ không thể đủ đi Bạch gia đi ăn, trong lòng không có từ trước đến nay một cái kỉnh vui vẻ,
hắn tuy rằng ngoài miệng nói không can thiệp nữa Bạch Tuyết Linh cả đời đại sự, nhưng hắn trong lòng vẫn là vô cùng hy vọng Diệp Thần Phong trở thành hắn tôn nữ tế. Thần Phong, nếu Hiểu Phỉ không thể đủ cùng đi với ngươi, như vậy chúng ta tự vội vàng dọn dẹp một chút đi Bạch gia đi. Tại mời ngươi ăn cơm trước, ta còn muốn trước thanh lý môn hộ, có chút xúc sinh sau đó là không xứng lưu tại Bạch gia. Bạch lão gia tử trên người bộc phát ra một cổ khí thế bén nhọn. Kinh thành Bạch gia trong phòng khách. Bạch lão gia tử nhị nhi tử Bạch Nham Bình cùng con thứ ba Bạch Nham Quân, cùng với bọn họ hai cái nhi tử cùng vợ, những người này ở đây trong phòng khách là đứng ngồi không yên. Tống gia dòng chính người bị một đêm gian cấp cả nhà tru diệt, nguyên vốn ở kinh thành quyền thế ngập trời Tống gia, trong khoảnh khắc bị đá ra kinh thành đại gia tộc trong hàng ngũ, nguyên bản bọn họ cho là Tống gia ra tay, Diệp Thần Phong là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai biết đạo Diệp Thần Phong bây giờ sống được thật tốt, mà Tống gia lại vĩnh viễn biến thành một khỏa tiểu tiểu lịch sử bụi bặm. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Bạch Nham Bình cùng Bạch Nham Quân chúng nhân, khuôn mặt rõ ràng biến được gầy gò rất nhiều. Hiện nay bọn họ còn không biết Bạch lão gia tử đã tỉnh lại, nếu như biết Bạch lão gia tử đã khôi phục, chỉ sợ bọn họ liền ngây ngô tại Bạch gia dũng khí cũng không có. Ngồi ở xe lăn Bạch Thiếu Hoa cùng Bạch Tân Vĩ, khuôn mặt cũng là uể oải cùng lo lắng thần sắc, bây giờ bọn họ phía sau đã không có Tống gia, nếu như Diệp gia sẽ đối phó bọn họ, căn bản là không cần tốn nhiều sức sự tình. Ba, chúng ta bây giờ đến cùng nên phải làm sao? Diệp gia khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta còn là vội vàng ly khai kinh thành đi. Bạch Thiếu Hoa run rẩy môi, đúng phụ thân của hắn Bạch Nham Bình nói rằng. Phanh, một tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bạch Nham Bình một cái tát hung hăng vỗ vào phòng khách trên bàn, trong miệng tức giận quát dẹp đường, trước đây nếu không lão nhân nhất tâm muốn đem Bạch gia gia chủ vị giao cho Bạch Nham Tân. Chúng ta dùng được đầu nhập vào Tống gia sao? Chúng ta hội rơi vào như vậy tiến thối lưỡng nan tình cảnh sao? Bạch Nham Quân cũng cắn răng nói rằng, chính là lão nhân quá thiên vị, Bạch Nham Tân cùng chúng ta hai cái so nếu có thể lực không có năng lực, Bạch gia giao cho trong tay của hắn, căn bản không chiếm được phát dương quang đại. Hừ, một tiếng tức giận tiếng hừ lạnh tại Bạch gia trong phòng khách vang vọng khai tới, nghe cái này thanh âm quen thuộc. Bạch Nham Bình cùng Bạch Nham Quân chúng nhân, không hẹn mà cùng tướng ánh mắt nhìn về phía cửa phòng khách, khi thấy Bạch lão gia tử, Bạch Nham Tân, Bạch Tuyết Linh cùng Diệp Thần Phong xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt thời gian, bọn họ một đám sắc mặt trong nháy mắt biến được trắng bệch không gì sánh được. Bạch lão gia tử tại Bạch Nham Tân nâng đỡ, vững vàng hướng Bạch Nham Bình chúng nhân đi tới, khẩu trung tức giận quát dẹp đường, các ngươi hai xúc sinh này. Biết ta vì sao nhất định muốn đem Bạch gia gia chủ vị giao cho Nham Tân sao? Cũng không là Nham Tân là con trai lớn của ta quan hệ, ta biết hai người các ngươi năng lực hay là cao hơn Nham Tân, có thể hai người các ngươi tâm thuật bất chính, Bạch gia giao cho trong tay các ngươi sớm muộn hội biến mất, mà giao cho Nham Tân tay trong tuy rằng không thể đủ nhượng Bạch gia hướng tới trước lại đi một bước, thế nhưng bảo trì bây giờ tình trạng nhất định là có thể. Các ngươi cấu kết Tống gia, muốn trưởng khống toàn bộ Bạch gia. Không tiếc đối với các ngươi cha ruột hạ thủ, các ngươi cái này loại mặt người giả thú xúc sinh, ta Bạch Hồng Phương tại sao có thể có các ngươi như vậy nhi tử? Từ hôm nay trở đi các ngươi không bao giờ, nữa là ta người của Bạch gia, lập tức cấp ta cút đi, không nên nỗ lực muốn từ Bạch gia mang đi bất luận cái gì một món khác, nếu không cũng đừng trách ta cắt đứt chân của các ngươi. Bạch lão gia tử đúng Bạch Nham Bình một nhà ba người cùng Bạch Nham Quân một nhà ba người, trong lòng là triệt để thất vọng rồi. Nếu không niệm tại trong lòng cảm tình, dùng Bạch lão gia tử tính tình tuyệt đối sẽ không bỏ qua Bạch Nham Bình đám người. Bạch Nham Bình cùng Bạch Nham Quân chúng nhân, trong lòng tuy rằng không phục lắm, nhưng bọn hắn biết bản thân ly khai Bạch gia sau, nhất định là hai bàn tay trắng, bây giờ Bạch lão gia tử tỉnh táo lại, Bạch gia có Bạch lão gia tử trấn thủ, vẫn như cũ là kinh thành nhất lưu gia tộc. Ba, ta biết sai, cầu ngài tha ta một lần đi. Bạch Nham Bình vẻ mặt cầu xin nói rằng, ba, là ta nhất thời hồ đồ, nhẹ dạ cả tin Tống gia người lời dèm pha, ta sau đó tuyệt đối không hội tái phạm cái này loại sai lầm. Bạch Nham Quân cũng gấp bận cầu khẩn nói, không để cho ta lại nói lần thứ hai, nếu như các ngươi không lập tức cấp ta cút ra khỏi Bạch gia, ta liền trực tiếp nhượng có quan hệ bộ môn tới xử lý các ngươi cấp ta tự lựa chọn. Bạch lão gia tử bất phi sở động quát dẹp đường.
thật sự là lần này Bạch Nham Bình cùng Bạch Nham Quân đám người cách làm vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng của hắn. Bạch Nham Bình cùng Bạch Nham Quân chúng nhân thân thể trong giường như bị tát cạn lực lượng, nhìn Bạch Lão gia tử kiên quyết thần sắc, bọn họ biết hôm nay là không có vãn hồi đường sống, một đám thất hồn lạc phách hướng Bạch gia phòng khách đi ra ngoài. Còn nhớ rõ rất nhiều ngày trước Bạch Nham Bình cùng Bạch Nham Quân chúng nhân là bao nhiêu hung hăng càn quấy sao? Còn nhớ rõ rất nhiều ngày trước bọn họ đi tìm Tống gia thời gian, Tống gia muốn thân thủ đối phó Diệp Thần Phong, bọn họ là bao nhiêu vui vẻ sao? Chính cái gọi là ác nhân tự có ác nhân trị, cái này là Bạch Nham Bình cùng Bạch Nham Quân chúng nhân nên được kết cục. Chương 563, xoay người, sát vai. Nhân sinh như trò chơi, trò chơi như nhân sinh. Trên thế giới này mỗi ngày đều đang phát sinh hí kịch tính một màn, sau đó sinh hoạt so trong phim ảnh nội dung vở kịch càng để cho người phát điên. Ai có thể đủ nghĩ đến mấy ngày hôm trước thời gian, còn đang kinh thành muốn gió được gió, muốn mưa được mưa Tống gia, hội tại ngắn ngủi trong một đêm thảm thiết thối lui ra khỏi kinh thành đại gia tộc trong hàng ngũ. Nếu như tại mấy ngày trước có người nói Tống gia lập tức muốn diệt vong, mọi người khẳng định sẽ cho rằng người kia đầu bị lừa đá. Nhưng mà hiện thực chính là như vậy đổ phá hoại. Vì tướng Bạch gia trưởng khống ở trong tay Bạch Nham Bình cùng Bạch Nham Quân chúng nhân, tự cho là bọn họ leo lên Tống gia cái này căn cao chi, Bạch gia là có thể trong tay bọn họ mặt phát dương quang đại, cho nên bọn họ không tiếc cấp cha ruột của mình hạ độc, không tiếc oan uổng bọn họ ca ca ruột thịt tham ô nhận hối lộ. Mà kết quả Tống gia đảo, bọn họ những này mặt người giả thú xúc sinh biến được hai bàn tay trắng. Có nhân tất có quả. Chính như Diệp Thần Phong nói, mỗi người đều phải vì mình đã làm sự tình mà phụ trách. Bạch Lão gia tử tướng Bạch Nham Bình cùng Bạch Nham Quân đẳng xúc sinh không bằng gì đó đuổi ra Bạch gia sau, liền lập tức phân phó phòng bếp người chuẩn bị một bữa phong phú ngọ yến, còn hắn thì nhiệt tình thăm hỏi Diệp Thần Phong. Chỉ cần là Diệp Thần Phong cứu hắn hai lần tính mệnh, cũng đủ để hắn tự mình làm như vậy. Một bữa bữa chưa ăn là cái đó lạc hòa thuận vui vẻ, nhất là Bạch Lão gia tử cùng Bạch Nham Tân đúng Diệp Thần Phong cực kỳ nhiệt tình, một cái kình hướng tới Diệp Thần Phong trong chén gắp thức ăn, mà Bạch Tuyết Linh chỉ là tự mình ăn vài miếng cơm, một đôi mắt đẹp hội thỉnh thoảng liếc liếc mắt Diệp Thần Phong, cũng không biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Thần Phong, người cũng khó tới một chuyến tới Bạch gia chúng ta làm khách. Không bằng nhượng Tuyết Linh dẫn người đi Bạch gia trong vườn hoa đi dạo một chút đi. Các ngươi giữa những người tuổi trẻ cộng đồng trọng tâm câu chuyện tương đối nhiều. Sau khi cơm nước xong, Bạch Lão gia tử đúng Diệp Thần Phong nói rằng. Diệp Thần Phong có thể không dự định lưu tại Bạch gia lãng phí thời gian, nguyên bản tại Diệp Đông Kiện cùng Ninh Mẫn Yến hôn lễ sau khi chấm dứt, hắn sẽ đầu nhập huấn luyện vương lực đám người trong chuyện, ai biết đạo Diệp Đông Kiện hôn lễ thượng phát sinh bạo tạc sự tình. Sau đó lại là cùng Bạch Tuyết Linh đi bệnh viện vấn an Bạch Lão gia tử, do đó lại dẫn phát rồi liên tiếp sự kiện. Lại mà, Diệp Thần Phong cùng Hắc Tâm ước định tốt, hai tháng sau thôn vệ đế quốc qua một lần chưa từng có thịnh hội, bọn họ phải thừa dịp cơ hội lần này một lần hành động đảo phá thôn vệ đế quốc. Dù sao Diệp Thần Phong cùng thôn vệ đế quốc sống núi kết lại, cho dù Diệp Thần Phong không tìm tới thôn vệ đế quốc, cuối cùng thôn vệ đế quốc người cũng sẽ tìm tới hắn. Ngoại trừ thôn vệ đế quốc bên ngoài, sau này Diệp Thần Phong còn muốn vào quân cổ võ giới. Những huyền thiên môn từ cổ võ giới trung triệt để tin tức, ai biết đạo cổ võ giới là một cái dạng gì địa phương. Ai biết đạo tại cổ võ giới trung sẽ gặp phải chuyện gì. Cho nên Diệp Thần Phong phải chuyện quan trọng trước chuẩn bị sẵn sàng, đào tạo ra một nhóm đủ để cùng cổ võ giới trung bất kỳ một thế lực nào chống lại lực lượng. Cho nên... Hiện nay thời gian đối với cho Diệp Thần Phong mà nói là tranh đoạt từng giây, đối mặt khoa học kỹ thuật vượt lên đầu cho cái này thế giới bất kỳ một quốc gia nào thôn vệ đế quốc, đối mặt vũ lực trị thần bí khó lường cổ võ giới. Diệp Thần Phong trên người áp lực đặc biệt to lớn. Bạch Lão gia tử, người xem ta cơm cũng ăn, cũng tiếp thu các người Bạch gia cảm kích, sau đó mọi người có khi là cơ hội gặp mặt, ta xem ngày hôm nay ta hãy đi về trước. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng. Lúc này Bạch Lão gia tử không nói chuyện, trái lại chỉnh đốn bữa trưa thượng không nói tiếng nào Bạch Tuyết Linh lên tiếng, nói rằng, Diệp Thần Phong. Ta muốn làm trễ nãi ngươi một chút thời gian, ta có một sự tình muốn hỏi ngươi, chúng ta đi trong vườn hoa tâm sự đi. Nhìn đến Bạch Tuyết Linh nghiêm trang dáng dấp, Diệp Thần Phong đảo cũng không tiện cự tuyệt tốt, ta đây theo ngươi đi trong vườn hoa đi dạo một chút đi.
Nhìn Diệp Thần Phong cùng Bạch Tuyết Linh hình bóng dần dần tiêu thất ở trong phòng khách, Bạch lão gia tử khuôn mặt hiện lên nụ cười mừng rỡ. Bạch Nham Tân không hiểu hỏi, ba, ngươi nên không hội còn nghĩ muốn nhượng Thần Phong làm tôn nữ của ngươi tế ni đi. Bạch lão gia tử mỉm cười điểm gật đầu, nói rằng, Nham Tân, từ trước ta đã mù một lần mắt, không muốn lại mù lần thứ hai, hoặc là lần thứ ba, ta tuy rằng không dự định can thiệp nữa Tuyết Linh cả đời đại sự, nhưng nếu như Tuyết Linh thật cùng Thần Phong trong lúc đó có thể, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào chống đỡ. Ba, Bạch gia chúng ta thiếu Diệp gia nhiều lắm, thiếu Diệp Thần Phong nhiều lắm. Bạch Nham Tân thở dài một hơi nói rằng, Bạch lão gia tử tràn đầy đồng cảm điểm gật đầu, nói rằng, tốt, Tuyết Linh sự tình tự thuận theo tự nhiên đi. Nham Tân, ngươi thái độ làm người chính là quá mềm lòng, ta xem bị ta đuổi ra khỏi nhà vài cái xúc sinh, nói không chừng sẽ tìm ngươi cầu tình, đến lúc đó ngươi cũng không nên cấp ta để ý tới bọn họ, ngươi phải suy nghĩ một chút là ai hướng ta hạ độc. Là ai chế tạo chứng cứ nhượng ngươi bị hoài nghi tham ô nhận hối lộ? Là ai thiếu chút nữa nhượng Tuyết Linh bị làm bẩn? Bọn họ đã không xứng làm Bạch gia chúng ta người, sau đó Bạch gia trọng trách đều rơi đến trên người của ngươi. Bạch Nham Tân ánh mắt ngưng trọng vài phần, nói rằng, ba, ngươi yên tâm đi, lần này ta không hội lại mềm lòng, từ nay về sau ta sẽ đem Bạch gia chống đỡ lên. Bạch gia trong vườn hoa. Nhiều loại đóa hoa tranh nhau khoe sắc mở ra, trong không khí phiêu tán nhàn nhạt mùi hoa vị, có thể xứ tâm tình của người ta thoáng cái tựu tốt. Trên bầu trời ấm áp dương quang khuynh sái đại địa, Bạch Tuyết Linh cùng Diệp Thần Phong, một trước một sau, lần lượt im lặng tại trong vườn hoa đi 3-4 phút. Diệp Thần Phong phá vỡ trầm mặc, ta nói Bạch Tuyết Linh, ngươi đến cùng có chuyện gì muốn hỏi ta? Nên không sẽ là ngươi thích ta chứ? Ngươi biết ta đã có thật nhiều cái nữ nhân yêu mến, ngươi tối đa cũng chỉ có thể đủ làm ta tiểu thiếp. Bạch Tuyết Linh xoay người lại. Nhìn dưới ánh mặt trời Diệp Thần Phong biểu tình bất cần đời, nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi cũng quá tự luyến một điểm đi. Ta Bạch Tuyết Linh đã sớm có người thích, người kia muốn so ngươi tốt gấp 100 lần, 1000 lần, ta nhượng ngươi bồi ta đến trong vườn hoa tới đi một chút, ta chỉ nghĩ ngay mặt nói tiếng cảm ơn ngươi một lần lại một lần bang Bạch gia chúng ta. Bạch Tuyết Linh, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ giúp các ngươi Bạch gia à? Nếu không ra mặt của ngươi thật sự là đủ dày. Nếu không ta Diệp Thần Phong đồng tình tâm tràn lan, ta tài lười quản những. Này chuyện hư hỏng ni, Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vòng đặc biệt khiếm biển dáng tươi cười. Diệp Thần Phong, ngươi chính là một cái không hơn không kém hỗn đản. Bạch Tuyết Linh hận không thể xông lên phía trước hung hăng cắn một cái Diệp Thần Phong, trong đầu không nén nổi hiện lên trước đó không lâu nàng không giúp vào ở Diệp gia buổi chiều đầu tiên, đêm hôm đó, tại khắp trời đầy sao hạ. Nàng một mặt khóc, một mặt cắn Diệp Thần Phong vai, mà Diệp Thần Phong chỉ là mặc cho nàng phát tiết, nghĩ đến đây thời gian, tâm tình của nàng đột nhiên biến được khá, không lại như vậy sinh khí. Toán, Diệp Thần Phong, ta không muốn chấp nhặt với ngươi. Bạch Tuyết Linh gỡ gỡ trên trán tóc đen, tiếp tục nói, Diệp Thần Phong, ngoại trừ cảm ơn ngươi ở ngoài, ta còn muốn hỏi thăm ngươi một người, ngươi nên đúng Binh Vương Tổ rất quen thuộc đi. Ta nghe nói có phần nửa Binh Vương Tổ thành viên, ly khai Binh Vương Tổ theo ngươi. Kỳ thực ta thích người kia rất có thể là Binh Vương Tổ thành viên, ban đầu ở thời khắc nguy cấp nhất, hắn tại Thái Bình Sơn Mạch Trung đã cứu ta, trên mặt của hắn là mang một cái mặt nạ, ngươi có biết hay không cái này người. Ta nghĩ ta thích cái này người khẳng định so ngươi lợi hại. Cho tới nay Bạch Tuyết Linh đều đem trước đây cái kia mặt nạ nam nhân làm trong mắt của nàng Bạch Mã Vương Tử. Có thể trải qua trong khoảng thời gian này sự tình, nàng phát hiện Diệp Thần Phong thân ảnh tại trong lòng nàng càng lái đi không được, nàng cũng chỉ có thể đủ dùng cái này loại bản thân thôi miên phương thức tự nói với mình, ta Bạch Tuyết Linh thích người là ban đầu ở Thái Bình Sơn Mạch Trung cái kia mặt nạ nam nhân. Diệp Thần Phong trong lòng một trận cười gượng, Thái Bình Sơn Mạch Trung cái kia mặt nạ nam nhân không chính là hắn sao? Khuôn mặt không có lộ ra chút nào kẽ hở, thuận miệng nói rằng, Bạch Tuyết Linh, ngươi chừng nào thì biến được như thế bụng đói ăn quàng. Ngươi liền đối phương hình dạng cũng không thấy tự thích đối phương, nói không chừng hắn là một cái người quái gì làm sao bây giờ. Diệp Thần Phong, ngươi thế nào có thể như thế nông cạn? Nếu quả như thật là vui vui mừng một người, ta chắc chắn sẽ không lưu ý hắn bề ngoài, cho dù hắn lớn lên giống chư bát giới giống nhau,
ta Bạch Tuyết Linh cũng làm theo hội nghĩa vô phản cố thích hắn, người đến cùng có biết hay không như thế một người. Bạch Tuyết Linh khinh bỉ nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong hỏi. Diệp Thần Phong cảm giác lời này nghe được đặc biệt không được tự nhiên, cái này không phải biến tướng nói hắn lớn lên giống Chư Bát Giới mà. Bất quá, hắn tốt hơn theo khẩu nói rằng, ta không nhận thức nhân vật như thế, nói không chừng hắn không phải binh vương tổ thành viên. Bạch Tuyết Linh có chút thất vọng nói rằng, được rồi. Vậy ngươi có thể đi về. Xoay người, sát vai. Diệp Thần Phong đỉnh ấm áp dương quang ly khai Bạch ra, hắn đúng Bạch Tuyết Linh không tồn tại giữa nam nữ cảm tình, huống hồ nữ nhân bên cạnh hắn đã rất nhiều, hắn vẫn là một cái đa tình cũng không lạm tình nam nhân tốt. Ông trời tướng rất nhiều người số phận liền nhận, cho dù là tạm thời lảng tránh, kết cục cũng đã sớm quyết định, nên ở chung với nhau người từ đầu đến cuối hội ở chung với nhau. Chương 564, Xuẩn Xuẩn dục động cổ võ giới. Cổ võ giới đang bình thường người xem ra chỉ là một giả dối hư ảo tồn tại, cái này trên thế giới nào có hội võ nghệ cao cường cao thủ tồn tại. Cổ võ giới cửa vào người bình thường là căn bản tìm không được, tại kinh thành bởi vì Tống gia sự tình náo được xôn xao phi thời gian, cổ võ giới chung, mỗ tọa núi đá trước mặt, một gã thân thể xích lõa, trên người bắp thịt cao cao long khởi, dài một trương mặt chữ quốc trung niên nam nhân, tại ấm áp dương quang hạ, không ngừng huy ra song quyền. Cứ như vậy đơn điệu mà nhiều lần luyện tập. Vù vù, vù vù, vù vù. Theo cái này tên trung niên nam nhân huy quyền, trong không khí truyền ra chói tai tiếng xé gió, dường như cái này tên trung niên nam nhân mỗi một quyền, đều có thể đủ tướng vô hình vô ảnh không khí cấp nổ nát, bởi vậy có thể thấy được trung niên nam nhân nắm tay trung ẩn chứa bao nhiêu lực lượng khổng lồ. Một gã ăn mặc hắc sắc trường sam thanh niên, vội vàng đi tới, chính liên tục huy quyền trung niên nam nhân bên cạnh. Khuôn mặt tuy rằng mang theo hoang mang rối loạn cấp thiết biểu tình, thế nhưng hắn không có quấy rầy trung niên nam nhân luyện tập, bởi vì này tên ăn mặc hắc sắc trường sam thanh niên biết, tại Huyền Thiên môn chung không có bất cứ người nào có thể quấy rối, bên cạnh cái này trung niên nam nhân mỗi ngày đúng giờ luyện võ thời gian, cho dù thân vì cái này trung niên nam nhân nhi tử hắn đều không được. Cái này tên trung niên nam nhân tên là Trung Thiên Trì, là Huyền Thiên môn huyện nhâm trưởng môn. Mà ăn mặc hắc sắc trường sam thanh niên tên là Trung Dương, là Trung Thiên chỉ con lớn nhất, đồng dạng cũng là bị Diệp Thần Phong giết chết Trung Lệnh ca ca ruột thịt. 10 phút sau, Trung Thiên chỉ lau lau cái trán toát ra mồ hôi, cả khuôn mặt thượng là cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc, cho dù bên cạnh là của hắn con lớn nhất, trên mặt hắn biểu tình cũng không có chút nào hòa hoãn, mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Những ngươi như thế vội vàng tới tìm ta. Trung Dương từ phụ thân hắn Trung Thiên Trì trên người cảm nhận được một cổ dị thường to lớn cảm giác áp bách, Trung Dương tại cổ võ giới niên kỳ thanh một đại trung, cũng coi là tuyệt đối người nổi bật, toàn thân thực lực đã đạt đến thiên giai trung phẩm, cổ họng trong khô khốc nuốt một ngụm nước bọt, nói rằng, ba, chúng ta an bài đến trong thế tục đi đệ tử toàn quân bị diệt. Bao quát tiểu lệnh cũng đã chết, Tống gia hoàn toàn xong đời. Ân, đang nghe Trung Dương sau khi trả lời. Trung Thiên chỉ khí thế trên người đột nhiên bay lên, thể nội chân kình chi lực không tự chủ phóng ra ngoài đi ra, phanh. Một tiếng, cách đó không xa một cục đá to lớn, trực tiếp vỡ vụn thành rất nhiều hòn đá nhỏ khối. Trong con người thăng khởi tức giận hỏa quang. Huyền Thiên môn tại toàn bộ cổ võ giới chung đều cũng coi là nhất lưu môn phái. Nhiều năm như vậy tại cổ võ giới chung còn đều chưa từng ăn qua cái gì đại thiệt thòi, nhưng này thứ Huyền Thiên môn đệ tử tại trong thế tục lại có thể toàn quân bị diệt. Huống chi trong đó còn có hắn tiểu nhi tử Trung Lệnh, vậy làm sao có thể đủ nhượng Trung Thiên chỉ không tức giận. Xem ra muốn trưởng khống thế tục giới kế hoạch là hoàn toàn bị đánh vỡ, trong thế tục lúc nào xuất hiện như vậy cao thủ. Thiệu Dương nhận có thiên giai thượng phẩm thực lực, theo lý mà nói không thể nào biết có chuyện như vậy phát sinh. Trung Thiên chỉ thấp giọng tự nói. Ngược lại đưa ánh mắt về phía một bên con lớn nhất Trung Dương. Hỏi có biết hay không là ai đúng chúng ta Huyền Thiên môn? Đúng Tống gia động thủ, chúng ta Huyền Thiên môn có thể từ trước đến nay không sẽ chọn yên lặng thua thiệt. Trung Dương lắc đầu, nói rằng, ba, cái này kiện sự tình còn đang điều tra chung, cứ chúng ta lấy được tin tức, tại trong thế tục kinh thành căn bản không có cao thủ gì tồn tại, cùng kinh thành Tống gia ở vào đối lập chỉ có kinh thành Diệp gia. Bất quá, chúng ta đã điều tra qua Diệp gia. Diệp gia bên trong nên không thể có thể có thực lực có thể vượt qua Thiệu Dương nhận người tồn tại. Nghe vậy,
Trung Thiên chỉ trầm mặc chốc lát, mới lên tiếng, vô luận dùng biện pháp gì, cũng phải muốn tướng cái này kiện sự tình cấp ta điều tra nhất thanh nhị sở, cho. Nữa ta thật tốt tra một chút kinh thành Diệp gia nội tình. Ba, như vậy ta lập tức tướng mệnh lệnh của ngươi phân phó. Trung Dương điểm điểm, sau đó xoay người ly khai. Trung Thiên chỉ nhìn đỉnh đầu ấm áp dương quang, lẩm bẩm, Huyền Thiên môn uy nghiêm không cho mạo phạm, xem ra trong thế tục cũng có cao thủ vấn thế, nếu dám giết ta con trai của Trung Thiên trì, sát ta Huyền Thiên môn đệ tử, như vậy bất kể ngươi là ai. Ngươi tự chờ cho ta đi Diêm Vương điện báo cáo nói. Ngay Huyền Thiên môn bắt đầu triệt để điều tra Tống gia cùng với Huyền Thiên môn đệ tử bị giết sự tình thời gian, tại cổ võ giới một chỗ khác. Một cái cổ kính vật kiến trúc bên trong trên đại điện. Nơi này là cổ võ giới một cái môn phái khác lãnh hải các tại cổ võ giới chung không có Huyền Thiên môn thế lực cường hãn, nhiều lắm coi là thượng là một cái nhị lưu cổ võ môn phái, bất quá. Lãnh hải các tại năm 60 năm trước, đã từng tại cổ võ giới chung đang thỉnh qua nhất thời, chính cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, lãnh hải các tại cổ võ giới chung vẫn có một ít nội tình tồn tại. Trước đây lãnh hải các đệ tử Đàm Thủy cùng Lại Khang, phụ trách tại trong thế tục trưởng khống Ngô Châu Hứa gia, do đó tại trong thế tục chậm chậm bồi dưỡng thế lực, ai biết đạo Đàm Thủy cùng Lại Khang bị giết chết, Hứa gia cũng bị hoàn toàn diệt vong. Cuối cùng tại lãnh hải các tỉ mỉ điều tra hạ, cả kiện chuyện đầu mâu đều chỉ hướng kinh thành Diệp gia Diệp Thần Phong, sau đó lãnh hải các phái gia có thiên giai trung phẩm thực lực Đinh Hải Tinh, cùng với thiên giai hạ phẩm thực lực Trịnh Tu Bình cùng Trịnh Tu Viễn đi hướng thế tục giới, để cho bọn họ tướng cái này kiện sự tình triệt để điều tra rõ. Ai biết đạo sự tình đã qua lâu như vậy, Đinh Hải Tinh, Trịnh Thu Bình cùng Trịnh Thu Viễn ba người cũng giống như từ nhân gian trưng phát rồi giống nhau, lãnh hải các người lại cũng liên lạc không được bọn họ. Phải biết rằng Đinh Hải Tinh, Trịnh Thu Bình cùng Trịnh Thu Viễn ba người này, phóng đến trong thế tục đi thế nhưng nhất đẳng một cao thủ, lãnh hải các người hay là có thể cho rằng Diệp Thần Phong giết chết Đàm Thủy cùng Lại Khang. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không tin trong thế tục, một cái con em của đại gia tộc có thể giết chết Đinh Hải Tinh. Trịnh Tu Bình cùng Trịnh Tu Viễn. Lãnh hải các trong đại điện, ngay chính giữa phía trước nhất có một trương phong cách cổ xưa đàn một cái ghế ngồi một cái trên môi giữ lại hai chòm râu trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân ánh mắt rất âm trầm, vừa nhìn chính là cái thích dở âm mưu quỷ kế, với lại hung ác độc địa cay độc mặt hàng. Cái này tên giữ lại hai chòm râu trung niên nam nhân là lãnh hải các trưởng môn, Tôn Nam Phi. Tại lãnh hải các đại điện hai bên, đồng dạng để từng cái hiểu rõ cái ghế ngồi tại lãnh hải các trung tương đối có địa vị trưởng lão đẳng có thân phận người. Tôn Nam Phi mặt không thay đổi nhìn dưới người, chân mày khi thì nhíu chặt, khi thì buông ra, thanh âm khàn khàn lên tiếng, đến cùng có không có tra được Đinh Hải Tinh bọn họ là thế nào mất tích. Bọn họ hiện tại rốt cuộc là tử hay sống, Đinh Hải Tinh chuyện của bọn họ là không phải cũng cùng kinh thành Diệp gia Diệp Thần Phong có quan hệ. Đang nghe Tôn Nam Phi lời nói sau, dưới một gã 30 nhiều tuổi nam nhân, từ trên ghế đứng lên, nói rằng, trưởng môn, ta xem chuyện này phải cùng Diệp gia Diệp Thần Phong không có vấn đề gì, Đinh sư huynh thế nhưng có thiên giai trung phẩm thực lực, kỳ thực trong mắt của ta trước Đàm Thủy cùng Lại Khang cũng không quá quan tâm có thể là bị Diệp Thần Phong giết chết, nhiều nhất là cùng Diệp Thần Phong có chút liên quan. Căn cứ chúng ta điều tra trong tài liệu biểu hiện, Diệp Thần Phong vốn là một cái mắc có kinh hoàng chứng kẻ ngu si. Hình như là đoạn thời gian gần nhất mới khôi phục, một người như vậy làm sao có thể sẽ là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Ngươi lời này trái lại nói xong có chút đạo lý, trong thế tục làm sao có thể xuất hiện cao thủ ni. Bất quá, ta đã nhận đến tin tức, Huyền Thiên môn phái đi trong thế tục đệ tử toàn quân bị diệt, Trung Thiên chỉ tên khốn kia tiểu nhi tử trung lệnh đều bỏ mình. Lần này Huyền Thiên môn tại trong thế tục tối cao thực lực đệ tử đạt được thiên giai thượng phẩm, cho nên nói hiện tại chúng ta không thể đủ xem nhẹ thế tục giới. Tôn Nam Phi như có điều suy nghĩ nói rằng. Tôn Nam Phi lời nói, không thể nghi ngờ coi như là một tảng đá ném vào bình tĩnh mặt hồ trong, ở đây lãnh hải các đệ tử khuôn mặt đều tràn đầy khiếp sợ, thiên giai thượng phẩm thực lực người đang cổ võ giới chung đều cũng coi là cao thủ, tại sao sẽ ở trong thế tục bị giết chết? Đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi. Nhìn dưới xì xào bàn tán mọi người, lãnh hải các trưởng môn Tôn Nam Phi mở miệng lần nữa các ngươi cho. Nữa ta thật tốt điều tra kinh thành Diệp gia sự tình, nếu như tất cả mọi chuyện đều cùng Diệp gia có quan hệ, chúng ta lãnh hải các cũng không phải ngồi không. Tốt,
các ngươi đều từng người đi làm việc chuyện của mình đi. Tôn Nam Phi phất phất tay, theo mọi người rời khỏi đại điện, lãnh hải các trong đại điện biến được yên tĩnh một phiến. Tống gia diệt vong, Huyền Thiên Môn tại trong thế tục đệ tử toàn quân bị diệt, lãnh hải các đệ tử thật nhiều cái tháng trước bị giết chết, mất tích mất tích. Thay đổi bất ngờ, một hồi thật lớn sóng to gió lớn đang nổi lên lên men chi chung. Chương 565, huấn luyện bắt đầu, hai nàng gia nhập. Cuối thu khí sảng. Mùa hè lửa nóng nhiệt độ tán đi, kinh thành tháng 10 phần khí trời đã rất mát mẻ. Sáng sớm, thái dương chậm chậm mọc lên từ phương đông, Diệp Thần Phong còn là tượng thường ngày, thật sớm tựu lên rèn luyện thân thể, lúc này nên xử lý sự tình toàn bộ xử lý xong, từ hôm nay trở đi hắn sẽ phải tay huấn luyện vương lực đám người. Tại Diệp Thần Phong ăn điểm tâm thời gian, Diệp Đông Kiện có chút lười biếng từ trên lầu đi xuống, Diệp Thần Phong uống một ngụm sữa tươi, nói rằng, tiểu thúc, người đến cùng còn có nghĩ là muốn gia nhập huấn luyện của ta chung. Dùng ngươi bây giờ cái bộ dáng này, phỏng chừng liền một nửa huấn luyện cũng kiên trì không dưới tới. Nguyên bản biếng nhác Diệp Đông Kiện trong nháy mắt biến được tinh thần chấn hưng, không phục nói rằng, Thần Phong, không mang theo ngươi như thế coi thường người, ngươi tiểu thúc ta giàu gì cũng là quân khu trung tinh anh nhân vật, cái gì ma quỷ thức phương pháp huấn luyện chưa từng thấy qua. Thần Phong tiểu tử ngươi tự chờ cho ta xem đi. Ta còn lo lắng cho ngươi phương pháp huấn luyện thiếu biến thái ni. Tiểu thúc, ngươi cái này một điểm hãy yên tâm, huấn luyện của ta phương pháp tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hài lòng. Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên. Diệp Đông Kiện nhìn đến Diệp Thần Phong khóe miệng nụ cười quỷ dị sau, phía sau không nén nổi cảm giác lạnh siêu siêu, cả người không nén nổi run run thoáng cái. Diệp Thần Phong hồn nhiên không có chú ý Diệp Đông Kiện biểu hiện, lại thuận miệng hỏi, tiểu thúc. Ta muốn ngươi giúp ta chuẩn bị đại lượng dược liệu cùng với dã ngoại dùng trứng bồng, ngươi đều chuẩn bị cho ta xong rồi sao? Yên tâm đi, ngươi muốn ta chuẩn bị đồ đạc ta đã toàn bộ chuẩn bị xong, còn mặt khác tại quân khu trong điều đi ra hai chiếc quân dụng xe tải. Bất quá, Thần Phong, ngươi nên là dự định nhượng chúng ta đi dã ngoại huấn luyện đi. Ngươi muốn ta chuẩn bị này đại lượng dược liệu làm gì? Diệp Đông Kiện nghi ngờ hỏi. Diệp Thần Phong đặc biệt thần bí cười nói, tiểu thúc, đảng ngày hôm nay chính thức lúc huấn luyện, ngươi chỉ biết những dược liệu kia là dùng làm gì. Diệp Đông Kiện trong lòng luôn luôn loại chẳng lành dự cảm, còn muốn từ Diệp Thần Phong trong miệng sáo ra một ít tin tức hữu dụng thời gian, Võ Khôn Minh đi nhanh đi vào Diệp gia trong phòng khách, tâm tình không tệ nói rằng, Thần Phong, ta có thể chờ đợi ngày này chờ thật là lâu, ta hy vọng trải qua lần này huấn luyện của ngươi. Ta Võ Khôn Minh có thể có được hoàn toàn lột xác. Võ Thúc Thúc, nếu như ngươi có thể kiên trì hoàn ta lần này huấn luyện, đừng nói là tự thân nhận được triệt để lột xác, ngươi tướng sẽ biến thành một gã chân chính ý nghĩa thượng cao thủ, vấn đề chỉ sợ ngươi không kiên trì được. Diệp Thần Phong tướng một miếng bánh mì nhét vào trong miệng. Mơ hồ không rõ nói rằng. Võ Khôn Minh xoay xoay cái cổ, nói rằng, Thần Phong, ngươi cái này không phải coi khinh ngươi Võ Thúc Thúc ta sao? Ta từ nhỏ là tại quân khu chung lớn lên, ta ngoan cường nghị lực tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Thần Phong không cho là đúng cười cười, bởi vì hắn biết hắn huấn luyện phương án, có thể không phải bây giờ quân khu trong này yếu bạo huấn luyện phương án có thể đánh đồng. Cho nên hắn còn thật lo lắng Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh có chút kiên trì không dưới tới. Võ Thúc Thúc, ngươi cùng ta tiểu thúc nói cơ hồ là không có sai biệt, các ngươi chớ quên. Lần này các ngươi là cùng ban đầu binh vương tổ thành viên huấn luyện chung, các ngươi thực lực hôm nay cùng binh vương tổ thành viên còn chênh lệch một đại đoàn cự ly, ta nói hai người các ngươi ở đâu ra cái này loại tự phụ. Các ngươi thế nhưng lần này trong khi huấn luyện thực lực điếm để nhân vật. Diệp Thần Phong vô tình cấp Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh trên đầu bát hạ một chậu nước lạnh. Nghe vậy, Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh tức khắc không lời chống đỡ. Hai người tương hỗ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Sắc mặt hơi có chút đỏ lên, bọn họ hai cái biết Diệp Thần Phong nói một điểm đều không sai, cùng trước kia binh vương tổ thành viên huấn luyện chung, xem ra bọn họ thật đúng là nên muốn thu khởi cái này loại lòng tự tin cực độ bành trướng tâm tính. Đúng vào lúc này, ăn mặc toàn thân nhẹ nhõm trang phục Võ Hiểu Phỉ từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt thị phi thường vẻ mặt nghiêm túc, đi tới đang ăn điểm tâm Diệp Thần Phong trước mặt. Nói rằng, Thần Phong, ta cũng muốn gia nhập lần này trong khi huấn luyện. Ta nghĩ nhượng thực lực của chính mình biến được cường hãn hơn một điểm. Hiểu Phỉ, ngươi không phải là cùng ta nói đùa sao?
Lần này huấn luyện có thể không phải bình thường huấn luyện, cường độ tướng đặc biệt to lớn, không phải ngươi có thể thừa chịu được. Diệp Thần Phong tướng trong miệng bánh mì nuốt vào cổ họng thảo luận đạo. Võ Hiểu Phỉ kiên định gật đầu, nàng không muốn chỉ làm một cái yêu cầu Diệp Thần Phong bảo vệ nữ nhân. Nàng không muốn chỉ làm một chỉ tốn bình, nhất là mấy ngày hôm trước nhìn đến Diệp Thần Phong bị nội thương nghiêm trọng sau, cái ý nghĩ này tại trong lòng nàng tự càng hừng hực, nàng muốn bang Diệp Thần Phong một ít bận. Cho dù là một chút xíu đều đi, cho nên nàng muốn nhượng thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ, chỉ có trở nên mạnh mẽ tài năng đủ chân chính đến giúp Diệp Thần Phong. Thần Phong, cái này kiện sự tình ta đã quyết định, cho dù ngươi không muốn đáp ứng, ta cũng hội theo đi. Võ Hiểu Phỉ quật cường nói rằng, nhìn Võ Hiểu Phỉ dứt khoát kiên quyết dáng dấp, Diệp Thần Phong biết Võ Hiểu Phỉ là hoàn toàn hạ quyết tâm, vừa định phải đáp ứng, chỉ thấy Ninh Vũ Đình đi vào Diệp gia bên trong phòng khách. Ninh Vũ Đình hôm nay ăn mặc cũng rất thích hợp dã ngoại huấn luyện, tại Ninh Vũ Đình sắp đi đến Diệp Thần Phong trước mặt thời gian, Diệp Thần Phong trước hết lên tiếng, Vũ Đình, ngươi ngày hôm nay thế nào sáng sớm sẽ tới Diệp gia? Miệt cùng ta nói, ngươi cũng muốn gia nhập lần này trong khi huấn luyện. Ninh Vũ Đình nhìn thoáng qua đồng dạng trang phục nhẹ nhõm Võ Hiểu Phỉ, sau đó ánh mắt kiên định gật đầu, Diệp Thần Phong tại mấy ngày trước bị nội thương nghiêm trọng sự tình. Nàng cũng từ muội muội nàng Ninh Mẫn Yến khẩu chung biết được, nàng đã đem thân thể cùng linh hồn toàn bộ giao cho Diệp Thần Phong, có thể nói Diệp Thần Phong tướng là hắn Ninh Vũ Đình đời này duy nhất một người nam nhân, nàng và Võ Hiểu Phỉ nghĩ cách tương đồng, không nói tại sau này trong cuộc sống có thể đến giúp Diệp Thần Phong. Cũng tối thiểu không nên làm Diệp Thần Phong trói buộc. Nhìn đến Ninh Vũ Đình không chút do dự gật đầu, Diệp Thần Phong là hoàn toàn có chút bất đắc dĩ. Hắn có thể hiểu rõ Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình nguyên do muốn tham gia lần này huấn luyện, hoàn toàn là vì hắn, thế nhưng Ninh Vũ Đình cùng Võ Hiểu Phỉ dù sao cũng là nữ nhân, hai người bọn họ căn bản chịu không nổi Diệp Thần Phong huấn luyện cường độ, trầm mặc một lát sau nói rằng, Hiểu Phỉ, Vũ Đình, ta biết hai người các ngươi là quyết tâm muốn đi tham gia lần này huấn luyện, ta có thể đáp ứng cho các ngươi gia nhập đến trong đó tới. Bất quá, ta sẽ cho các ngươi mặt khác an bài huấn luyện phương án. Đến lúc đó hai người các ngươi phải muốn phục tùng sắp xếp của ta, bằng không ta sẽ không đồng ý các ngươi gia nhập đến lần này trong khi huấn luyện. Gặp Diệp Thần Phong đáp ứng, hai nàng cấp vội vàng gật đầu, cơ hồ là miệng đồng thanh nói rằng, Thần Phong, chúng ta nhất định hội phục tùng an bài của ngươi. Tại Diệp Thần Phong ăn xong cơm sáng sau, Vương Lực Đảng 75 tên binh vương tổ thành viên, cùng với Thiết Ngưu, Hổ Ca Đảng 10 tới tên thắng thiên hội trung thực lực tương đối cao thành viên. Toàn bộ đã tại Diệp gia biệt thự cổng đợi. Thắng thiên hội tương lai hay là muốn phát triển, mặc dù nói Thiết Ngưu, Hổ Ca đám người thực lực, cùng binh vương tổ thành viên so sánh lời nói, chênh lệch không dứt một tinh nửa điểm, thế nhưng chỉ cần bọn họ có thể đi qua lần này huấn luyện, thực lực của bọn họ khẳng định cũng có thể đại mức độ tăng lên, cho dù thắng thiên hội sau đó chuyện gì xảy ra phiền phức, không cần Diệp Thần Phong đứng ra tham gia, có Thiết Ngưu cùng Hổ Ca bọn họ trấn thủ cũng có thể giải quyết rồi. Cho nên Diệp Thần Phong tài đến lúc dự định nhượng Thiết Ngưu cùng Hổ Ca chúng nhân gia nhập đến lần này trong khi huấn luyện tới. Lão đại, chúng ta vừa vặn không có gặp mặt, tiểu hổ ta có thể đặc biệt tưởng niệm ngươi, thật không nghĩ tới lão đại vẫn có thể nghĩ khởi tiểu hổ ta tuyệt đối sẽ không để cho lão đại ngươi thất vọng, tranh thủ nhượng thực lực của chính mình nâng cao một bước, sau này có thể tốt hơn vì lão đại ngươi làm việc. Hổ Ca nhìn đến Diệp Thần Phong từ Diệp gia đi tới. Vội vàng tiến lên nói một tràng, những người có thể khởi cả người nổi ra gà lời nói, nhưng mà, từ Hổ Ca chân thành tha thiết trong ánh mắt có thể nhìn ra, những lời này mặc dù nói đặc biệt buồn nôn, nhưng đây đều là hắn phát ra từ phế phủ. Ân công, chúng tôi Thiết Ngưu cũng rất nhớ ngươi, không tốt ngôn từ Thiết Ngưu cũng đi tới Diệp Thần Phong trước mặt nói một câu. Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, vỗ vỗ Thiết Ngưu cùng Hổ Ca bả vai của hai người. Nói rằng, tiểu hổ, Thiết Ngưu, lần này huấn luyện cường độ khẳng định hội lớn vô cùng, bất quá, đúng hai người các ngươi chỗ tốt cũng đặc biệt to lớn. Sau đó, Diệp Thần Phong lại tiếp tục đúng sở có người nói, mọi người lên xe, huấn luyện từ hôm nay chính thức bắt đầu, ta hy vọng không cần có bất cứ người nào trên đường rời khỏi. Minh Vương Tổ thành viên, Thắng Thiên Hội thành viên, Diệp Thần Phong, Diệp Đông Kiệt, Võ Khôn Minh, Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình. Mọi người sôi nổi lần lượt đi lên quân dụng xe tải, hai chiếc quân dụng xe tải chậm rãi khởi động. Chương 566, Tiểu Nhi Khoa huấn luyện.
Thương Vân Sơn Mạch ở vào kinh thành phương Bắc, cái đó diện tích đặc biệt rộng lớn, thuộc về một tòa nguyên thủy dãy núi. Tại Thương Vân Sơn Mạch bên trong có rất nhiều đặc biệt dã thú hung mãnh, bình thường người nếu như một mình đi vào Thương Vân Sơn Mạch, 100% là cửu tử nhất sinh, đây cũng là Diệp Thần Phong lựa chọn tại Thương Vân Sơn Mạch huấn luyện nguyên nhân, chỉ có tại trong lúc sinh tử, tài năng đủ nhượng thực lực không ngừng nhận được hữu hiệu đột phá. Hai chiếc quân dụng xe tải vững vàng đình tại Thương Vân Sơn Mạch cửa vào chỗ, Diệp Thần Phong người thứ nhất tòng quân dùng xe tải thượng nhảy xuống tới, đợi cho tất cả mọi người tòng quân dùng xe tải thượng đi xuống sau, Diệp Thần Phong hắng giọng, ánh mắt tại trên người mọi người quét mắt một lần, thanh âm nghiêm khắc mà lại to nói rằng, kế tiếp một đoạn thời gian, các ngươi tướng tại Thương Vân Sơn Mạch vượt qua, ta hy vọng các ngươi từ giờ khắc này không nên đem mình làm người đối đãi, bởi vì sau huấn luyện không phải người có thể chịu được. Các ngươi chung có người rất có thể sẽ tử tại Thương Vân Sơn Mạch chung, cái này là muốn có được thực lực phải trả giá cao, nhà ấm chung đóa hoa vĩnh viễn cũng không thể khởi động một phiến ngày qua, mà các ngươi mọi người ở trong mắt ta chính là đặc biệt dễ chết non nhà ấm trong bồi dưỡng ra được đóa hoa. Còn lại lời vô ích ta cũng không muốn nhiều lời, từ giờ trở đi các ngươi toàn bộ gọi ta là Diệp huấn luyện viên, các ngươi nghe rõ. Diệp Thần Phong tràn ngập xuyên thấu lực thanh âm. Chấn đắc người ở chỗ này màng tai phát đau nhức. Minh bạch, Diệp huấn luyện viên. Mọi người miệng đồng thanh hô lớn đạo, tâm tình hơi có chút kích động, nhân vì mỗi một người bọn hắn đều đặc biệt rõ ràng Diệp Thần Phong cường hãn thực lực, cho nên bọn họ đang mong đợi tại Diệp Thần Phong lần này trong khi huấn luyện nhận được tiến một bước đề thăng. Có cái này loại khí thế đúng vậy, ta hy vọng các ngươi có thể tướng loại khí thế này vẫn tiếp tục giữ vững. Diệp Thần Phong khá vì hài lòng điểm gật đầu. Tiếp tục nói kế tiếp đem quân dụng xe tải thượng dược liệu cùng sở hữu rán dược dùng đại nồi cấp ta bàn xuống, tại cho các ngươi tiếp thu đệ nhất thứ huấn luyện trước, chúng ta còn phải muốn chuẩn bị một ít đồ đạc. Tại Diệp Thần Phong ra lệnh sau, tất cả mọi người tại chỗ đều sôi nổi hành động, tại tướng một bộ phận dược liệu cùng sở hữu rán dược dùng đại nồi bàn hạ quân dụng xe tải sau, dưới sự chỉ điểm của Diệp Thần Phong, mọi người trong lòng tràn đầy nghi vấn bắt đầu rán thuốc. Hơn một giờ sau, sở hữu đại nồi trong dược liệu toàn bộ nung nấu hoàn tất, Diệp Thần Phong lập tức nói rằng, ở đây mỗi người đều uống xong một chén nung nấu đi ra thuốc đông y, cho các ngươi 5 phút. Ngược lại, Diệp Thần Phong rồi hướng Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình, nói rằng, hai người các ngươi ta mặt khác có an bài huấn luyện, cho nên không yêu cầu uống cái này loại dược vật. Bởi vì giờ khắc này Diệp Thần Phong là ở đây tất cả mọi người huấn luyện viên, cho nên cho dù đúng nữ nhân của hắn, hắn cũng không thể đủ biểu hiện ra ôn nhu một mặt tới, làm một gã hợp cách huấn luyện viên, phải muốn tại thuộc hạ người trong lòng thành lập được một cái uy nghiêm hình tượng tới. Các ngươi đều yên tâm đi, cái này loại nung nấu đi ra dược vật, đúng thân thể các ngươi đặc biệt mới có lợi, có thể nói uống cái này loại dược vật sau đó. Các ngươi đề thăng thực lực tốc độ tựu càng nhanh, Diệp Thần Phong khóe miệng hiện lên một vòng rảo hoạt dáng tươi cười. Vừa nghe đến có thể nhượng thực lực tăng lên càng nhanh hơn, Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh hai cái này đầu óc có chút nhân vật đơn giản, là không kịp chờ đợi uống một chén vừa nung nấu đi ra cái này loại dược vật, cửa vào ngọt ngọt, không có bình thường thuốc đông y cay đắng, vị còn tương đối đúng vậy. Diệp huấn luyện viên, ta có thể không thể đủ nhiều uống một chén. Diệp Đông Kiện nóng lòng muốn thử hỏi Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong điểm gật đầu. Nói rằng, các người nghĩ uống bao nhiêu có thể uống bao nhiêu, bất quá, ngày hôm nay tựu đau khổ nhiều như vậy dược vật đi ra, muộn hạ thủ người khẳng định có thể so với người khác uống ít, thậm chí là uống không đến, đây chính là quan hệ để thăng thực lực các ngươi, chính các ngươi đi phân phối đi. Diệp Thần Phong lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng không thể đủ lại bình tĩnh. Sôi nổi nhanh chóng uống khởi cái này loại dược vật, nhiều nhất uống 3 chén lớn. Chẳng hạn như Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh cái này hai người, ít nhất cũng uống đủ 2 đại chén, có thể nói ngày hôm nay đệ nhất thứ nung nấu dược vật còn là tương đối nguyên vẹn. Diệp Thần Phong nhìn đến sở hữu rán đi ra dược đều bị uống xong, khóe miệng hắn dáng tươi cười là càng thịnh vượng, từ một cái túi màu đen bên trong lấy ra một đại xếp giấy trắng. Trên tờ giấy trắng in ấn một loại thực vật xanh chỉnh thể dáng dấp, tướng những. Này giấy trắng phân phát cho tất cả mọi người tại chỗ. Nói rằng, đây là một loại sinh trưởng tại Thương Vân Sơn Mạch chỗ sâu thực vật, từ nơi này cửa vào bộ hành đến sinh trưởng loại thực vật này địa phương tối thiểu muốn 5 cái tiếng đồng hồ. Nói cách khác thứ nhất một hồi tổng cộng muốn đi tìm 10 cái tiếng đồng hồ,
nếu như các ngươi có thể dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới lời nói, hay là cũng hoa không được 10 cái tiếng đồng hồ, hôm nay hạng thứ nhất huấn luyện chính là tiến nhập Thương Vân Sơn Mạch, mỗi người cấp ta thải một khỏa loại thực vật này trở về. Mặc dù nói thu thập loại thực vật này yêu cầu đi tìm một ít thời gian, thế nhưng loại huấn luyện này đối với thực lực đề thăng có tác dụng gì sao? Người ở chỗ này đúng loại phương thức huấn luyện này sinh ra thái độ hoài nghi. Diệp Đông Kiện đứng ra hỏi, Diệp huấn luyện viên, lẽ nào ngươi liền chuẩn bị dùng cái này loại tiểu nhi khoa huấn luyện tới nhượng chúng ta biến thành cao thủ sao? Nguyên thủy dãy núi đối với bình thường người mà nói có lẽ là hiểm địa, nhưng đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ khiêu chiến nào ý nghĩa. Diệp Thần Phong nhún vai, nói rằng, nguyên vốn còn muốn cho các ngươi một kinh hỉ, nếu các ngươi trong lòng có cái nghi vấn này, như vậy ta ở nơi này trong cho các ngươi giải đáp, các ngươi có cảm giác hay không bản thân thể trong lực lượng tại sói mòn. Nghe vậy, Diệp Đông Kiện, Võ Khôn Minh, Vương Lực, Hổ Ca cùng Thiết Nghiêu chúng nhân, sôi nổi bắt đầu cảm ứng thân thể trong lực lượng, tại cảm giác được thân thể bên trong như bị tạc khai một cái chỗ hổng, lực lượng tại dùng một loại nước chảy phương thức biến mất thời gian, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt biến, bọn họ rõ ràng chỉ là đứng thẳng, thân lực lượng trong cơ thể căn bản không thể có thể nhanh như vậy tốc mất đi. Diệp Thần Phong không để ý đến trên mặt mọi người ánh mắt kinh ngạc, nói rằng, vừa rồi các ngươi uống xong loại dược vật, là ta tự mình nghiên cứu ra tới, uống một chén lượng. Các ngươi cho dù cái gì đều không làm, lực lượng trong cơ thể hội tại trong vòng 5 canh giờ biến mất không còn một mảnh. Nếu như uống xong 2 chén lượng, các ngươi lực lượng trong cơ thể tự hội tại 2 cái trong vòng nửa canh giờ biến mất không còn một mảnh, nếu có người uống xong 3 chén lượng, nên cũng không cần ta nhiều lời đi. Lại mà, đây chỉ là các ngươi không làm bất luận cái gì vận động dưới tình huống, nếu như các ngươi không ngừng đi lại, thậm chí là chạy trốn. Thể nội lực lượng mất đi tốc độ tướng càng nhanh, với lại dược hiệu đủ dài đến 15 người tiếng đồng hồ. Ta ký được trong các ngươi ít nhất cũng uống 2 chén ni đi. Thương Vân Sơn Mạch chung khắp nơi đều là dã thú, nếu như các ngươi lực lượng trong cơ thể toàn bộ tiêu thất, phải dựa vào ý chí lực hướng tới trước lúc đi, các ngươi vẫn có thể xác định có thể thật đơn giản thu thập đến trên tờ giấy trắng thực vật xanh, sau đó về tới đây mặt sao. Diệp Thần Phong kiên nhẫn đúng mọi người giải thích một lần. Khóe môi nhếch lên một vòng đặc biệt nụ cười đắc ý. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh sắc mặt hai người hơi có chút trắng bệch, hai người bọn họ cũng đều là uống đủ có 3 chén lớn, uống một chén lực lượng trong cơ thể hội tại trong vòng 5 canh giờ biến mất không còn một mảnh, uống 2 chén lực lượng trong cơ thể hội tại 2 cái trong vòng nửa canh giờ biến mất không còn một mảnh. Như vậy bọn họ 2 cái uống 3 chén, chẳng phải là hơn 1 giờ sau, lực lượng trong cơ thể tự hội biến mất không còn chút nào. Diệp huấn luyện viên, không mang theo ngươi như thế chỉnh người, ngươi thế nào không trước đó nói cho chúng ta biết cái này loại tác dụng của dược vật. Diệp Đông Kiện vẻ mặt đau khổ hỏi. Chính là a. Diệp huấn luyện viên, không bằng huấn luyện từ ngày mai lại bắt đầu đi. Võ Khôn Minh cũng lập tức phụ họa nói. Diệp Thần Phong con ngươi biến được càng mạnh mẽ, quát dẹp đường, đến cùng các ngươi là huấn luyện viên. Hay là ta huấn luyện viên? Muốn trở thành một gã cường giả, phải nếu có thể đủ xử lý bất luận cái gì đột phát nguy hiểm, tự coi như các ngươi lực lượng trong cơ thể toàn bộ tiêu thất, chỉ cần các ngươi ẩn núp tốt, căn bản sẽ không bị trong dãy núi dã thú phát hiện. Bây giờ đối với cho các ngươi tới nói có thể không phải nói nhảm lúc, hoặc là lập tức rời khỏi lần này trong khi huấn luyện, hoặc là lập tức cấp ta tiến nhập Thương Vân Sơn Mạch. Diệp Thần Phong cũng không có bởi vì Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh là của hắn trưởng bối. Mà mở rộng ra thuận tiện chi môn, từ Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh tự nguyện gia nhập đến lần này trong khi huấn luyện, Diệp Thần Phong chính là bọn họ huấn luyện viên, một gã hợp cách huấn luyện viên ngoại trừ muốn có uy nghiêm ở ngoài, cũng phải muốn đối xử bình đẳng. Đây đối với Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh đẳng uống 3 chén dược vật người, nói không chừng là một cái đúng vậy đột phá thời cơ. Chương 567, hai người quyết tâm. Đời trước Diệp Thần Phong đồng dạng là tại sinh tử trong khi huấn luyện đi ra, hắn thân là 500 năm sau quốc gia bồi dưỡng ra được siêu cấp nhân tài, hắn phải muốn tại mỗi cái phương diện đều rất xuất sắc, một cái chân chính ý nghĩa thượng cường giả, vĩnh viễn cũng không thể là tại che chở hạ lớn lên, chỉ có tuyệt đối nghịch cảnh tài năng đủ không ngừng kích thích ra nhân thể tiềm năng. Tuy rằng Diệp Thần Phong không cách nào để cho Diệp Đông Kiện, Võ Khôn Minh cùng Vương Lực chúng nhân, trở thành giống như hắn linh hồn lực cao thủ. Nhưng là thông qua không ngừng tiềm năng kích phát,
Diệp Thần Phong có thể để cho bọn họ trở thành có chân kình chi lực cao thủ, với lại có thể nhường bên trong cơ thể của bọn họ chân kình chi lực càng ngày càng sâu dày, đến lúc đó đủ để cùng cổ võ giới trung cường giả chống lại. Diệp Thần Phong nhìn đến do dự Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh, trong lòng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Tòng Quân dùng xe tải thượng bàn xuống hai dương vật phẩm, trong đó một dương bên trong đựng là thông tin thiết bị, một khác dương bên trong đựng là dã ngoại cầu sinh dùng dao găm, nói rằng, nhìn vào hôm nay mỗi người các ngươi đều nhiều hơn uống tiêu hao thể năng dược vật phân thượng, mỗi người các ngươi có thể thu được một cái thông tin thiết bị cùng một bả dao găm, nếu quả như thật gặp phải không có cách gì giải quyết phiền phức thời gian, có thể lợi dụng thông tin thiết bị liên hệ ta, ta sẽ tại trước tiên nội chạy đến. Bất quá, một ngày các ngươi lợi dụng thông tin thiết bị hướng ta nhờ giúp đỡ, như vậy hướng ta xin giúp đỡ người nhất định phải muốn rời khỏi lần này trong khi huấn luyện, hiện tại các ngươi hẳn không có bất kỳ vấn đề gì đi. Cầm tốt thông tin thiết bị cùng dao găm, bốn người một tổ lập tức cấp ta tiến nhập Thương Vân Sơn Mạch, nếu như còn có người hiện tại đã nghĩ muốn rời khỏi, ta không có bất luận cái gì ý kiến. Còn có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi hay nhất tiểu tổ tách ra hành động, nếu như các ngươi mọi người lựa chọn tụ tập cùng một chỗ, đợi được lực lượng trong cơ thể hoàn toàn tiêu hao hết tất, như vậy các ngươi rất dễ bị Thương Vân Sơn Mạch chung dã thú phát hiện, đến lúc đó các ngươi chỉ có thể trở thành dã thú khẩu chung bàn cơm tàu, chỉ có bốn người tiểu tổ đơn độc hành động, tài năng đủ có lợi cho ẩn núp cùng tiến tới. Cái này là Diệp Thần Phong duy nhất có thể làm nhượng bộ. Nếu như lại giảm thấp huấn luyện nghiêm khắc độ, như vậy lần này huấn luyện còn có chỗ lợi gì ni? Ngày hôm nay đệ nhất thứ huấn luyện coi như làm để cho bọn họ trước thích ứng thoáng cái đi. Nhìn đến Diệp Thần Phong làm ra cực kỳ to lớn nhượng bộ, Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh cái này hai người trong lòng một trận xấu hổ, tại tới tham gia lần này huấn luyện trước, bọn họ hai cái có thể không có bớt ở Diệp Thần Phong trước mặt nói ra mạnh miệng, có thể lúc này bọn họ hai cái vậy mà biểu hiện như thế uất ức. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, hai người tự tỉ số đi lên trước cầm một cái thông tin thiết bị cùng một bả dao găm. Vương Lực Đằng một đám trước kia binh vương tổ thành viên không có cái gì tốt do dự, bọn họ khát vọng để thăng lực lượng tâm tình là rất bức thiết. Đến nỗi Hổ Ca cùng Thiết Ngưu Đằng thắng thiên hội thành viên, tại trong lòng bọn họ trung Diệp Thần Phong chính là bọn họ thần tượng, bọn họ tự càng không có cái gì tốt suy tính. Cuối cùng không có bất cứ người nào muốn rời khỏi lần này trong khi huấn luyện, Diệp Thần Phong nhìn bốn người một tổ lần lượt đi vào Thương Vân Sơn Mạch chung, các tiểu tổ không có tụ tập cùng một chỗ hành động, lập tức phân tán ra tới từng người hành động. Diệp Thần Phong cuối cùng là cảm thấy vui mừng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Diệp huấn luyện viên, ngươi cho chúng ta hai cái an bài cái gì huấn luyện? Nhìn đến tất cả mọi người tiến nhập Thương Vân Sơn Mạch chung sau, Võ Hiểu Phỉ lập tức nghiêm trang mở miệng hỏi. Đúng, Diệp huấn luyện viên, chúng ta hai cái cũng muốn lập tức tiến vào trong khi huấn luyện đi. Ninh Vũ Đình cũng lập tức nghiêm túc nói. Diệp Thần Phong nhún vai, vừa rồi trên mặt nghiêm khắc tiêu thất, đôi mắt nhìn về phía hai nàng lần thứ hai khôi phục ôn nhu, Hiểu Phỉ, Vũ Đình. Hiện tại chỉ còn lại có ba người chúng ta người, hai người các ngươi cũng sẽ không muốn cấp ta nghiêm trang, ta biết hai người các ngươi là vì ta mới đến tham gia lần này huấn luyện. Lại để cho ta suy nghĩ thật kỹ nên muốn an bài cho các ngươi thế nào cường độ huấn luyện tài thích hợp. Diệp huấn luyện viên, thỉnh ngươi chăm chú một điểm, chúng ta lần này là tới đón thụ huấn luyện của ngươi, có thể không phải tới cùng ngươi nói chuyện trời đất. Võ Hiểu Phỉ đôi mắt đẹp trừng mắt Diệp Thần Phong nói rằng. Diệp huấn luyện viên, còn thỉnh ngươi đem huấn luyện viên phải có uy nghiêm cầm đi ra. Lập tức cho chúng ta hai cái an bài huấn luyện. Ninh Vũ Đình cũng không nghe theo không buông tha nói rằng. Diệp Thần Phong không cho là đúng cười cười, nói rằng, Hiểu Phỉ, Vũ Đình, hai người các ngươi là ta Diệp Thần Phong nữ nhân, nếu như ta Diệp Thần Phong liền hai người các ngươi đều không bảo vệ được, như vậy ta còn có tư cách làm một người nam nhân sao? Cho nên các ngươi thật không cần thiết vất vả như vậy gia nhập đến lần này trong khi huấn luyện tới. Đối với người biết hai người các ngươi là hoàn toàn hạ quyết tâm. Cho nên ta cuối cùng tài nguyện ý đòi hỏi của các ngươi yêu cầu, hai người các ngươi lại để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Ta nhất định hội nghĩ ra một cái huấn luyện các ngươi hoàn mỹ phương án tới. Gặp Diệp Thần Phong đều đem nói được phân thượng này, hai nàng cũng chỉ có thể đủ lặng lẽ điểm gật đầu. Võ Hiểu Phỉ nói rằng, Diệp huấn luyện viên, ngươi có thể nghìn vạn không nên có lệ chúng ta. Ta nói hiện tại chỉ có ba người chúng ta người,
không cần luôn luôn gọi ta là Diệp huấn luyện viên. Diệp Thần Phong vẻ mặt buồn bực nói. Diệp huấn luyện viên, ngươi lẽ nào đã quên vừa rồi lời của mình đã nói sao? Là ngươi nhường mọi người chúng ta đều gọi hô ngươi vì Diệp huấn luyện viên, chúng ta cái này là phục tùng mệnh lệnh. Ninh Vũ Đình mặt không thay đổi nói rằng. Diệp Thần Phong đối mặt hai cái này cực nhanh tiến nhập vai tuồng nữ nhân là hoàn toàn hết chỗ nói rồi, hắn cũng không muốn cùng cái này hai nàng người đi cãi cọ, ở bên cạnh trên một tảng đá lớn ngồi xuống, trong đầu suy tính nên thế nào huấn luyện Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình. Cùng lúc đó, Thương Vân Sơn Mạch Trung, mỗi tiểu tổ trong lúc đó đã hoàn toàn phân tán ra tới, Diệp Đông Kiệt, Võ Khôn Minh, Hổ Ca cùng Thiết Ngưu hợp thành một tiểu tổ. Hổ Ca cùng Thiết Ngưu biết Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh là Diệp Thần Phong trưởng bối, bốn người này thật nhanh tự từng người hỗn thục, nhanh chóng hướng tới Thương Vân Sơn Mạch ở chỗ sâu trong chạy trốn, bởi vì bọn họ bốn người cảm giác lực lượng trong cơ thể tiêu hao quá nhanh, nhất là uống ba chén dược vật Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh, bọn họ hai cái cửa chung là thở hổn hển không dứt, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, lực lượng trong cơ thể tiếp cận khô khốc trạng thái. Diệp Thúc, Võ Thúc, hai người các ngươi không có sao chứ? Hổ Ca mở miệng hỏi, bởi vì hắn cùng Thiết Ngưu chỉ uống hai chén dược vật, cho nên lực lượng trong cơ thể tạm thời vẫn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Thần Phong tiểu tử này cũng quá hội âm người, ta lực lượng trong cơ thể hầu như tiêu hao hết tất. Diệp Đông Kiện sau giữa lưng vào một thân cây, thân thể có chút hơi phát run nói rằng. Tiểu Hổ, ngươi và Thiết Ngưu trước hướng tới Thương Vân Sơn Mạch ở chỗ sâu trong đi thôi. Không cần phải xen vào chúng ta hai cái. Võ Khôn Minh thở hổn hển nói rằng. Diệp Thúc, Võ Thúc, chúng tôi không thể đủ bỏ lại hai người các ngươi. Bọn ta bây giờ là một tiểu tổ thành viên. Bọn ta phải muốn cùng nơi hoàn thành lần huấn luyện này. Thiết Ngưu thật thà gãi đầu một cái nói rằng. Diệp Thúc, Võ Thúc, Thiết Ngưu nói đặc biệt có lý. Ghê gớm chúng ta chậm chậm tiến tới là được. Dù sao lão đại cũng không có quy định thời gian hạn chế. Lại nói cái này loại dược vật hiệu quả cũng chỉ có 15 người tiếng đồng hồ, 15 người tiếng đồng hồ sau đó bên trong thân thể chúng ta lực lượng là có thể khôi phục. Hổ Ca cũng cực kỳ giảng nghĩa khi nói. Tốt, như vậy chúng ta kế tục tiến tới, bất quá, kế tiếp chúng ta muốn cẩn thận một chút một ít, càng đi Thương Vân Sơn Mạch ở chỗ sâu trong đi, tự càng dễ gặp phải dã thú hung mãnh. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh cũng không phải già mồm cãi láo người. Bốn người trong tay đều nắm thật chặt một bả dao găm, vừa ăn lực hướng tới đi trước đi, một mặt cẩn thận quan sát đến chung quanh gió thổi cỏ lay, đột nhiên, phía trước cách đó không xa trong bụi cỏ truyền đến một trận tất tất tốt tốt thanh âm, Diệp Đông Kiệt, Hổ Ca bọn bốn người thần kinh lập tức căng thẳng lên, đợi cho trong bụi cỏ gì đó đi tới sau, bốn người bọn họ trên trán bốc lên ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi lạnh, cổ họng trong nhịn không được nuốt khởi nước bọt. Chỉ thấy hai đầu toàn thân da lông có màu xám cho hung hoành sói đói, xuất hiện ở bốn người bọn họ trong tầm mắt, hai đầu sói đói miệng hơi mở, có thể thấy rõ ràng cái này hai đầu xúc sinh khẩu trung răng nanh sắc bén, chúng nó trong miệng sình sệch nước bọt liên tục trích rơi trên mặt đất, nhượng người cảm giác đặc biệt buồn nôn. Lang thông thường không phải tại ban đêm hoạt động sao? Hiện tại trời còn chưa tối, cái này hai đầu xúc sinh đi ra mù lắc lư làm gì? Diệp Đông Kiện tim đập tần suất không tự chủ được tăng nhanh. Cho dù là lực lượng của chúng ta tại tuyệt đối tràn đầy thời gian, muốn đánh chết hai đầu thành niên sói đói, cũng phải trải qua một phen khổ chiến, thậm chí là chúng ta chỉ có chạy trối chết phần, hiện tại chúng ta thế nhưng ngay cả chạy trốn lực lượng cũng không có, thật chẳng lẽ muốn liên lạc Thần Phong tới cứu viện sao? Võ Khôn Minh từ trong túi cầm ra thông tin thiết bị nói rằng. Võ Thúc, tuyệt đối không thể đủ liên hệ lão đại. Ta không muốn để cho lão đại thất vọng, cho dù liều mạng ta điều này làm cho cái mạng, ta cũng hội tướng cái này hai đầu xúc sinh đánh chết. Hổ Ca đặc biệt kiên quyết nói rằng, bàn tay chăm chú nắm thành quyền đầu. Chúng tôi cũng không thể đủ nhượng ân công thất vọng, chúng tôi nhất định phải hoàn thành ân công nhiệm vụ huấn luyện. Thiết Ngưu khóe miệng vẫn như cũ là treo hàm hàm dáng tươi cười, bất quá, trong mắt của hắn biến được mạnh mẽ lên, trong ánh mắt sát khí lộ. Tuy rằng Hổ Ca cùng Thiết Ngưu hai người lực lượng trong cơ thể cũng hầu như tiêu hao hết tất, nhưng cái này là thuộc về bọn họ hai người quyết tâm, bọn họ hai cái trong lòng chỉ vững tin một điểm, không thể đủ nhượng Diệp Thần Phong thất vọng. Hổ Ca trước kia chỉ là biên cảnh thị trường giao dịch chung một tên côn đồ đầu lĩnh, hắn có thể có được hôm nay thực lực như vậy, hắn có thể có được ngày hôm nay như vậy địa vị, đây đều là Diệp Thần Phong cho hắn,
hắn thật tâm thật ý coi Diệp Thần Phong là làm là lão đại của mình, ở trong lòng hắn mặt cho dù chết, cũng không thể đủ nhượng Diệp Thần Phong thất vọng. Mà Thiết Ngưu vẫn cho rằng Diệp Thần Phong là của hắn ân công, sau lại theo Diệp Thần Phong ly khai biên cảnh Tiểu Sơn Thôn, đi tới phồn hoa đại đô thị chung, Thiết Ngưu vẫn không có bị đại đô thị dơ bẩn ô nhiễm tâm linh của hắn, hắn vẫn không có đã quên trước đây ly khai Tiểu Sơn Thôn ước nguyện ban đầu, hắn phải báo đáp Diệp Thần Phong cái này vì ân công, chỉ cần có người dám đối với hắn ân công bất lợi, thật thà Thiết Ngưu tuyệt đối sẽ lộ ra hắn hung mãnh một mặt tới, mà lúc này chỉ là một tương đối nghiêm khắc huấn luyện mà thôi. Hắn làm sao có thể đủ nhượng hắn ân công thất vọng. Chương 568, cực kỳ nguy hiểm. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh hai người không rõ ràng lắm Hổ Ca cùng Thiết Ngưu tại sao phải có to lớn như thế quyết tâm. Trong lòng đồng dạng bị kéo khởi một cổ không chịu thua ý niệm trong đầu, Hổ Ca cùng Thiết Ngưu còn không muốn để cho Diệp Thần Phong thất vọng, mà bọn họ hai người làm Diệp Thần Phong trưởng bối, làm sao có thể đủ nhượng một cái vãn bối thất vọng ni. Nghĩ rõ cái này một điểm sau đó, Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh hai người lập tức lên tinh thần, hai con người gắt gao nhìn chăm chú vào ngay phía trước cách đó không xa, hai đầu tùy thời đều khả năng phát động công kích sói đói. Tiểu Hổ, ngươi và Thiết Ngưu hai người giải quyết một đầu sói đói có vấn đề hay không? Nếu quyết định muốn cùng trước mặt cái này hai đầu sói đói tới cái cứng đối cứng, như vậy Diệp Đông Kiện cũng sẽ không dự định lãng phí thời gian nữa, vội vàng mở miệng hỏi. Hổ Ca đơn giản sáng tỏ nói rằng, Diệp Thúc, ta và Thiết Ngưu cũng không có vấn đề gì. Tốt, một đầu khác sói đói tự giao cho ta cùng Khôn Minh để giải quyết, cần phải cam đoan an toàn của mình. Diệp Đông Kiện hít sâu một hơi nói rằng, tại Diệp Đông Kiện cùng Hổ Ca đang khi nói chuyện, hai đầu sói đói rõ ràng cho thấy mất đi kiên trì, cùng hướng bốn người bọn họ đánh tới, mở mùi tanh xông vào mũi miệng to như chậu máu. Diệp Đông Kiện bọn bốn người cắn răng một cái kình lui về phía sau, cực kỳ trống rỗng thân thể có chút lung lay sắp đổ. Diệp Đông Kiện vội vàng nói Tiểu Hổ, Thiết Ngưu, hai người các ngươi hướng tới bên phải né tránh, ta và Khôn Minh đi phía trái biên né tránh, phải muốn tướng cái này hai đầu lang tách ra đi đối phó. Nghe vậy, Hổ Ca cùng Thiết Ngưu lập tức hướng tới bên phải thối lui, tuy rằng Hổ Ca cùng Thiết Ngưu chỉ uống hai chén dược vật, thế nhưng trải qua thời gian lâu như vậy, thân thể bọn họ giảm lực lượng cũng cơ hồ là tiêu hao hầu như không còn. Hổ Ca cùng Thiết Ngưu nhìn đến đầu hướng bọn họ hai cái mãnh liệt nhào tới sói đói, hai người tay phải bàn tay chung khẩn siết chặt sắc bén dao găm, cả điều cánh tay phải chung bởi khuyết thiếu lực lượng, không ngừng run rẩy. Hổ Ca cùng Thiết Ngưu tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, cũng trong lúc đó hướng đầu sói đói huy ra dao găm, có thể là lang nhận biết năng lực đặc biệt nhạy cảm. Công kích Hổ Ca bọn họ đầu sói đói kịp thời thu lại thế tiến công, từ một khác cái xảo quyệt góc độ đơn độc hướng Thiết Ngưu đánh móc sau gáy. Lúc này đầu này sói đói tốc độ cực kỳ cấp tốc, căn bản không để cho Thiết Ngưu cùng Hổ Ca có thời gian phản ứng. Trực tiếp tướng Thiết Ngưu cấp té nhào vào trên mặt đất, Thiết Ngưu bàn tay chung nắm dao găm rơi vào trên mặt đất, đầu sói đói mùi tanh xông vào mũi miệng to như chậu máu vừa định muốn cắn ở Thiết Ngưu cái cổ thời gian. Thiết Ngưu lập tức vươn hai tay để ở sói đói cẳng dưới, trong cơ thể cực độ trống rỗng, có thể dùng hai tay của hắn có loại mang một ngọn núi lớn áp lực cảm giác. Mắt thấy Thiết Ngưu cánh tay càng tới càng uốn lượn, đầu sói đói miệng to như chậu máu cách Thiết Ngưu cái cổ càng ngày càng gần. Thiết Ngưu vội vàng quát dẹp đường, Tiểu Hổ, mau thừa dịp hiện tại trực tiếp tướng ngươi dao găm sen vào xúc sinh này trong óc. Nguyên bản có chút ngây người Hổ Ca vội vàng trở về thần tới. Hướng đầu ngăn chặn Thiết Ngưu sói đói đi tới, có lẽ là đầu sói đói cảm thấy nguy hiểm, dự định trước buông tha công kích Thiết Ngưu, ai biết đạo Thiết Ngưu không vui. Chăm chú cắn chặt hàm răng, trên cánh tay bạo khởi tráng kiện gân xanh, gắt gao bắt được đầu này sói đói cái cổ. Đầu này sói đói cũng bị Thiết Ngưu hoàn toàn bức cấp, liều lĩnh, dùng hết toàn lực hướng Thiết Ngưu cái cổ cắn, mắt thấy Thiết Ngưu cái cổ cũng bị đầu này sói đói cấp cắn đứt thời gian. Hổ Ca kịp thời tướng hữu chủy thủ trong tay hung hăng cắm vào đầu này sói đói trong óc. Cắm vào đi, rút, cắm vào nhập, lại rút. Tròn 7-8 cái qua lại, đầu này sói đói trong đầu máu tươi cùng óc tiên Hổ Ca vẻ mặt, mắt thấy trước mặt đầu này sói đói là tử không thể đủ lại tử. Hổ Ca tài xem như là thở hổn hển đình chỉ động tác, vội vàng tướng đầu này sói đói thi thể mở ra, may mắn là Thiết Ngưu trên cổ của chỉ là chầy một điểm ra, tịnh không có bất luận cái gì nguy hiểm tánh mạng. Tại Hổ Ca cùng Thiết Ngưu hiểm mà lại hiểm giải quyết rồi một đầu sói đói thời gian.
Bên trái cách đó không xa Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh như cũ rơi vào tại một hồi ác chiến chi chung. Trái lại Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh tắc không có Thiết Ngưu cùng Hổ Ca tới may mắn, chỉ thấy lượng người y phục trên người đều bị sói đói móng vuốt cấp chảo phá, trên người là tùy ý có thể thấy được vết thương, sắc mặt là càng trắng bạch. Đông Kiện, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Tiểu Hổ cùng Thiết Ngưu đã giải quyết rồi một đầu sói đói, bọn họ hai cái thể lực nên là hoàn toàn tiêu hao. Trong khoảng thời gian ngắn không có cách gì tới trợ giúp chúng ta, hiện tại biện pháp duy nhất, chúng ta đồng dạng áp dụng Tiểu Hổ cùng Thiết Ngưu phương pháp, để ta làm đầu này sói đói mồi. Ngươi đến lúc đó một đao trực tiếp xen vào xúc sinh này trong óc. Võ Khôn Minh vừa rồi cũng chú ý tới Hổ Ca cùng Thiết Ngưu tình huống bên kia, lúc này bọn họ hai cái thật là lại không những biện pháp khác. Khôn Minh, hãy để cho để ta làm mồi đi, ngươi tới phụ trách giải quyết đầu này sói đói. Diệp Đông Kiện khẩu trung thở hổn hển nói rằng, Diệp Đông Kiện, hiện tại đều lúc nào, bây giờ là chúng ta sinh tử tồn vong bước ngoặt, nơi nào đến lúc nhượng chúng ta giằng co. Ta nguyện ý đem tính mạng của ta giao cho trên tay của ngươi, bởi vì ta tin tưởng ngươi. Võ Khôn Minh đặc biệt kiên định nhìn thoáng qua Diệp Đông Kiện, sau đó, không đợi Diệp Đông Kiện trả lời, hắn liền trực tiếp cật lực bước ra hai bước, đồ trang sức đúng Võ Khôn Minh cùng Diệp Đông Kiện sói đói. Quả nhiên dẫn đầu hướng Võ Khôn Minh đánh móc sau gáy, Võ Khôn Minh không nghi ngờ chút nào bị té nhào vào trên mặt đất. Diệp Đông Kiện đã sớm tập trung tốt tinh thần, nhìn đến Võ Khôn Minh bị đầu sói đói ngã nhào xuống đất, hắn liều mạng sử xuất trong cơ thể toàn bộ lực lượng, tốc độ cũng trong lúc bất chợt tăng lên lên, tại đầu sói đói cảm giác được không đúng thời gian, Diệp Đông Kiện bàn tay chung dao găm đã cắm vào sọ đầu của nó dặm, đầu này xúc sinh sinh mệnh lúc đó chung kết. Diệp Đông Kiện một mông ngồi ở trên mặt đất, cả người thân thể phát run lợi hại, thật sự là trong thân thể của hắn quá trống trải, nhìn đồng dạng té trên mặt đất trong miệng ngụm lớn thở hổn hển Võ Khôn Minh, nói rằng, lần sau nếu như gặp lại loại chuyện này, nên ta đem tính mạng của ta giao tại trên tay của ngươi, ta thật đúng là mẹ nó sợ cổ của ngươi bị xúc sinh này đồ đạc cấp cắn đứt, tại trong nháy mắt đó, áp lực của ta có thể không phải thông thường đại. Võ Khôn Minh môi run rẩy mỉm cười. Ngược lại, sắc mặt của hắn biến được ngưng trọng, Đông Kiện, người có nghe hay không đến thanh âm gì? Nghe vậy, Diệp Đông Kiện vội vàng kéo dài tai, cẩn thận nghe chung quanh gió thổi cỏ lay, nghi ngờ nói rằng, hình như là đặc biệt lộn xộn cước bộ. Nguy rồi, chúng ta đã quên lang là ở chung động vật, sau đó bọn họ đều là quần thể đồng thời xuất động, bị chúng ta giết chết cái này hai đầu lang. Khả năng chỉ là đi tuốt ở đàng trước mà thôi, chúng ta phải muốn lập tức rời đi nơi này. Võ Khôn Minh chợt từ dưới đất đứng lên nói rằng. Diệp Đông Kiện cũng sắc mặt kịch biến, hướng cách đó không xa thể lực tiêu hao, nằm dưới đất Hổ Ca cùng Thiết Ngưu, quát dẹp đường, Tiểu Hổ, Thiết Ngưu, chúng ta phải muốn lập tức rời đi nơi này. Lang là ở chung động vật, hiện tại nên có chí ít 20-30 đầu lang tại hướng tới chúng ta ở đây qua đây. Hổ Ca cùng Thiết Ngưu từ dưới đất bò dậy. Lại té lăn quay trên mặt đất, thật sự là bọn họ hai cái hai chân bên trong xứ không xuất lực lượng tới. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh lẫn nhau nâng đi tới Hổ Ca cùng Thiết Ngưu bên cạnh. Diệp Đông Kiện nói rằng, Tiểu Hổ, Thiết Ngưu, hai người các ngươi nâng đi, nếu không chúng ta khẳng định sẽ biến thành bầy sói khẩu trung mỹ thực. Hổ Ca cùng Thiết Ngưu tương hỗ đắp vai, từ dưới đất chậm rãi đứng lên, lúc này bọn họ không có lại ngã sấp xuống. Diệp Đông Kiện bọn bốn người cứ như vậy cực kỳ chậm rãi hướng phía trước đi đến. Tại Diệp Đông Kiện chúng nhân vừa ly khai, khoảng chừng 20 đầu sói đói liền xuất hiện ở đây, đương chúng nó nhìn đến trên mặt đất chết đi đồng bạn thời gian, cổ họng giảm không hẹn mà cùng phát sinh, thấm người giống lên một tiếng, ngao ô, ngao ô, ngao ô. Diệp Đông Kiện bọn bốn người nghe được phía sau truyền tới sói chu thanh, trong lòng tâm tình là càng hốt hoảng. Dưới chân nhịp bước tăng nhanh không ít, lang khứu giác đặc biệt nhạy cảm, bọn họ căn bản tìm không được có thể chỗ núp. Phía sau lộn xộn tiếng bước chân càng ngày càng gần, Diệp Đông Kiện bọn bốn người khuôn mặt bắt đầu hiện lên tuyệt vọng thần sắc, nhưng mà, khi bọn hắn thoát ra một cái bụi cỏ sau, đập vào mi mắt là một điều thiên nhiên hồ nước. Diệp Đông Kiện đôi mắt lóng lánh lên, nói rằng, chỉ cần chúng ta trốn vào hồ trong nước, bầy sói tự khẳng định tìm không được chúng ta. Đây là chúng ta hiện tại duy nhất đường sống. Bốn người lại vội vàng tăng nhanh nhịp bước, có thể tại thời khắc nguy cấp nhất, bất ngờ lại phát sinh, Diệp Đông Kiện bọn bốn người bởi quá sốt ruột, té lăn quay trên mặt đất,
nghe tựa hồ tựu ở bên tai tiếng bước chân, Võ Khôn Minh vội vàng nói, chúng ta trực tiếp lợi dụng thân thể lan tiến hồ trong nước, nếu không tựu thật không còn kịp rồi. Tại cái này sinh tử tồn vong bước ngoặt, Diệp Đông Kiện bọn bốn người lại cũng không để ý tới hình tượng, cho vay nặng lãi giống nhau hướng hồ nước dặm lăn đi. Phù phù, phù phù, phù phù, phù phù, tứ thanh. Hồ nước dặm văng lên cao cao bọt nước, Diệp Đông Kiện bốn người bọn họ vừa lăn tiến hồ nước dặm, bầy sói liền cũng từ trong bụi cỏ chui ra, những xúc sinh này cẩn thận trên mặt đất ngửi vị, trước mặt chỉ có một điều hồ nước. Những xúc sinh này căn bản không phát hiện được Diệp Đông Kiện đám người tung tích, tại bên cạnh hồ biên khoảng chừng dừng lại 2 phút sau, bầy sói lại hướng một hướng khác chạy đi. Giữ tại hồ trong nước Diệp Đông Kiện chúng nhân, khi nhìn đến bầy sói sau khi rời đi, lập tức từ hồ trong nước chui ra, bốn người bọn họ thiếu chút nữa nghẹn qua khí đi, may mà cuối cùng vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Chương 569, đặc thù phương thức huấn luyện. Trời xanh mây trắng, không khí tươi mát. Tại Diệp Đông Kiện bọn bốn người vừa may mắn tránh được một mạng thời gian, chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí bàn tay đặt ở cái ót hạ, cả người nằm tại Thương Vân Sơn mạch bên ngoài một phiến trên cỏ, híp một đôi mắt, nhàn nhã đang nhìn bầu trời chung chói mắt quang dương. Cự ly mọi người tiến nhập Thương Vân Sơn mạch đã có mấy cái tiếng đồng hồ, Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình hai nàng, ngồi ở cách Diệp Thần Phong cách đó không xa địa phương, Võ Hiểu Phỉ ánh mắt liếc liếc mắt. Chính vẻ mặt nhàn nhã Diệp Thần Phong, mân mân môi nói rằng, Vũ Đình, người nói Thần Phong là không phải đang trì hoãn thời gian. Hắn là sợ chúng ta chịu không nổi hắn huấn luyện cường độ. Chúng ta lần này tới chính là vì để cho mình biến được cường hãn hơn, sau đó cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít giúp đỡ Thần Phong một điểm bận, tiếp tục như vậy thời gian không phải đều bạch bạch lãng phí mà. Hiểu Phỉ, chúng ta hai cái không thể đủ lại ngồi chờ chết. Chúng ta phải muốn nhượng Thần Phong lập tức cho chúng ta an bài huấn luyện. Ninh Vũ Đình rất kiên quyết nói rằng. Hai nàng từ trên cỏ đứng lên, đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, cổ họng trong không hẹn mà cùng ho hai tiếng, khái khái. Khái khái. Sau đó, Ninh Vũ Đình dẫn đầu lên tiếng, Diệp huấn luyện viên, người rốt cuộc muốn lúc nào mới bắt đầu chính thức cho chúng ta hai cái an bài huấn luyện. Diệp huấn luyện viên, nếu như ngươi chỉ là muốn kéo dài thời gian. Như vậy chúng ta hai cái cũng không rỗi rãnh tại ở đây cùng ngươi lãng phí thời gian, chúng ta hai cái có thể tự chủ gia nhập đến và những người khác giống nhau trong khi huấn luyện đi. Võ Hiểu Phỉ đây là đang cưỡng bức hiếp bức. Nhàn nhã nằm tại trên cỏ Diệp Thần Phong ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình hai nàng này người, nói thật ra, hắn còn thật không có nghĩ ra cái gì thích hợp hai nàng này người huấn luyện phương án tới, vừa định muốn sẽ tìm một ít kéo dài mượn cớ thời gian. Diệp Thần Phong trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, hắn nhớ lại đời trước một việc. Nhân thể nội linh hồn lực sản sinh là thông qua tiêm một loại công nghệ cao dịch thể, đương cái này loại dịch thể triệt để cùng nhân thể dung hợp thời gian, bị tiêm giả tướng trở thành một tên linh hồn lực chiến sĩ, mỗi cái linh hồn lực chiến sĩ khởi điểm thực lực đều chỉ có cấp một trình độ. Cần phải dựa vào bản thân không ngừng nỗ lực, tài năng đủ một lần lại một lần đột phá. Bây giờ Diệp Thần Phong cũng không biết cái này loại công nghệ cao dịch thể phương pháp luyện chế, cho dù hắn đã biết, sợ rằng dùng thời đại này kỹ thuật cũng khẳng định chế. Thế nhưng, đời trước Diệp Thần Phong có một lần cùng huấn luyện viên của hắn tại nói chuyện tào lao, danh giáo quan đồng dạng là một cái linh hồn lực chiến sĩ, đồng thời toàn bộ hành trình tham dự linh hồn lực dịch thể nghiên cứu. Hắn lúc đó trong lúc vô tình nói qua, kỳ thực muốn nhượng một người biến thành linh hồn lực chiến sĩ. Không nhất định phải dựa vào tiêm linh hồn lực dịch thể, bất quá, tiền đề đối phương phải nếu là một nữ nhân, chúng ta nam nhân có thể thông qua cùng đối phương âm dương giao hợp. Đem thể nội linh hồn lực quán trú đến đối phương thể nội, trong quá trình này hai người phải muốn thể xác và tinh thần hợp nhất, đương nhiên cái này cũng chẳng qua là suy đoán của ta mà thôi. Nếu như biện pháp này thật có thể đủ đi được thông lời nói. Như vậy Diệp Thần Phong có thể nhượng hắn sở hữu nữ nhân toàn bộ biến thành có linh hồn lực cao thủ, tuy rằng hắn đời trước huấn luyện viên cũng chỉ là thuận miệng đưa ra như thế một cái suy đoán, thế nhưng không thử một chút làm sao biết đi không được chứ. Dù sao Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ, Ninh Vũ Đình hai nàng này người sớm đã đột phá tầng quan hệ cuối cùng. Diệp Thần Phong khóe miệng hiện lên một vòng tà tà dáng tươi cười, nói rằng, Hiểu Phỉ, Vũ Đình. Ta vừa nghĩ đến một cái huấn luyện các ngươi điều kiện tốt nhất phương án, chỉ bất quá, ta tự sợ hai người các ngươi không muốn phục tùng sắp xếp của ta.
Diệp huấn luyện viên, chúng ta bây giờ là của ngươi học viên, chúng ta tuyệt đối sẽ phục tùng ngươi tất cả huấn luyện an bài. Ninh Vũ Đình thân là kinh thành quân khu trung nữ thần, cái đó quân sự rèn luyện hàng ngày vẫn là vô cùng cao. Đúng, Diệp huấn luyện viên, chỉ cần ngươi lập tức cho chúng ta hai cái an bài huấn luyện. Coi như là khổ nữa, mệt mỏi nữa, khó hơn nữa huấn luyện, chúng ta hai cái cũng sẽ cắn răng thẳng đi qua. Võ Hiểu Phỉ không chút do dự nói rằng. Tốt, ta đây tự cấp hai người các ngươi nói một chút huấn luyện phương án. Diệp Thần Phong từ trên cỏ đứng lên, tiếp tục nói, kỳ thực cái huấn luyện này đặc biệt nhẹ nhõm, thậm chí hai người các ngươi còn có thể đặc biệt hưởng thụ, chúng ta chỉ cần âm dương giao hợp, ta dùng phương thức này tướng lực lượng quán chú đến các ngươi thể nội. Trong quá trình này chúng ta phải muốn thể xác và tinh thần hợp nhất, tâm vô bằng vụ, hai người các ngươi thực lực là có thể dễ dàng tăng lên, các ngươi thấy thế nào? Âm dương giao hợp. Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình hai cái đều là người trưởng thành rồi. Thậm chí các nàng cũng đã sớm cùng Diệp Thần Phong phát sinh qua nam nữ quan hệ, hai người bọn họ như thế nào hội không hiểu cái này từ ý tứ ni. Hai nàng sắc mặt tức khắc đỏ bừng một phiến, Võ Hiểu Phỉ đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt Diệp Thần Phong, quát dẹp đường, Diệp huấn luyện viên, thỉnh ngươi chính kinh một điểm, không nên lại cùng chúng ta khai như vậy thấp kém nói giỡn. Diệp Thần Phong không sao cả nhún vai, nói rằng, nói đùa. Hiểu Phỉ, ta nào có ở không cùng các ngươi đùa giỡn như vậy. Bất kể hai người các ngươi tin hay không, dù sao ta chỉ là đem hữu hiệu nhất huấn luyện phương án nói cho các ngươi biết, chỉ phải trải qua ta loại phương pháp này huấn luyện, nói không chừng có một ngày thực lực của các ngươi có thể giống như ta cường hãn, đến lúc đó các ngươi có thể thật có thể trở thành cái này trên thế giới đứng đầu cao thủ. Đương nhiên, Diệp Thần Phong trong lòng còn có một câu không có nói ra, nói không chừng cái huấn luyện này phương pháp một điểm tác dụng cũng không có, dù sao đây chỉ là đời trước Diệp Thần Phong huấn luyện viên nhàm chán suy đoán mà thôi, ai cũng không có chân chính thí nghiệm qua. Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình nhìn đến Diệp Thần Phong không tưởng là đang nói đùa, lại nghe đến Diệp Thần Phong ném ra một quả tạc đạn nặng ký, hai người bọn họ thế nhưng đặc biệt rõ ràng Diệp Thần Phong thực lực bây giờ. Nếu như các nàng có một ngày cũng có thể trở thành Diệp Thần Phong cấp bậc này cao thủ, như vậy hai người bọn họ tin tưởng mình không chỉ là có thể bang Diệp Thần Phong một điểm tiểu bận rộn. Ninh Vũ Đình hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ mọng, hỏi, Diệp huấn luyện viên, người thật không có gạt chúng ta. Diệp Thần Phong điểm gật đầu, nói rằng, ta có cần thiết lừa các ngươi sao? Lại nói hai người các ngươi đều là nữ nhân của ta, lừa gạt không có lừa các ngươi. Chúng ta thử một lần phương pháp này không được sao? Dù sao các ngươi trên người cũng không hội thiếu rơi một miếng thịt. Ninh Vũ Đình cùng Võ Hiểu Phỉ đôi má càng đỏ bừng, hai nàng tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, Võ Hiểu Phỉ cắn ngân nha nói rằng, Thần Phong, ngươi hay nhất không nên gạt chúng ta, nếu không chúng ta hai cái trong vòng một năm, không cho ngươi đụng chúng ta thân thể. Nếu lập tức đều muốn làm nhất cảm thấy khó xử sự tình, như vậy hai nàng tại Diệp Thần Phong trước mặt cũng không giả bộ được. Nghe vậy, Diệp Thần Phong là hết hồn, trong lòng thầm nghĩ, không mang theo chơi như vậy người đi. Phương pháp này có thể nhất định muốn cấp ta đi được người tài năng tốt, nếu không ta trong vòng một năm cuộc sống hạnh phúc cần phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Thần Phong nhìn hai nàng nói rằng, Hiểu Phỉ, Vũ Đình, như vậy hai người các ngươi ai trước cùng ta huấn luyện chung? Nhượng Vũ Đình trước. Nhượng Hiểu Phỉ trước. Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình cơ hồ là cũng trong lúc đó nói ra khỏi miệng, muốn tại cái này hoang giao dã ngoại trong lều làm loại chuyện đó, hai nữ nhân này không hội xấu hổ mới là lạ chứ. Diệp Thần Phong nhìn hai nàng cực kỳ cảm thấy khó xử dáng dấp, nghiêm trang nói, Hiểu Phỉ, Vũ Đình, hai người các ngươi thái độ cấp ta đoan chính một điểm, chúng ta cái này thì phi thường nghiêm chỉnh huấn luyện, chúng ta muốn dùng bình thường tâm tính nhìn đãi cái này kiện sự tình, hai người các ngươi rốt cuộc là ai tới trước. Ta đây tới trước đi, ta đây tới trước đi. Lúc này, hai nàng trải qua nhiều lần sau khi tự hỏi, lại có thể lại một lần nữa chăm miệng một lời. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, từ trong túi lấy ra một cái tiền xu, nói rằng ta còn nhượng lão thiên gia tới thế hai người các ngươi quyết định đi. Chính diện nhượng Hiểu Phỉ tới trước, phản diện nhượng Vũ Đình tới trước. Theo tiền xu ném lên trời, hai nàng ánh mắt theo tiền xu cùng nơi di động tới. Mai tiền xu vững vàng rơi vào Diệp Thần Phong lòng bàn tay trong, là phản diện hướng lên trên. Như vậy thì là Ninh Vũ Đình trước cùng Diệp Thần Phong tiến hành đặc thù huấn luyện. Hiểu Phỉ,
vậy ngươi trước ở chỗ này chờ một hồi, ta và Vũ Đình đi trước trong lều tiến hành huấn luyện, ta muốn tiến vào Thương Vân Sơn mạch chung người, nhất thì bán hội cũng ra không được, trong khoảng thời gian này đầy đủ ba người chúng ta tiến hành huấn luyện. Diệp Thần Phong đúng Võ Hiểu Phỉ nói rằng, lập tức, rồi hướng Ninh Vũ Đình nói rằng, Vũ Đình, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chúng ta vội vàng tiến nhập trong lều đi huấn luyện đi. Đợi một lát ta còn muốn trợ giúp Hiểu Phỉ huấn luyện đi. Ninh Vũ Đình mắc cỡ đỏ mặt, có chút ngại ngùng theo Diệp Thần Phong đi vào, trước đó đã làm tốt bên trong lều. Chương 570, hết ý phát hiện. Trong lều tia sáng có chút hôn ám. Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình ngồi mặt đối mặt, Ninh Vũ Đình khẩn trương hai tay nắm chặt, nếu như là tại lén lút trong cùng Diệp Thần Phong đơn độc thân thiết. Ninh Vũ Đình ngược lại cũng không đến mức như thế xấu hổ cùng khẩn trương, dù sao quan hệ của hai người hoàn toàn xác định xuống, có thể Võ Hiểu Phỉ ngay phía ngoài lều cách đó không xa địa phương, nàng và Diệp Thần Phong trong lúc đó làm loại chuyện đó thanh âm, cuối cùng không phải hội bị Võ Hiểu Phỉ nghe được nhất thanh nhị sợ sao. Ninh Vũ Đình là càng nghĩ càng xấu hổ, trên gương mặt đỏ đều dường như muốn trích ra máu, thấp giọng hỏi, Thần Phong, loại phương pháp này thật có thể đủ để thăng thực lực của ta sao? Diệp Thần Phong nhìn Ninh Vũ Đình, phảng phất là đại hôi lang đang nhìn xinh đẹp tiểu bạch thỏ, vừa cười vừa nói, Vũ Đình, kỳ thực ta cũng không biết loại phương pháp này đến cùng có hữu dụng hay không. Bất quá, chúng ta bây giờ lập tức thử một lần sẽ biết. Ninh Vũ Đình nghe được Diệp Thần Phong nói ra lời nói thật, lập tức mở miệng nói rằng, Thần Phong, ngươi đây là đang gạt chúng ta. Ta đây không thể đủ theo ngươi ở nơi này làm ra như thế cảm thấy khó xử sự tình. Ninh Vũ Đình vừa vặn lên đường đi ra trướng bồng, trực tiếp bị Diệp Thần Phong một bả cấp ôm nhập trong ngực, miệng tiến tới Ninh Vũ Đình bên tai, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lượng hạ Ninh Vũ Đình trong suốt vành tai, nói rằng, Vũ Đình, ta không có lừa các ngươi, ta chỉ là không xác định loại phương pháp này đến cùng có thể không thể đủ đi được thông. Cảm thụ được Diệp Thần Phong trong miệng nhiệt khí thổ tại nàng trên lỗ tai, vành tai bị Diệp Thần Phong nhẹ nhàng, ôn nhu liếm. Ninh Vũ Đình thân thể trong tức khắc có cổ điện lưu đi qua, cả người bắt đầu sụi lơ tại Diệp Thần Phong trong ngực. Diệp Thần Phong cúi đầu hôn lên Ninh Vũ Đình ôn nhuận môi, thưởng thức Ninh Vũ Đình khẩu trung hương vị ngọt ngào nước, tuy nói lúc này Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình là vì huấn luyện tài làm chuyện nam nữ, thế nhưng nên có trình tự hay là muốn có, cũng không thể đủ trực tiếp tiến nhập chính để đi. Chậm chậm tướng Ninh Vũ Đình quần áo trên người cấp rút đi, nhìn trước mặt ngượng ngùng lại động tình giai nhân. Diệp Thần Phong trong ánh mắt khôi phục mấy phần thanh tỉnh, có thể thấy được sự nhẫn nại của hắn là cường hãn vô cùng, khẩu trung nói rằng, Vũ Đình. Đợi một lát chúng ta phải muốn thể xác và tinh thần hợp nhất, người tập trung tinh thần đi cảm ứng ta quán chú đến người lực lượng trong cơ thể. Ninh Vũ Đình nghe được Diệp Thần Phong nói như vậy, trong ánh mắt ngượng ngùng thiếu vài phần, hàm răng cắn môi, lặng lẽ điểm gật đầu. 20 phút trong nháy mắt liền đi qua. Diệp Thần Phong đi qua âm dương giao hợp một lần lại một lần tướng linh hồn lực quán chú đến Ninh Vũ Đình thể nội, Ninh Vũ Đình ngay từ đầu vẫn có thể vẫn duy trì vài phần thanh tỉnh, có thể theo nam nữ vận động càng kịch liệt. Nàng căn bản không rãnh đi cảm ứng Diệp Thần Phong quán chú đến trong cơ thể nàng linh hồn lực. Vũ Đình, người có cảm giác hay không đến ta quán chú đến ngươi lực lượng trong cơ thể? Diệp Thần Phong nhìn hắn thân thể hạ động tình giai nhân hỏi. Ninh Vũ Đình hai bên đôi má ửng hồng một phiến, khẩu trung yếu ớt liên tục nói rằng, Thần Phong, tại loại trạng thái này hạ ta căn bản không có cách gì tập trung tinh thần. Vũ Đình, người đang thử tập trung tinh thần cảm ứng nhìn. Diệp Thần Phong còn nói thêm. 40 phút trôi qua. Ninh Vũ Đình vẫn là không cách nào tập trung tinh thần cảm ứng Diệp Thần Phong quán chú đến nàng lực lượng trong cơ thể, Diệp Thần Phong biết tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp. Có câu không phải như vậy nói mà, chỉ có mệt chết nghiêu, không có canh xấu địa, thân thể hắn sớm muộn hội bị ép khô, đang suy tư gian, trong đầu đột nhiên rộng mở trong sáng, lập tức nói rằng, Vũ Đình, ngươi từ giờ khắc này không yêu cầu ép buộc bản thân tập trung tinh thần. Ngươi chỉ phải thật tốt hưởng thụ đây hết thảy thì tốt rồi, như vậy hay là ngươi tự nhiên mà vậy là có thể cảm giác được, ta quán chú đến ngươi lực lượng trong cơ thể. Diệp Thần Phong lại một lần nữa tướng linh hồn lực quán chú đến Ninh Vũ Đình thể nội, lúc này, Ninh Vũ Đình nghe theo Diệp Thần Phong ý kiến, hoàn toàn hưởng thụ Diệp Thần Phong trùng kích, quả nhiên ở bên trong thân thể cảm thấy một cổ ấm áp năng lượng ba động, Ninh Vũ Đình thở gấp yếu ớt nói rằng, Thần Phong,
Hiện tại ta có thể cảm thấy. Rất tốt, ngươi thử bằng cảm giác đi khống chế được ta quán trú đến bên trong cơ thể ngươi cổ lực lượng này. Diệp Thần Phong kế tục tướng linh hồn lực quán trú đến Ninh Vũ Đình thể nội. Ninh Vũ Đình bắt đầu chậm chậm khống chế được thể nội cổ lực lượng này, tại nàng dưới sự khống chế, dần dần, toàn bộ quá trình biến thành một cái hữu hiệu tuần hoàn. Diệp Thần Phong lực lượng quán trú đến Ninh Vũ Đình thể nội, lại do Ninh Vũ Đình thể nội lần nữa về tới Diệp Thần Phong thể nội, không ngừng tuần hoàn, lại tuần hoàn. Hai cái tiếng đồng hồ sau, Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình đình chỉ huấn luyện, Diệp Thần Phong nắm Ninh Vũ Đình thủ đoạn, tướng linh hồn lực thẩm thấu vào Ninh Vũ Đình thể nội, trải qua linh hồn lực tra xét sau, Diệp Thần Phong rõ ràng cảm thấy. Ninh Vũ Đình thể nội sản sinh bản thân độc hữu chính là linh hồn lực, với lại căn cứ linh hồn lực cường độ phán đoán, Ninh Vũ Đình trực tiếp đột phá đến hai cấp linh hồn lực. Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười mừng rỡ, xem ra phương pháp này thật đi được thông. Như vậy hắn là có thể nhượng hắn tất cả nữ nhân đều trở thành có linh hồn lực cao thủ, ôn nhu hôn thoáng cái Ninh Vũ Đình trắng noãn cái trán, hỏi, Vũ Đình, ngươi có cảm giác hay không đến trong thân thể của mình phát sinh biến hóa gì? Ta cái huấn luyện này phương pháp thành công, sợ rằng thực lực của ngươi bây giờ là trước kia mấy chục lần đều không dứt. Ninh Vũ Đình có thể duy nhất đã đột phá đến hai cấp linh hồn lực, trong này đại bộ phận công lao còn muốn đổ cho Diệp Thần Phong. Dù sao Diệp Thần Phong là 9 cấp linh hồn lực cao thủ, dùng hắn 9 cấp linh hồn lực trình độ, tới nhượng Ninh Vũ Đình thể nội sản sinh linh hồn lực, hiệu quả chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Ninh Vũ Đình cũng cảm thấy trong cơ thể mình chưa từng có qua tràn đầy lực lượng, đôi má đỏ rực vội vàng đem y phục cấp mặc xong, đi ra trong lều, nhìn đến Võ Hiểu Phỉ ngồi ở cách đó không xa trên cỏ. Lúc này, Võ Hiểu Phỉ đôi má cũng đỏ bừng không gì sánh được. Bởi vì vừa rồi nàng vẫn nghe được từ bên trong lều truyền ra nam nữ vận động thanh âm, nhìn đến Ninh Vũ Đình từ trong lều đi tới, hốt hoảng đứng lên hỏi, Vũ Đình, Thần Phong phương pháp là không phải gạt chúng ta. Ninh Vũ Đình lắc đầu, nói rằng, Thần Phong phương pháp thật hữu dụng, ta thực lực bây giờ. Ít nhất, là từ trước mấy chục lần đều không dứt, cho nên Hiểu Phỉ, ngươi cũng vội vàng đến bên trong lều đi thôi. Võ Hiểu Phỉ chăm chú mân mân môi sau đó, một bước đi vào trong lều. Có Ninh Vũ Đình cái này tiền lệ tại trước, Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ trong lúc đó có thể nói là nước chảy thành sông, không có hoa quá nhiều thời gian để Võ Hiểu Phỉ trực tiếp có hai cấp linh hồn lực. Đang giúp Võ Hiểu Phỉ huấn luyện sau khi chấm dứt, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác được trong cơ thể hắn linh hồn lực cũng sản sinh biến hóa, hắn lại có thể cảm giác linh hồn của chính mình lực so với trước càng tinh thuần một ít. Lẽ nào tại phương pháp này chung, trong cơ thể hắn linh hồn lực bị bất chi bất giác chiết xuất. Trong đầu bốc lên ra cái ý nghĩ này, nhượng Diệp Thần Phong là càng mừng rỡ như điên, nếu như trong cơ thể hắn linh hồn lực có thể không ngừng tinh thuần đi xuống, thực lực của hắn cũng có thể đại mức độ đề thăng, cho dù chỉ có 9 cấp linh hồn lực trình tự, hắn bằng vào không gì sánh được tinh thuần linh hồn lực cũng có thể so với thập cấp linh hồn lực cường độ, mà đẳng hắn chân chính đột phá đến thập cấp linh hồn lực thời gian. Như vậy trở nên càng cường đại rồi. Diệp Thần Phong không kịp chờ đợi muốn chứng thực cái ý nghĩ này, nhìn đến chính đang mặc quần áo Võ Hiểu Phỉ, vội vã lại đem Võ Hiểu Phỉ đặt ở thân thể hạ, nói rằng, Hiểu Phỉ, chúng ta kế tục huấn luyện, ta phát hiện cái huấn luyện này đúng thực lực của ta cũng có đặc biệt to lớn trợ giúp, ta phải muốn lại chứng thật một chút. Võ Hiểu Phỉ bất ngờ không kịp đề phòng bị Diệp Thần Phong đặt ở thân thể hạ, đôi bàn tay trắng như phấn nện đánh Diệp Thần Phong ngực. Nói rằng, Thần Phong, ngày hôm nay tự huấn luyện đến nơi đây, có được hay không? Diệp Thần Phong chuồn chuồn lướt nước hời hợt thức hôn thoáng cái Võ Hiểu Phỉ môi đỏ mọng, nói rằng, Hiểu Phỉ, ta hết ý phát hiện một cái chuyện trọng yếu phi thường, nếu như cái này kiện sự tình bị xác nhận, như vậy thực lực của ta lại có thể có được đại mức độ tăng lên, hiện tại thực lực của ta vẫn ở vào một loại bình cảnh trạng thái, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào đột phá. Võ Hiểu Phỉ nhìn đến Diệp Thần Phong nghiêm túc dáng dấp, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, dù sao đã làm như thế cảm thấy khó xử sự tình, làm tiếp một lần lại có quan hệ gì. Lại nói cái này có quan hệ Diệp Thần Phong để thăng thực lực, nàng có thể phối hợp đương nhiên hội nghĩa vô phản cố đi phối hợp Diệp Thần Phong, vì vậy nói rằng, vậy được rồi. Nói, Võ Hiểu Phỉ trắng mịn cánh tay trực tiếp ôm thượng Diệp Thần Phong cái cổ. Chương 571, vết thương buồn thiêu trở về.
Một lần nữa âm dương giao hợp. Diệp Thần Phong không ngừng tướng linh hồn lực dưới vào võ hiểu phỉ thể nội, lại do võ hiểu phỉ thể nội lần nữa trở lại trong thân thể của hắn, một lần lại một lần tuần hoàn. Diệp Thần Phong cảm giác được trong cơ thể hắn linh hồn lực, tại dùng một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ biến được tinh thuần, nếu như không tỉ mỉ đi cảm ứng, căn bản tự không phát hiện được loại biến hóa này. Bất quá, cho dù như vậy, cái này cũng đầy đủ nhượng Diệp Thần Phong cao hứng, nếu như vẫn dài như vậy kỳ dĩ vãng đi xuống, trong cơ thể hắn linh hồn lực khẳng định hội biến được càng tới càng tinh thuần. Tại hoàn toàn xác nhận phương pháp này thật đúng trong cơ thể hắn linh hồn lực độ tinh thuần có tác dụng sau, Diệp Thần Phong lại dò xét một phen võ hiểu phỉ thể nội linh hồn lực, phát hiện võ hiểu phỉ thể nội linh hồn lực chỉ có tăng lên một chút. Dùng này chứng minh, đệ nhất thứ sử dụng phương pháp này, đối với cùng Diệp Thần Phong âm dương giao hợp nữ nhân hiệu quả lớn nhất, sau hiệu quả tác muốn đại mức độ yếu bớt, nếu không phương pháp này có thể thật muốn nghịch thiên. Phải biết rằng Ninh Vũ Đình cùng võ hiểu phỉ hai nàng tài cùng Diệp Thần Phong trải qua một lần âm dương giao hợp, hai người bọn họ nữ nhân thực lực liền trực tiếp đột phá đến hai cấp linh hồn lực, nếu như mỗi âm dương giao hợp một lần đều có thể đủ đột phá hai cái cấp bậc, cái này tất phải làm được. Võ hiểu phỉ toàn thân mệt mỏi nằm tại Diệp Thần Phong trong lòng, trên thân thể là đổ mồ hôi đầm đìa, trên mặt ửng hồng chi sắc còn chưa rút đi, trong thanh âm tràn đầy e thẹn, Thần Phong. Phương pháp này đối với ngươi để thăng thực lực chỗ hữu dụng sao? Diệp Thần Phong cười sờ soạng một cái võ hiểu phỉ bộ ngực cao ngất, nói rằng, hiểu phỉ, xem ra lần này ta muốn cùng các ngươi huấn luyện chung, phương pháp này không chỉ có thể để thăng thực lực của các ngươi, đúng ta cũng có tương đối lớn chỗ tốt. Võ hiểu phỉ gò má thiếp Diệp Thần Phong rắn chắc trong ngực, trong giây lát từ Diệp Thần Phong trong ngực ngồi dậy, vội vàng mặc quần áo vào. Nói rằng, Thần Phong, đều tại ngươi. Đều tại ngươi, ngươi thế nào không ở Vũ Đình trên người chứng thực phương pháp này? Làm hại ta tại trong lều ngây người lâu như vậy, Vũ Đình nhất định phải cười nhạo ta. Nhìn trước mặt một vị tiểu mỹ nhân hoang mang rối loạn xuyên quần áo dáng dấp. Đây đối với Diệp Thần Phong mà nói cũng là một loại hưởng thụ, thuận miệng nói rằng, vừa rồi ta và Vũ Đình lúc huấn luyện, còn không phải là không có phát hiện thân biến hóa trong cơ thể mà. Diệp Thần Phong vỗ một cái võ hiểu phỉ mông. Sau đó cũng không chút hoang mang mặc quần áo vào, đang đi ra trướng bổng sau, lúc này mới phát hiện sắc trời đã tại tối xuống. Ngày này, Diệp Thần Phong thật đúng là tượng một đầu con bò già giống nhau, tại Ninh Vũ Đình cùng võ hiểu phỉ trên thân thể vượt qua. Ninh Vũ Đình khi nhìn đến Diệp Thần Phong cùng võ hiểu phỉ đi ra trướng bổng sau, trước tiên đi tới, hai nữ nhân tại trong lúc vô tình bốn mắt nhìn nhau thời gian, khuôn mặt sôi nổi hiện lên ngượng ngùng khó khăn chịu đựng biểu tình. Hai người bọn họ từng người cùng Diệp Thần Phong làm chuyện nam nữ thanh âm, cũng đều bị đối phương nghe được, vô luận là nữ nhân nào gặp phải loại chuyện này cũng sẽ xấu hổ. Diệp Thần Phong còn lại là tùy tiện nói rằng, Vũ Đình, Hiểu Phỉ, hai người các ngươi mặt thế nào hồng thành bộ dáng này. Ta cường điệu một lần nữa, chúng ta đây là đang huấn luyện, hai người các ngươi tâm tính có thể rất có chuyện. Diệp Thần Phong lời này vừa nói ra là hoàn toàn chọc giận hai nàng. Hắn cái này không phải được lợi tiện nghi còn khoe mã mà. Ninh Vũ Đình cùng võ hiểu phỉ một cái từ bên trái. Một cái từ bên phải, sôi nổi đưa ra xanh miết ngón tay ngọc, hướng Diệp Thần Phong bên hông thịt mềm bấm một cái đi. Duy tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng dã, cái này là cổ nhân ngộ ra tới đích thực đế a. Chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí cần cù chăm chỉ làm một ngày con bò già, canh một ngày địa, kết quả là còn phải bị đãi ngộ như vậy. Hắn thật là khóc không ra nước mắt. Cực khổ một ngày thời gian, Diệp Thần Phong, Ninh Vũ Đình cùng võ hiểu phỉ đói bụng rồi, giải quyết cơm tối sự tình đương nhiên là rơi vào Diệp Thần Phong trên vai. Diệp Thần Phong cực kỳ nhanh chóng tại Thương Vân Sơn Mạch trung chộp được 3 con gà rừng. Chuẩn bị dùng nướng gà rừng tới sung đương cơm tối hôm nay. Sắc trời hoàn toàn màu đen xuống. Diệp Thần Phong tại Thương Vân Sơn Mạch bên ngoài giấy lên một đống lửa. Tướng 3 con gà rừng xử lý sạch sẽ sau đó, gác ở lửa trại chi thượng, bắt đầu chậm chậm nướng lên, Diệp Thần Phong chủ nghệ là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Có thể nói là một cái lên được chiến trường, hạ được phòng bếp tuyệt thế nam nhân tốt. Ninh Vũ Đình cùng võ hiểu phỉ ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh, Ninh Vũ Đình đã từ võ hiểu phỉ khẩu trung biết được, cái này loại âm dương giao hợp phương pháp, đối với Diệp Thần Phong thực lực đề thăng cũng có rất lớn tác dụng. Tại hai nàng này xem ra phương pháp này tuy rằng đặc biệt cảm thấy khó xử,
thế nhưng có thể nói để thăng thực lực lên đặc biệt nhẹ nhõm, chỉ cần thỏa thích hưởng thụ trong đó thì tốt rồi, huống chi không chỉ có hai người bọn họ có thể để thăng thực lực, vẫn có thể trợ giúp các nàng nam nhân để thăng thực lực, đây quả thực là một cái nhất cử lưỡng tiện sự tình. Lửa trại trong đống mặt củi gỗ phát sinh bùm bùm thanh âm, gà nướng hương vị tại từ từ truyền tới, Võ Hiểu Phỉ đột nhiên mở miệng hỏi, Thần Phong, ngươi nói bọn họ mọi người có thể không thể bình an về tới đây. Diệp Thúc Thúc cùng ta Tiểu Thúc thực lực đều không được tốt lắm, với lại bọn họ hai cái còn uống ba chén loại tiêu hao thể năng dược vật, ta thật đúng là điểm lo lắng. Gà nướng không sai biệt lắm đều nướng chín, Diệp Thần Phong phân biệt cấp Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình lột xuống một chỉ thơm nức bốn phía đùi gà, nói rằng, Hiểu Phỉ, đây là bọn hắn trở thành cường giả đường tắt duy nhất, cái này trên thế giới có bao nhiêu người đang trở thành cường giả trong quá trình tử vong. Càng có bao nhiêu người người trước ngã xuống, người sau tiến lên bước trên con đường cường giả. Đối với một cái nam nhân chân chính mà nói, con đường cường giả có to lớn lực hấp dẫn, huống chi ta cấp mỗi người bọn họ đều phân phối thông tin thiết bị, nếu như bọn họ thật chống đỡ không nổi nữa, sẽ phải trước tiên liên hệ ta. Lập tức, Diệp Thần Phong khóe miệng lại lộ ra một vòng cười xấu xa, nói rằng, ai để cho bọn họ trời sinh là nam nhân ni. Nếu như là nữ nhân lời nói, ta sẽ có thể giúp trợ bọn họ huấn luyện. Hơi lộ ra ngưng trọng bầu không khí bị Diệp Thần Phong cái này câu nói đùa cấp hóa giải, Võ Hiểu Phỉ cổ miệng, hung hăng cắn một cái đùi gà, dường như đem đùi gà cho rằng là Diệp Thần Phong, quyệt miệng nói rằng, Thần Phong, ta thế nào trước đây không có phát hiện ngươi như thế hoa tâm. Hiểu Phỉ, Thần Phong chính là một đầu ngụy trang rất tốt đại hôi lang. Ninh Vũ Đình vừa cười vừa nói. Diệp Thần Phong đúng hai nàng làm ra một cái dương nanh múa vuốt động tác, nói rằng, làm đại hôi lang ta, các ngươi cái này lượng con thỏ trắng nhỏ còn không ngoan ngoãn nhượng ta ăn. Cái lồng trước đống lửa, sán lạn tinh không hạ. Diệp Thần Phong, Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình vượt qua cực kỳ nhẹ nhõm một ngày, hai nữ nhân này trong lòng thật đặc biệt hy vọng, ngày có thể vẫn, một mực như thế qua đi xuống. Sáng sớm mặt trời từ đông phương chậm rãi thăng khởi, Diệp Thần Phong cùng hai nàng tiếp tục lái mới ngày thứ hai đặc thù huấn luyện. Trải qua cùng hai nàng cho tới chưa lăn qua lăn lại sau, Diệp Thần Phong nghênh đón thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, từ hôm qua mọi người tiến nhập Thương Vân Trung Mạch Trung, thời gian đã qua 24 tiếng đồng hồ đều ra mặt, thế nhưng liền một người đều không có thuận lợi về tới đây. Thẳng đến trưa ngày thứ ba lúc, Diệp Thần Phong lười biếng nằm tại trên cỏ phơi nắng, Thương Vân Sơn Mạch cửa vào chỗ tài truyền đến một trận âm hưởng, Vương Lực bốn người tiểu tổ người thứ nhất trở về. Chỉ thấy Vương Lực cùng hắn ba cái đội bằng hữu trên người, đều bị nghiêm trọng tổn thương, y phục trên người cùng quần hoàn toàn biến được rách mướp, Vương Lực bọn bốn người đi khởi đường tới đều có chút lung lay lắc lư. Theo Vương Lực bốn người tiểu tổ thuận lợi trở về, kế tiếp lục tục có bốn người tiểu tổ thuận lợi hoàn thành Diệp Thần Phong đệ nhất thứ huấn luyện, trực đến hơn 11 giờ khuya chung thời gian, hầu như tất cả mọi người thuận lợi trở về, ngoại trừ Diệp Đông Kiệt, Võ Khôn Minh, Thiết Ngưu cùng Hổ Ca cái này một tổ. Diệp Thần Phong hai con ngươi nhìn Thương Vân Sơn Mạch cửa vào chỗ, chân mày nhìn không được nhíu lên, màu ngân bạch dưới ánh trăng, bốn cái lẫn nhau nâng, trên người hiện đầy vết thương người, run rẩy từ Thương Vân Sơn Mạch trung đi ra. Dưới ánh trăng, Diệp Đông Kiệt, Võ Khôn Minh, Thiết Ngưu cùng Hổ Ca thấy được Diệp Thần Phong, bọn họ bốn người này cùng trước kia binh vương tổ thành viên so sánh, thực lực yếu nhược thượng không ít. Với lại trong đó Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh còn uống ba chén lớn tiêu hao lực lượng dược vật. Diệp huấn luyện viên, chúng ta trở về. Bốn người đồng thời hướng Diệp Thần Phong hô đạo, trong thanh âm tràn đầy tự tin, tràn đầy thắng lợi vui sướng, bọn họ cũng hoàn thành Diệp Thần Phong đệ nhất thứ huấn luyện. Theo Diệp Đông Kiện cái này một tiểu tổ trở về, có thể nói đệ nhất thứ trong khi huấn luyện không có bất cứ người nào tử vong, tất cả mọi người vết thương buồn thiêu trở về. Chương 572, đề thăng thực lực sau đệ nhất thứ thực chiến. Một tháng thoáng qua tức thệ. Tại một tháng này trong, mọi người đang Diệp Thần Phong huấn luyện hạ, trên người cơ hồ là mỗi ngày tốt vết thương cũng nhiều tân tổn thương. Tại đệ nhất thứ huấn luyện sau đó, tất cả mọi người hiểu được loại tiêu hao thể năng dược vật chỗ tốt, nhất là uống ba chén dược vật Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh chúng nhân, thực lực của bọn họ rõ ràng đại mức độ tăng lên. Mọi người đang biết được cái này loại tiêu hao thể năng dược vật cường hãn tác dụng sau, tại lần thứ hai lúc huấn luyện, sôi nổi đưa ra muốn uống nhiều vài chén, thế nhưng bị Diệp Thần Phong một hơi cự tuyệt,
vững bước để thăng thực lực mới là thỏa đáng nhất phương pháp, mãnh liệt dược chỉ có thể hạ một lần, nếu như vẫn hạ mãnh liệt dược lời nói, thực lực không những không thể đủ để thăng, đúng thân thể của mọi người khả năng còn có thể có không nhỏ mặt trái ảnh hưởng. Lại nói cái này loại tiêu hao thể năng dược vật, mỗi người cực hạn tối đa một lần uống 5 chén, tự đầy đủ tướng người thân lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt cấp hút hết, nếu như một lần uống 6 chén lời nói, có 90% trở lên có thể sẽ trực tiếp bất tỉnh đi. Lại mà Thương Vân Sơn Mạch Trung dã thú tùy ý có thể thấy được, Diệp Thần Phong là tới huấn luyện mọi người để thăng thực lực, có thể không phải để cho bọn họ một đám đi không không chịu chết, cho nên tại đi qua cái này thời gian một tháng trong, khởi điểm 20 ngày, Diệp Thần Phong nhượng mỗi người bọn họ một lần uống 2 chén tiêu hao thể năng dược vật, sau đó sẽ tiến nhập Thương Vân Sơn Mạch Trung hoàn thành Diệp Thần Phong nhiệm vụ huấn luyện. Diệp Thần Phong cảm giác mọi người không sai biệt lắm có thể thừa thụ 2 chén tiêu hao thể năng dược vật sau, tại gần nhất trong vòng 10 ngày, Diệp Thần Phong cho bọn hắn mỗi người thêm đến 3 chén, mọi người thể nội hầu như đều bị kích phát ra chân kình chi lực. So sánh cổ võ cao thủ thể nội chân kình chi lực là dựa vào công pháp tu luyện mà thành, mà vương lực đẳng mọi người thể nội chân kình chi lực là dựa vào cực hạn mà kích vọng lại, giữa hai người này chân kình chi lực tịnh không có bất luận cái gì bất đồng. Có thể nói hiện tại vương lực đẳng mọi người cũng có thể xưng là cổ võ cao thủ. Bởi vương lực đẳng mọi người thể nội có chân kình chi lực, Diệp Thần Phong tướng đã từng lấy được quy thức thuật cùng huyền thiên bộ pháp đem ra. Quy thức thuật nhất định là không thích hợp bọn họ tu luyện, nhưng này huyền thiên bộ pháp cũng thẳng huyền diệu, nếu không trước đây tên huyền thiên môn cổ võ cao thủ, thực lực so Diệp Thần Phong kém nhiều lắm, tên cổ võ cao thủ cũng không thể có thể thua thảm như vậy. Huyền thiên bộ pháp có xúc địa thành thốn công hiệu, đang đối mặt cùng đẳng cấp cao thủ, hoặc thực lực thoáng cao hơn người cao thủ thời gian, như vậy tại cái này thời gian tốc độ tự vô cùng trọng yếu, cho nên Diệp Thần Phong mới đem huyền thiên bộ pháp dạy cho vương lực đẳng mọi người, đương nhiên Diệp Thần Phong mình cũng dành thời gian học tập thoáng cái. Tại một tháng này trong, Diệp Thần Phong ngoại trừ đốc xúc mọi người huấn luyện, hắn cùng hai nàng trong lúc đó huấn luyện cũng chút nào không có đình lại, như vậy tích lũy tháng ngày. Trong cơ thể hắn linh hồn lực biến được càng tinh thuần. Hoa Hạ Quốc, Kinh Thành, cao tầng trong phòng hội nghị. Số 1 thủ trưởng Dư Phong Niên, số 2 thủ trưởng Dương Viễn, Diệp Lão Gia Tử Diệp Trấn Hồng cùng với Võ Lão Gia Tử Võ An Quốc đảng nhân vật cao tầng đều ở đây. Dư Phong Niên cùng Dương Viễn đám người trên mặt biểu tình đều rất ngưng trọng, bọn họ gia tộc tại Tống gia cái này kiện sự tình thượng có thể nói là tổn thất thảm trọng. Nhượng Diệp gia cùng Võ gia thắng được cái đầy bồn lá vàng. Lúc này Dư Phong Niên chúng nhân lại nhận được một cái đặc biệt xấu tin tức, Thiên Sát Song binh đoàn tại Hoa Hạ quốc phía Nam ám sát nhiều cấp quan trọng quan viên, một đường chạy trốn vào Thương Vân Sơn Mạch Trung. Thiên Sát Song binh đoàn là quốc tế thượng thập đại song binh đoàn chi một, cái đó bài danh xếp hàng quốc tế thập đại song binh đoàn vị thứ hai, có người nói Thiên Sát Song binh đoàn thành viên thực lực mỗi cái cường hãn không gì sánh được. Coi như là Hoa Hạ quốc binh vương tổ thành viên cũng không nhất định là Thiên Sát Song binh đoàn thành viên đối thủ, thảo nào Dư Phong Niên chúng nhân hội như vậy sầu mi khổ kiểm. Dư Phong Niên trầm ngâm sau một lát, nói rằng, lần này Thiên Sát Song binh đoàn lẻn vào chúng ta Hoa Hạ quốc, sát hại chúng ta Hoa Hạ quốc phía Nam nhiều quan viên, theo ta thấy nhất định là những quốc gia khác thuê bọn họ, Thiên Sát Song binh đoàn thành viên mới có thể đến chúng ta Hoa Hạ quốc cảnh nội tới tùy ý làm bậy gây chuyện. Các vị đối với cái này kiện sự tình có ý kiến gì không sao? Lão Dư, bây giờ Thiên Sát Song binh đoàn thành viên một đường trốn vào Thương Vân Sơn Mạch Trung, phía Nam bởi vì nhiều quan viên trọng yếu bị giết hại, đã bước đầu tạo thành khủng hoảng. Nếu như chúng ta không thể đủ kịp thời tướng Thiên Sát Song binh đoàn người giải quyết, sợ rằng cuối cùng kết quả không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Số 2 thủ trưởng Dương Viễn nghĩ tường tận sau đó mở miệng nói rằng. Lão Dư, chúng ta phải muốn phái ra binh vương tổ thành viên tiến nhập Thương Vân Sơn Mạch, đúng Thiên Sát Song binh đoàn thành viên tiến hành bao vây tiễu trừ hành động, mà không phải tại ở đây làm lỡ thời gian. Võ Lão Gia Tử rất trực tiếp nói rằng, An Quốc, người có chỗ không biết, nghe đồn Thiên Sát Song binh đoàn thực lực quá mức cường hãn, ta sợ binh vương tổ cũng không phải là đối thủ của bọn họ, bất quá, lúc này cũng chỉ có thể đủ trước hết để cho binh vương tổ thành viên hành động, nếu như binh vương tổ thành viên không địch lại. Chúng ta lại khác làm dự định. Làm số 1 thủ trưởng Dư Phong Niên, sau đó đều phải muốn quyết định thật nhanh, không thể đủ lặp đi lặp lại nhiều lần do dự.
Dư Phong Niên lập tức liên lạc binh vương tổ hiện giữ thống soái Triệu Phi, tại Tống ra sự tình bộc lộ sau, cái này một đám cao tầng lập tức lại lần nữa xác định một vị thống soái người được chọn. Triệu Phi là từ trước binh vương tổ trung thực lực cường hãn một vị thành viên, trước đây vương lực chúng nhân theo Diệp Thần Phong ly khai binh vương tổ thời gian, dùng Triệu Phi dẫn đầu một phần khác binh vương tổ thành viên vẫn như cũ là giữ lại, dùng Triệu Phi lai lịch cùng thực lực đầy đủ đảm nhiệm binh vương tổ thống soái chỗ ngồi. Lại nói cao tầng cái này một đám lão nhân cũng tạm thời tìm không được thích hợp đảm nhiệm binh vương tổ thống soái người được chọn. Tại Dư Phong Niên liên lạc với binh vương tổ đồng thời ra lệnh sau đó, trận này cao tầng hội nghị cũng tự giải tán. Rời đi cao tầng phòng họp sau, võ lão gia tử đúng Diệp lão gia tử, nói rằng, Trấn Hồng, Thần Phong bọn họ hình như ngay Thương Vân Sơn mạch huấn luyện đi. Ta xem chuyện này có cần thiết trước đó thông báo một tiếng Thần Phong, vạn nhất Thần Phong bọn họ gặp thiên sát dòng binh đoàn thành viên, cũng tốt để cho bọn họ trước đó có cái chuẩn bị tâm lý. Diệp lão gia tử tán đồng điểm gật đầu, nói rằng, An Quốc, ngươi như thế nói không sai, ta lập tức liên lạc một chút Thần Phong tiểu tử này. Cùng lúc đó, tại Thương Vân Sơn mạch bên ngoài, Vương Lực, Diệp Đông Kiện, Võ Khôn Minh cùng Hồ Ca đẳng 8-90 người chỉnh tề lập đội ngũ, Diệp Thần Phong đứng ở trước mặt mọi người, trải qua một tháng này huấn luyện, tất cả mọi người thực lực đều tăng lên không ít, Diệp Thần Phong trong lòng chính khổ não muốn thế nào tài năng đủ cấp những. Này người an bài một hồi thực chiến huấn luyện. Diệp Thần Phong nhìn trước mặt tuy rằng trên người treo tổn thương, thế nhưng một đám tinh thần không gì sánh được no đủ mọi người, thanh âm to nói rằng, mọi người cái này một tháng qua biểu hiện nhượng ta phi thường hài lòng, ta hy vọng mọi người có thể kế tục như vậy tiếp tục giữ vững, các ngươi ở đây mỗi một người tự nhất định có thể trở thành cái này trên thế giới đứng đầu cường giả, kế tiếp, ta an bài cho các ngươi hôm nay nhiệm vụ huấn luyện. Ong ong, Diệp Thần Phong điện thoại di động trong túi chấn động lên, tại cái này xa xôi dãy núi trong thông thường là không tiếp thu được tín hiệu. Bất quá, Diệp Thần Phong cái này khoản điện thoại di động là quân đội vừa nghiên cứu ra tới kiểu mới điện thoại di động, cho dù tại rừng sâu núi thẳm trong đều giống nhau có thể tiếp thu được cường lực tín hiệu. Diệp Thần Phong từ trong túi móc ra điện thoại di động, khi nhìn đến là gia gia của hắn Diệp Trấn Hồng đánh tới thời gian, hắn liền trực tiếp nhấn chuyển được kiện, gia gia, ngài ngày hôm nay nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Thần Phong, ta gọi điện thoại cho ngươi, là muốn nói cho ngươi một việc. Tại quốc tế thượng hạng 2 thiên sát dòng binh đoàn, tại chúng ta Hoa Hạ quốc phía nam sát nhiều cấp quan trọng quan viên sau, một đường chạy trốn vào Thương Vân Sơn mạch chung, ta là sợ các ngươi vạn nhất cùng đám người này tại dãy núi bên trong gặp, có người nói thiên sát dòng binh đoàn thành viên thực lực cũng không so với chúng ta Hoa Hạ quốc binh vương tổ thành viên thực lực yếu, cho nên Thần Phong, các ngươi nhất định phải cẩn thận mới là. Diệp lão gia tử tại trong điện thoại nói rằng, tốt. Ra ra, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Diệp Thần Phong khóe miệng hiện lên một vòng dáng tươi cười, thật là muốn buồn ngủ sẽ đưa gối đầu tới. Diệp Thần Phong đang lo tìm không được nhượng vương lực chúng nhân thực chiến huấn luyện cơ hội ni. Thiên sát dòng binh đoàn tới thật là kịp thời, vừa vặn có thể làm vương lực đẳng cả đám đá mài đao. Diệp Thần Phong cùng Diệp lão gia tử kết thúc cuộc nói chuyện sau đó, nhìn trước mặt mọi người. Nói rằng, ta biết các ngươi trong khoảng thời gian này bởi vì thực lực đề thăng, nhất định là ngứa tay khó khăn chịu đựng đi. Ngày hôm nay ta tự an bài cho các ngươi một cái thực chiến huấn luyện, cho các ngươi hoàn toàn qua đủ tay nghiện, bây giờ là thời gian cho các ngươi biết mình thực lực so từ trước đề thăng bao nhiêu. Ta cũng rất chờ mong các ngươi biểu hiện. Chương 573, chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Thực chiến huấn luyện. Vương Lực, Diệp Đông Kiện, Hổ Ca đẳng 8-90 người. Tại Diệp Thần Phong lời nói truyền vào lỗ tai của bọn họ trong sau, thân thể bọn họ trong huyết tại trước tiên sôi trào lên. Tại một tháng này trong, bọn họ mỗi ngày cắn răng kiên trì huấn luyện, bọn họ một mực chờ một cái có thể bày ra thân thủ cơ hội. Hiện tại cơ hội này cuối cùng đến, cái này để cho bọn họ làm sao có thể không được phấn. Diệp Thần Phong phi thường hài lòng mọi người biểu hiện ra tâm tình, tiếp tục nói, lần này đối thủ của các ngươi là tại quốc tế thượng hạng 2 thiên sát dòng binh đoàn. Bọn họ sát hại chúng ta Hoa Hạ quốc quan viên, từ bên kia trốn vào Thương Vân Sơn mạch chung, cho nên lúc này đây thực chiến huấn luyện là súng đạn thật, mà ta cũng sẽ không cho các ngươi xứng phát hỏa lực vũ khí, như vậy tài năng đủ tràn ngập bày ra một tháng này tới nay các ngươi đạt được thành quả. Vẫn như cũ là bốn người một tiểu tổ tiến nhập Thương Vân Sơn mạch tìm tòi tung tích của địch nhân,
lần này thực chiến huấn luyện coi như làm là ta cho các ngươi mỗi tiểu tổ một lần ước định, kia tiểu tổ có thể tìm được trước thiên sát dòng binh đoàn thành viên, đồng thời đưa bọn họ cấp toàn bộ giải quyết rồi. Ta có thể mang cái tiểu tổ này thành viên cùng nơi đến nước ngoài đi chấp hành một lần nhiệm vụ, chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm hệ số đặc biệt cao, cái này cũng đại biểu cho đề thăng thực lực đột phá cực hạn khả năng lại càng lớn. Diệp Thần Phong khẩu chung theo như lời nguy hiểm hệ số đặc biệt cao nhiệm vụ, đương nhiên là đã sớm cùng Hắc Tâm ước định tốt, cùng đi diệt trừ thôn phệ đế quốc sự tình, cái này là một lần phi thường tốt lịch lãm, bất quá, không thể có thể đem tất cả mọi người tại chỗ đều dẫn đi. Cho nên Diệp Thần Phong tài mượn cơ hội này nói cái này kiện sự tình. Đương mọi người nghe được Diệp Thần Phong lời nói này sau, một đám trong nháy mắt nắm chặt nắm tay, có thể cùng Diệp Thần Phong cùng nơi chấp hành nhiệm vụ, bọn họ khẳng định có thể từ đó học đến rất nhiều thứ, cơ hội này đối với bọn hắn mà nói là có thể gặp mà không thể cầu. Các ngươi hiện tại còn chờ cái gì? Có thể lập tức bắt đầu hành động. Diệp Thần Phong đúng mọi người quát dẹp đường. Ngực dấu hưng phấn, kích động cùng tất thắng tâm tình. Một đám bốn người tiểu tổ nhanh chóng xông vào Thương Vân Sơn mạch chung. Diệp Thần Phong khóe miệng mỉm cười, nhìn bên cạnh hai nàng nói rằng, Hiểu Phỉ, Vũ Đình, chúng ta cũng đi Thương Vân Sơn mạch bên trong hoạt động một chút đi. Trải qua một tháng này các ngươi lão công ta, ở trên người các ngươi siêng năng cày cấy, hai người các ngươi thực lực bây giờ đều đi vào ba cấp linh hồn lực. Các ngươi hiện tại biết ủng có một tốt lão công là bao nhiêu hạnh phúc đi. Dễ dàng là có thể đề thăng thực lực biến thành cao thủ. Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình không hẹn mà cùng liếc một cái Diệp Thần Phong, hai nàng đôi má đỏ bừng đưa ngón tay ra hướng Diệp Thần Phong bên hông thịt mềm vặn đi. Tại Vương Lực, Diệp Đông Kiện, Hổ Ca chúng nhân một tiểu tổ tiến nhập Thương Vân Sơn mạch thời gian, dùng Triệu Phi dẫn đầu binh vương tổ thành viên tại nhận được cấp trên mệnh lệnh sau, trước tiên chạy tới Thương Vân Sơn mạch bên trong, bất quá, bọn họ là từ Thương Vân Sơn mạch một khác cái cửa vào tiến vào, cho nên mới không có cùng Diệp Thần Phong bọn họ bính kiến. Bây giờ binh vương tổ tại Vương Lực chúng nhân rời khỏi sau, thành viên nhân số chỉ có 450 tên, lần này tại Triệu Phi cái này vị hiện giữ thống soái lãnh đạo hạ, tổng cộng xuất động 30 tên binh vương tổ thành viên, còn dư lại hơn 10 người binh vương tổ thành viên chính đang thi hành cái đó nhiệm vụ của hắn, có thể nói lần này binh vương tổ là khuynh xào xuất động. Lần này chúng ta muốn đối phó thiên sát dòng binh đoàn không đơn giản a. Ta sợ dùng chúng ta cái này điểm nhân số căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như Vương Lực bọn họ không có rời khỏi binh vương tổ thì tốt rồi. Cũng không biết Vương Lực bọn họ bây giờ cùng Diệp Thần Phong đang làm cái gì. Thực sự là hoài niệm mọi người chúng ta ở chung với nhau sinh hoạt a. Vài binh vương tổ thành viên một vừa chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay. Một mặt thấp giọng nói nhỏ lên, hiện tại binh vương tổ thành viên thiếu nghiêm trọng, cùng trước kia binh vương tổ so lên là đại mức độ co lại. Cái này là cấp trên cho chúng ta an bài nhiệm vụ, nếu chúng ta trước đây lựa chọn lưu tại binh vương tổ, như vậy hiện tại có thể không phải nhớ lại đi qua thời gian, Vương Lực đẳng rời khỏi binh vương tổ thành viên muốn chấp hành như thế nhiệm vụ nguy hiểm. Bọn họ cũng chấp hành không đến, mà chúng ta có thể đi qua một lần lại một lần loại nhiệm vụ này. Thực lực nhận được nhanh chóng đề thăng, nói không chừng đẳng lần sau lại cùng Vương Lực bọn họ lúc gặp mặt, thực lực của bọn họ đã bị ta vung ra cách xa vạn dặm. Hiện giữ binh vương tổ thống soái Triệu Phi nói rằng, thống soái nói đặc biệt chính xác, chúng ta mỗi một người đều lên tinh thần tới, tranh thủ mau chóng tìm ra thiên sát song binh đoàn thành viên hành tung. Một gã đứng tại Triệu Phi bên cạnh binh vương tổ thành viên nói rằng, tại Thương Vân Sơn mạch ở chỗ sâu trong một cái đặc biệt địa phương bí ẩn. 15 tên thân thể to tráng ngoại quốc nam nhân vây ở cùng nơi, một tên trong đó trên cánh tay đâm một cái đầu sói hình xăm nam nhân, trong tay cầm một chương Thương Vân Sơn mạch địa đồ, trên bản đồ dùng ký hiệu tiêu chú rất nhiều đường chạy trốn tuyến. A đốp, ta phỏng chừng Hoa Hạ quốc đã phái ra binh vương tổ thành viên, tiến nhập Thương Vân Sơn mạch tới siêu tầm tung tích của chúng ta. Ta phải mau sớm nghĩ biện pháp ly khai Hoa Hạ quốc. Một gã tóc màu vàng, má phải gò má trên có đạo dấu vết nam nhân, đúng đầu sói hình xăm nam nhân nói. Tên là Adop ngoại quốc nam nhân là thiên sát dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Trên người bắp thịt dường như cứng rắn bàn thạch, trên mặt mang nồng đậm xem thường, nói rằng, Á Nhĩ Mạn, chúng ta nơi này 15 người đều là thiên sát dòng binh đoàn tinh anh,
Từ chuyện ta trước nắm giữ tư liệu cho thấy Minh Vương tổ thành viên không phải là đối thủ của chúng ta, chỉ cần số người của bọn họ không vượt qua 40 người là được. Lại nói chúng ta am hiểu nhất không chính là Tùng Lâm tác chiến sao? Ta cũng không phải chú ý giết nhiều tử một ít Minh Vương tổ thành viên. Ta đốp khuôn mặt lộ ra là huyết biểu tình, lè lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc. Nghe vậy, tên là Á Nhĩ Mạn tóc vàng nam nhân không lại lo lắng. Khóe miệng hiện lên một vòng hưng phấn dáng tươi cười, bọn họ cái này 15 người làm thiên sát song binh đoàn trung tinh anh thành viên, có thể nói mỗi một cái đều là huyết thành tính nhân vật, tử tại trong tay của bọn họ người đã là đếm không hết. A đốp, bị ngươi vừa nói như vậy, ta lại toàn thân ngứa, hình như phẩm thường hoa hạ quốc minh vương tổ thành viên máu tươi. A Nhĩ Mạn xoay động cái cổ nói rằng, A đốp mạnh mẽ con ngươi đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa trong bụi cỏ. Khuôn mặt lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, nói rằng, Á Nhĩ Mạn, ta nghĩ các ngươi lập tức có thể thưởng thức được binh vương tổ thành viên máu tươi. A Đốp nhận biết năng lực đặc biệt nhạy cảm, dùng Triệu Phi dẫn đầu 30 tên binh vương tổ thành viên, trải qua một đường siêu tầm, lại vẫn thật bị bọn họ phát hiện thiên sát song binh đoàn thành viên tung tích, cho là bọn hắn núp ở cách thiên sát song binh đoàn thành viên cách đó không xa trong bụi cỏ, chuẩn bị đợi một cái thời cơ thích ứng động thủ. Triệu Phi cảm thụ được A Đốp mạnh mẽ ánh mắt nhìn về phía bọn họ bên này, hắn biết đối phương là phát hiện hành tung của bọn họ, vì vậy nói rằng, thiên sát song binh đoàn tổng cộng chỉ có 15 người, đợi một lát chúng ta hai chọi một, ta tự còn chưa tin bắt không được bọn họ. Nói, Triệu Phi liền dẫn đầu từ trong bụi cỏ đi ra, còn lại binh vương tổ thành viên theo sau lưng Triệu Phi, A Đốp chúng nhân nhìn đến binh vương tổ hiện thân sau đó, tóc vàng Á Nhĩ Mạn khinh thường giễu cợt nói. Nguyên lai người Hoa đều là rùa đen rút đầu, còn muốn núp trong bóng tối thống chúng ta một đao. Minh Vương Tổ cũng bất quá như vậy thôi. A Đốp, ta không kịp đợi muốn phẩm thường Minh Vương Tổ thành viên máu tươi, bọn họ ở đây tổng cộng mới chỉ có 30 người tả hữu, những này người chúng ta đủ để nhẹ nhõm đối phó rồi. A Nhĩ Mạn xoa tay nói rằng. A Đốp điểm gật đầu nói, chúng ta trước không nên giết tử những này Minh Vương Tổ thành viên. Chỉ cần đem bọn họ đánh thành trọng thương không có năng lực công kích tự tốt, chúng ta có thể chậm chậm dằn vặt bọn họ, nói không chừng tại lúc cần thiết còn có thể cầm những. Này người làm cho chúng ta con tin. Triệu Phi nghe được A Đốp đám người nhẹ nhõm đối thoại, hai điều lông mi không nén nổi nhíu lên, đứng tại Triệu Phi bên cạnh một gã binh vương tổ thành viên, nhìn không được đứng ra quát dẹp đường, lẽ nào các ngươi cho là binh vương tổ là mặc cho người nhu niết trái hồng mềm sao? Ngày hôm nay tự cho các ngươi thiên sát song binh đoàn kiến thức một chút chúng ta binh vương tổ thực lực chân chính. Tại tên binh vương tổ thành viên vừa dứt lời chi tế, A Đốp thân ảnh trong nháy mắt hướng hắn vào tới, tốc độ đặc biệt cực nhanh, nhanh đến binh vương tổ trung cường hãn nhất Triệu Phi đều không có phản ứng qua đây, A Đốp một quyền tự đánh vào tên binh vương tổ thành viên trên bụng. Phanh, một tiếng, tên binh vương tổ thành viên thân thể té bay ra ngoài, khẩu trung phun ra một ngụm máu tươi. Trong ánh mắt tràn đầy đờ đẫn thần sắc, cái này tên binh vương tổ thành viên thế nào cũng không có nghĩ đến, hắn vậy mà nhất chiêu đã bị đối phương giải quyết. Chương 574, không ở một tầng thứ thượng. A Đốp thình lình xảy ra cấp tốc công kích, có thể dùng ở đây sở hữu binh vương tổ thành viên đều có chút trở tay không kịp, hoàn hảo Triệu Phi kịp thời phản ứng lại, một cước hướng A Đốp đầu gối chỗ đá tới. A Đốp không né không tránh. Tương phản khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, cực kỳ nhanh chóng nâng lên đùi phải, chuẩn bị cùng Triệu Phi tới một cái cứng đối cứng, chân phong trận trận, hai người chân đụng vào nhau chớp mắt, trong không khí ngoại trừ có vang dội thanh bên ngoài, còn có răng rắc xương đứt thanh. Triệu Phi dưới chân bước chân lui về sau hai bước, trong miệng hàm răng cắn thật chặt, trên trán bốc lên ra tinh mịn mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt, hai con ngươi trung thần sắc biến được ngưng trọng không gì sánh được. Hai tay chăm chú nắm thành quyền đầu, hai điều trên cánh tay là nổi gân xanh. Mà A Đốp dưới chân bước chân cũng chưa hề đụng tới, nghiền ngẫm nhìn Triệu Phi nói rằng, thực lực của ngươi miễn cưỡng toán không có trở ngại, bất quá, ngươi muốn đánh thắng ta, liền bách phân chi nhất hy vọng cũng không có, ngươi không cần lại cố nén xương nứt đau đớn, ngày hôm nay các ngươi những. Này binh vương tổ thành viên quyết định muốn trở thành chúng ta thiên sát song binh đoàn món đồ chơi. Ngươi nói bậy bạ gì đó, chúng ta thống soái không thể nào biết thua ngươi, thiên sát song binh đoàn toán cái thứ gì. Thống soái, ngươi nhanh nói cho hỗn đản này,
xương của ngươi đến cùng có không có đứt. Chúng ta binh vương tổ là mạnh nhất. Adop nhất chiêu giải quyết rồi một gã binh vương tổ thành viên, đây đã là kinh sợ đến cái khác binh vương tổ thành viên, nếu như thực lực cường hãn nhất triệu phi đều bị Adop đá đoạn xương, như vậy thẳng dư những. Này binh vương tổ thành viên khẳng định hội rơi vào trong tuyệt vọng. Triệu Phi cũng đặc biệt rõ ràng cái này một điểm, hắn thật rất muốn nói không có, thế nhưng hắn đùi phải thượng đứt xương càng đau đớn, cả điều đùi phải thậm chí bắt đầu dần dần mất đi chi giác, chậm chậm biến được càng tới càng uốn lượn. Càng tới càng uốn lượn, càng tới càng uốn lượn, thẳng đến cả người không tự chủ quỳ một gối xuống tại trên mặt đất. Thấy như vậy một màn thẳng dư binh vương tổ thành viên, lúc này cho dù không cần Triệu Phi chính mồm trả lời, bọn hắn cũng đều biết Adop nói đều là thật. Triệu Phi trực tiếp bị Adop đá đoạn xương, cái này muốn để cho bọn họ làm sao có thể tiếp thu. Lẽ nào ngày hôm nay bọn họ binh vương tổ muốn toàn quân bị diệt cùng này sao? À nhĩ mạn, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Vội vàng động thủ giải quyết những, này binh vương tổ thành viên đi. Adop đúng A Nhĩ Mạn đẳng cái khác 14 tên thiên sát song binh đoàn thành viên nói rằng. Các vị binh vương tổ thành viên, chúng ta trên vai có quốc gia an bài cấp nhiệm vụ của chúng ta, các người mỗi một người đều cấp ta lên tinh thần tới, lẽ nào các người thật dự định bất chiến mà bại sao? Đến lúc đó chúng ta người nơi này cũng chỉ có là một con đường chết. Đơn đầu gối té quỵ dưới đất Triệu Phi, cố nén đùi phải thượng đau đớn kịch liệt quát. Triệu Phi đảo coi như là cụ bị một cái người lãnh đạo khí thế, nguyên bản trong lòng biến được chút nào không chiến ý binh vương tổ thành viên, đang nghe Hoàn Triệu Phi lời nói sau, bọn họ một đám lần thứ hai khôi phục được chiến ý ngập trời trong trạng thái. Adop cảm thấy binh vương tổ thành viên khí thế trên người sau khi biến hóa, khá vì hưng phấn cười nói cái này tài có chút ý tứ mà. Vậy hãy để cho chúng ta tới thể nghiệm binh vương tổ thực lực chân chính đi. Bởi binh vương tổ nhân số so thiên sát song binh đoàn nhân số nhiều, trên căn bản là hai cái binh vương tổ thành viên đối phó một cái thiên sát song binh đoàn thành viên. Thế nhưng 15 tên thiên sát song binh đoàn thành viên thực lực so binh vương tổ thành viên cao hơn ra không ít, coi như là binh vương tổ thành viên dùng hai chọi một cũng chút nào không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Thiên sát song binh đoàn Trung Adop thực lực cường hãn nhất, ba lượng hạ đã đem vây đánh hắn hai gã binh vương tổ thành viên. Cấp công kích đảo tại trên mặt đất, hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Theo Adop viện trợ cái khác thiên sát song binh đoàn thành viên, tình thế cơ hồ là nghiêng về một phía, binh vương tổ đối mặt thiên sát song binh đoàn là căn bản cũng không có hoàn thủ năng lực. Nửa giờ sau, sở hữu binh vương tổ thành viên toàn bộ nửa chết nửa sống đảo tại trên mặt đất. Bọn họ trong con ngươi tràn đầy không cam lòng, có thể là thực lực của bọn họ thật so ra kém thiên sát song binh đoàn thành viên. Bọn họ đã từng làm binh vương tổ thành viên kiêu ngạo, trong nháy mắt này triệt để sụp đổ. Đơn đầu gối té quỵ dưới đất Triệu Phi, nhìn binh vương tổ thành viên một cái tiếp theo một cái rồi ngã xuống, hắn chăm chú cắn chặt hàm răng, chật vật từ dưới đất đứng lên, từ cổ họng trong thật sâu hộc ra một hơi thở, quát, các ngươi không nên xem thường Hoa Hạ quốc binh vương tổ, ta Triệu Phi thân là binh vương tổ thống soái. Tuyệt đối muốn bảo vệ binh vương tổ tôn nghiêm. Tóc vàng Á Nhĩ Mạn có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn chằm chằm Triệu Phi, hắn thích vô cùng nhìn đến người khác phẫn nộ mà lại dáng vẻ tuyệt vọng. Adop, ta rất muốn phẩm thường cái này người óc vị, có người nói một người ở vào cực độ tức giận dưới trạng thái, hắn óc tựu đặc biệt uống ngon. Á Nhĩ Mạn cổ họng trong nhìn không được nuốt nước bọt. Hình như lập tức muốn thưởng thức được một đạo đặc biệt mỹ vị thức ăn thông thường. Té trên mặt đất nửa chết nửa sống binh vương tổ thành viên. Đang nghe được anh Nhĩ Mạn cực kỳ tàn nhẫn cùng biến thái lời nói sau, trong con người thật lộ ra kinh hoàng cùng tuyệt vọng thần sắc, muốn đứng lên lần nữa cùng thiên sát song binh đoàn người liều cái ngươi chết ta sống, đáng tiếc bọn họ liền từ dưới đất đứng thẳng lên đều không làm được. Tại anh Nhĩ Mạn chuẩn bị hướng mọi nơi cho tức giận Triệu Phi đi tới thời gian, bốn người đột nhiên từ chung quanh trong bụi cỏ chui ra, là dùng vương lực dẫn đầu bốn người tiểu tổ, vương lực vừa cười vừa nói chúng ta nên là người thứ nhất tìm được những. Này hỗn đản hành tung đi, chúng ta bốn người nhất định phải thật tốt chắc chắn ở cơ hội lần này, tranh thủ đến cùng Diệp huấn luyện viên cùng nơi đến nước ngoài đi chấp hành nhiệm vụ cơ hội. Lực ca, yên tâm đi, thiên sát song binh đoàn thành viên tướng biến thành trong tay chúng ta vong hồn. Đúng, Lực ca, cái gì chó má quốc tế thượng hạng hai song binh đoàn. Chúng ta thế nhưng do Diệp huấn luyện viên tự mình huấn luyện, nếu là đơn giản bị những...
Này lông chim đánh bại, cái này không phải cấp Diệp huấn luyện viên mất mặt mà. Thừa dịp cái khác tiểu tổ còn không có tìm được ở đây tới, ta vội vàng hoa cái mấy phút tướng thiên sát dòng binh đoàn người giải quyết rồi hãy nói. A Đốp cùng Á Nhĩ Mạn nhìn Vương Lực Đẳng bốn cái hoàn toàn không có đem bọn họ để ở trong mắt người nước Hoa, trong lòng thịnh nộ hừng hực bùng cháy lên, mỗi người bọn họ đều là có cường hãn thực lực cao thủ, làm một gã cao thủ nhất không thể đủ dễ dàng tha thứ tựu là bị người không thấy. Vương Lực, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Phi nhìn Vương Lực bọn bốn người nghi ngờ hỏi. Vương Lực bọn bốn người vừa rồi đem lực chú ý toàn bộ tập trung vào A Đốp Đẳng trên thân người. Cảnh này khiến bốn người bọn họ không có chú ý tới Triệu Phi đảng binh vương tổ thành viên, lúc này bị Triệu Phi như thế vừa gọi, bọn họ tài chú ý tới chu vi té trên mặt đất đều là binh vương tổ thành viên. Vương Lực bọn bốn người tuy rằng đã thối lui ra khỏi binh vương tổ, nhưng là bọn hắn dù sao cùng Triệu Phi chúng nhân đã từng chung sống một đoạn thời gian rất dài, huynh đệ của bọn họ tình nghĩa chắc là sẽ không bị diệt sạch, lúc này nhìn thấy binh vương tổ thành viên mỗi một người đều nửa chết nửa sống. Vương Lực bọn bốn người lửa giận trong lòng cũng xông ra. Triệu Phi, chân của ngươi đoạn, ngươi tựu không nên miễn cưỡng đứng thẳng, người nơi này tựu giao cho chúng ta xử lý đi. Vừa vặn đây cũng là ngày hôm nay chúng ta nhiệm vụ huấn luyện. Vương Lực đúng Triệu Phi trực tiếp nói. Theo Triệu Phi, Vương Lực bọn họ thật sự là thác đại, đã từng tại binh vương tổ Vương Lực đẳng bốn người này đều chỉ thuộc về giữa dòng thực lực trình độ. Liền hắn cái này tại binh vương tổ trong cường hãn nhất người đều không có cách gì chiến thắng thiên sát dòng binh đoàn thành viên, huống chi là Vương Lực bọn bốn người. Vương Lực, bốn người các ngươi vội vàng rời đi nơi này, đi về phía quốc gia xin cứu trợ giúp, nếu không chúng ta ở đây một người cũng sống không nổi nữa. Đúng, Vương Lực, các ngươi vội vàng đi mau, chỉ bằng bốn người các ngươi còn chưa đủ thiên sát dòng binh đoàn người nhét kẻ răng ni. Nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống binh vương tổ thành viên cũng sôi nổi mở miệng đúng Vương Lực bọn bốn người quát. Cách nơi này cách đó không xa một khỏa đại thụ tươi tốt, Diệp Thần Phong tay phải ôm Võ Hiểu Phỉ, tay trái ôm Ninh Vũ Đình, cái mũi người hai nàng trên người bất đồng mùi thơm của cơ thể, thỉnh thoảng bàn tay còn có thể niết lượng đem hai nàng bộ ngực cao ngất, chọc cho hai nàng một cái kình trừng mắt Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nhìn cách đó không xa, âm thầm nói lầm bầm, Vương Lực. Cho các ngươi đã từng đội bằng hữu xem một chút đi. Các ngươi thực lực bây giờ đã không phải là cùng bọn họ tại cùng một tầng thứ thượng, cho nên các ngươi trước đây theo ta thối lui ra khỏi binh vương tổ, là các ngươi đời này lựa chọn chính xác nhất. Chương 575, khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ. Vương Lực bọn bốn người đối với binh vương tổ thành viên khuyên nhủ, căn bản là không nhúc nhích, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiên sát dòng binh đoàn 15 tên thành viên. Xoay động bắt tay vào làm cánh tay cùng cái cổ, bắt đầu tùy ý làm vận động nóng người tới. A Đốp cùng Á Nhĩ Mạn đẳng 15 tên thiên sát dòng binh đoàn thành viên, cảm giác bọn họ mình bị Vương Lực bọn bốn người cấp trần trụi không thấy sau đó, bọn họ khóe miệng sôi nổi lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng, tóc vàng Á Nhĩ Mạn hướng tới trên mặt đất ói ra một bãi nước miếng, đầu lưỡi liếm liếm phóng đến môi biên bàn tay, cả khuôn mặt thượng thần sắc gợn sóng không sợ hãi A Đốp. Người nước Hoa lẽ nào đều là như thế tự cho là đúng sao? Thảo nào người nước Hoa hội được gọi là Đông Á ma bệnh? Á Nhĩ Mạn ngón tay chỉ hướng Vương Lực bọn bốn người, không chút biểu tình tiếp tục nói, đợi một lát ta muốn tướng bốn người các ngươi cấp buộc lại, sau đó, tại các ngươi đỉnh đầu thượng khai một cái động, tự tượng ăn sống hầu tử não giống nhau, tướng bốn người các ngươi đầu óc cấp ăn không còn một mảnh, cho các ngươi tại không gì sánh được thống khổ và kinh hoàng chung tử vong. A Đốp, tự để cho ta tới bồi bốn người bọn họ vui đùa một chút, để cho bọn họ biết cái gì tài là cao thủ chân chính. Tại Á Nhĩ Mạn xem ra Vương Lực bọn bốn người căn bản tự không đủ sợ hãi, chỉ là một ít tự đại cuồng vọng ngu ngốc mà thôi. A Đốp nghĩ cách cùng Á Nhĩ Mạn không sai biệt lắm, điểm gật đầu nói, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết bọn họ, ta lo lắng sau đó còn có thể lục tục có Hoa Hạ quốc người tìm được hành tung của chúng ta, đến lúc đó người tụ tập càng ngày càng nhiều. Chúng ta tự rất có thể hội gặp nguy hiểm. A Đốp, người yên tâm đi, cấp ta 5 phút thời gian, ta còn muốn phải bồi bọn họ thật tốt chơi một chút ni. A Nhĩ Mạn hồn nhiên không thèm để ý nói rằng. Vương Lực đi về phía trước một bước, đúng hắn trong tiểu tổ ba người khác, nói rằng, cái này người liền do ta đi đối phó tốt, vừa vặn ta cũng muốn thể nghiệm để thăng thực lực sau cảm giác. Lực ca, người cần phải nhanh một ít giải quyết cái này hoàng ma quỷ.
ta tay cũng kỳ ngứa khó khăn chịu đựng, yêu cầu thống khoái đánh một trận. Lực ca, những cái này ngốc bê dòng binh đoàn người tốt tốt kiến thức một chút thực lực của chúng ta, Diệp huấn luyện viên nói không chừng từ một nơi bí mật gần đó nhìn chúng ta đây. Chúng ta cũng không thể đủ nhượng Diệp huấn luyện viên chế giễu. Những lời này trái lại nói không sai, chúng ta là Diệp huấn luyện viên huấn luyện ra. Nói cách khác chúng ta coi như là Diệp huấn luyện viên đệ tử, làm đồ đệ chúng ta thế nào có thể cấp sư phụ mất mặt ni. Vương Lực tiểu tổ thượng ba người khác ý chí chiến đấu sục sôi sôi nổi mở miệng nói rằng. Té trên mặt đất nửa chết nửa sống binh vương tổ thành viên, cùng với hiện giữ binh vương tổ thống soái Triệu Phi, khi nhìn đến Vương Lực muốn cùng biến thái Á Nhĩ Mạn một mình đấu, một đám trong lòng càng là lo lắng, theo bọn họ thiên sát dòng binh đoàn cái này 10 trong 5 người. Thực lực mạnh nhất là A Đốp, kế tiếp chính là Á Nhĩ Mạn, Vương Lực lại tại sao có thể là Á Nhĩ Mạn đối thủ? Vương Lực, người không hội là đối thủ của bọn họ, người cái này là không biết lượng sức hành vi, các người hiện tại nên lập tức đào tẩu đi về phía quốc gia thỉnh cầu trợ giúp. Các người bây giờ làm như vậy thật sự là quá ngu xuẩn. Vương Lực, người ở đây binh vương tổ thời gian, thực lực chỉ thuộc về giữa dòng trình tự, lẽ nào ngươi rời khỏi binh vương tổ tài hơn một tháng thời gian, thực lực của ngươi tự mạnh hơn chúng ta sao? Té trên mặt đất sở hữu nửa chết nửa sống binh vương tổ thành viên, đã toàn bộ đem hy vọng ký thác vào Vương Lực đám người trên người, nhưng điều bọn họ không có nghĩ tới là Vương Lực bọn bốn người vậy mà lựa chọn ngu xuẩn lưu lại cùng thiên sát dòng binh đoàn người cứng đối cứng. Miễn cưỡng đứng thẳng hiện giữ binh vương tổ thống soái Triệu Phi, cũng không nhìn được lên tiếng, Vương Lực, ta dùng binh vương tổ thống soái thân phận mệnh lệnh các ngươi, lập tức cấp ta chạy khỏi nơi này, đi về phía quốc gia thỉnh cầu trợ giúp. Vương Lực đối mặt trước kia binh vương tổ những huynh đệ này ngôn ngữ, trong lòng là càng tới càng khó chịu, thuận miệng nói rằng, Triệu Phi, chúng ta đã sớm rời khỏi binh vương tổ, cho nên cho dù ngươi bây giờ là binh vương tổ thống soái, chúng ta cũng không cần thiết nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ngu xuẩn, các ngươi thật là quá ngu xuẩn, quá không tự lượng sức. Triệu Phi nghe được Vương Lực kiên quyết sau khi trả lời, không báo bất kỳ hy vọng nào một mông ngồi trên mặt đất, cái khác té trên mặt đất nửa chết nửa sống thành viên, trong lòng cũng bắt đầu đúng Vương Lực bọn bốn người sinh ra có chút oán niệm. Á Nhĩ Mạn từng bước hướng Vương Lực đi tới, cười lạnh nói, người cái này người nước hoa quả thực đặc biệt ngu xuẩn, người cho là một mình ngươi là có thể đánh thắng ta sao? Ta có thể tại 30 giây chi nội sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, thế nhưng ta còn muốn ăn người sống đầu óc, cho nên ngươi yên tâm đi, ta tối đa đem ngươi đánh thành tàn phế mà thôi. Vương Lực nhìn càng đi càng gần Á Nhĩ Mạn, lập tức sử dụng ra huyền thiên bộ pháp, bởi vì hắn không muốn lãng phí thời gian nữa. Một bước bước ra, xúc địa thành thốn. Á Nhĩ Mạn nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại, hắn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên bôi đen ảnh. Tiếp theo, một cổ mãnh liệt hàn khí tập thượng cổ của hắn, đợi được hắn phản ứng tới được thời gian, nguyên bản cách hắn đủ có 2 chừng 10 thước khoảng cách Vương Lực, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn, một bả hàn khí bức người dao găm gác ở trên cổ của hắn. Vương Lực nhìn khuôn mặt treo đầy khiếp sợ Á Nhĩ Mạn, chủy thủ trong tay không chút do dự. Hướng Á Nhĩ Mạn cái cổ vạch xuống đi, lực đạo lớn vô cùng, trực tiếp tướng Á Nhĩ Mạn cả khỏa đầu cấp chia lìa thân thể, nồng đặc máu tươi tiên đầy Vương Lực toàn thân. Mới vừa rồi còn tại ngược binh vương tổ thành viên Á Nhĩ Mạn cứ như vậy tử. Bị nguyên bản tại binh vương tổ trung thực lực ở vào giữa dòng Vương Lực cấp nhất chiêu giải quyết rồi. Hiện giữ binh vương tổ thống soái Triệu Phi, cùng với té trên mặt đất nửa chết nửa sống binh vương tổ thành viên. Bọn họ mỗi một người đều không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Ngoại trừ binh vương tổ những này người bên ngoài, A Đốp đằng thiên sát dòng binh đoàn thành viên, khi nhìn đến Á Nhĩ Mạn bị Vương Lực cấp nhất chiêu giải quyết rồi sau đó, bọn họ trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy nồng đậm thần sắc bất khả tư nghị. Các ngươi những này điều nhân, thật đúng là con mẹ nó khó tìm, hoàn hảo tới coi như là đúng lúc. Diệp Đông Kiệt, Võ Khôn Minh, Hổ Ca cùng Thiết Ngưu cái này một tổ cũng từ chung quanh trong bụi cỏ chui ra, Diệp Đông Kiện cực kỳ khó chịu tại trong miệng hét lên. Chúng ta còn chờ cái gì? Vội vàng trước hết giết thiên sát dòng binh đoàn người lại nói, Vương Lực bọn họ cái này một tổ tài sát một người ni. Còn thừa lại người nếu như đều bị chúng ta giết đi, hôm nay thực chiến huấn luyện chúng ta chính là đệ nhất danh. Võ Khôn Minh xoa tay nói rằng, dẫn đầu hướng thiên sát dòng binh đoàn người vọt tới. Phanh! Một cước,
Võ Khôn Minh trực tiếp tướng một gã thiên sát dòng binh đoàn thành viên cấp đá bay, tên thiên sát dòng binh đoàn thành viên thân thể nặng nề đụng vào trên một cây đại thụ, ngực xương toàn bộ lõm đi xuống, khẩu trung máu tươi cuồng phún, không bao lâu thời gian liền trực tiếp hai mắt khẽ đảo, đến bí mật đi gặp Diêm Vương gia. Mẹ ngươi, cuối cùng cũng cho chúng ta tìm được những... Này khốn kiếp, những... Này hỗn đản thật đúng là biết chọn chỗ trốn giấu. Dựa vào, chúng ta cái này một tổ sẽ không có tới chậm đi. Hoàn hảo thiên sát dòng binh đoàn thành viên không có bị toàn bộ giải quyết. Thiên sát dòng binh đoàn rác sưởi môn, tới đón thụ gia gia ta thẩm lý và phán quyết đi. Tại Võ Khôn Minh vừa một cước trực tiếp đá chết một gã thiên sát dòng binh đoàn thành viên sau, chung quanh trong bụi cỏ không ngừng thoát ra bóng người tới, một tiểu tổ người đều lục tục chạy tới nơi này. Nha, hôm nay đệ nhất danh chúng ta tiểu tổ muốn định. Cũng không biết là kia tiểu tổ người hô như thế một cuống họng, toàn trường cục diện trong nháy mắt rối loạn, đối với mỗi tiểu tổ người mà nói, trên căn bản là nhất chiêu giải quyết một gã thiên sát dòng binh đoàn nhân viên, thương cảm thiên sát dòng binh đoàn chỉ có 15 người, liền một phút cũng chưa tới, cũng chỉ còn lại có Adop một người. Adop hoảng sợ trừng lớn suy nghĩ con ngươi, trong lòng thầm nghĩ, cái này, những thứ này đều là từ nơi nào bốc lên đi ra quái vật. Lẽ nào bọn họ là Hoa Hạ quốc phong kín vũ khí sao? Ngay từ đầu phái ra binh vương tổ tới ý định là trêu đùa chúng ta. Triệu Phi đẳng một đám binh vương tổ thành viên, kinh ngạc thiếu chút nữa rơi cằm, bởi vì trong những người này đại một phần là trước kia binh vương tổ thành viên, tài thối lui ra khỏi binh vương tổ ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, vương lực đám người thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Cơ hồ là mỗi người đều có thể đủ nhất chiêu giải quyết một gã thiên sát dòng binh đoàn thành viên. Khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ. Đang khiếp sợ đồng thời, Triệu Phi đẳng một đám binh vương tổ thành viên trong đầu hiện lên Diệp Thần Phong thân ảnh, một đám tại trong lòng âm thầm hỏi, sẽ là Diệp Thần Phong nhượng vương lực thực lực của bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tự tăng lên nhiều như vậy sao? Triệu Phi đẳng binh vương tổ thành viên, nghĩ khởi vừa rồi bọn họ không phân tốt xấu nhượng vương lực bọn họ đào tẩu, thậm chí là tại không có tìm được thiên sát dòng binh đoàn thành viên trước. Triệu Phi từng nói qua một câu nói như vậy, hay là đằng lần sau lại cùng vương lực bọn họ lúc gặp mặt, thực lực của bọn họ đã bị chúng ta cấp vung ra cách xa vạn dặm. Mà kết quả là bị vung ra cách xa vạn dặm. Chẳng qua là Triệu Phi đằng binh vương tổ thành viên bị vương lực bọn họ cấp vung ra cách xa vạn dặm. Bên trái là cường giả, bên phải là người yếu. Vương lực bọn họ lựa chọn theo Diệp Thần Phong rời khỏi binh vương tổ, từ bên phải đi tới bên trái, biến thành cường giả chân chính. Mà Triệu Phi bọn họ lựa chọn lưu tại binh vương tổ, bọn họ liền đã định trước tướng là người yếu. Một cái lựa chọn cải biến suốt đời. Chương 576, trực tiếp bị ép điên. Một trận mang theo cảm giác mát thu gió thổi qua, thổi chúng lá cây vang xào xạc. Tháng 11 phần kinh thành nhiệt độ không khí là càng ngày càng thấp. Ở vào kinh thành phương Bắc Thương Vân Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, thỉnh thoảng thổi qua một trận gió lạnh, sẽ cho người không kiềm hãm được đánh run run. Mà giờ khắc này, Vương Lực, Diệp Đông Kiện đẳng một đám tiểu tổ người là nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt sôi nổi tập trung vào thiên sát dòng binh đoàn chung, duy nhất còn sống Adop trên người, phảng phất là dã thú thấy được con mồi thông thường, trong con người mạo hiểm không kịp chờ đợi quang mang. Vương Lực, cái này một tên sau cùng thiên sát dòng binh đoàn thành viên giao cho ta giải quyết. Diệp Đông Kiện xoa xoa tay trưởng nói rằng. Vương Lực kiên quyết lắc đầu, nói rằng, là chúng ta tiểu tổ người thứ nhất phát hiện thiên sát dòng binh đoàn thành viên, thiên sát dòng binh đoàn nên là chúng ta tiểu tổ con mồi mới đúng. Lời nói cũng không thể đủ nói như vậy, tại chúng ta lúc đến nơi này, thiên sát dòng binh đoàn người còn không có bị toàn bộ giết chết, người gặp có phần đạo lý, ta nghĩ các người cũng sẽ hiểu đi. Cho nên cái này thiên sát dòng binh đoàn một tên sau cùng thành viên, nên là mọi người cộng đồng con mồi mới đúng, cái này có thể quan hệ ngày hôm nay thực chiến huấn luyện đệ nhất danh. Đúng, hiện tại mỗi tiểu tổ trên cơ bản đều đến đuổi tới nơi này, cuối cùng cái này một đầu con mồi thuộc về kia tiểu tổ. Chúng ta phải thật tốt tính toán mới là. Cái khác tiểu tổ người cũng không nhẫn nại được lên tiếng. Bọn họ trong đó đại bộ phận người ngày hôm nay thế nhưng liền tay nghiện đều không có qua đến ni. Thật vất vả gặp như thế một lần thực chiến huấn luyện, bọn họ không muốn phóng qua cái cơ hội tốt này, lại nói lần này thực chiến huấn luyện đệ nhất danh,
vẫn có thể cùng trong lòng bọn họ thuộc về giống như thần Diệp huấn luyện viên cùng đi nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, cái này càng kích phát rồi mỗi tiểu tổ lòng háo thắng. Diệp Đông Kiện đứng ra nói rằng, mọi người hãy nghe ta nói một câu, ta trái lại có một đặc biệt biện pháp tốt, nhượng đầu này con mồi tự lựa chọn giết chết hắn người. Ta nghĩ như vậy là công bình nhất, các ngươi thấy thế nào? Còn lại tiểu tổ người đều cảm thấy Diệp Đông Kiện biện pháp này trái lại đặc biệt có thể thực hiện, vì vậy rối rít gật đầu đồng ý, Diệp Đông Kiện nhìn đến hắn nói lên ý kiến một lần hành động thông qua, vì vậy lập tức đúng a đốp. Nói rằng, người còn là lựa chọn nhường ta giết chết đi. Ta tuyệt đối sẽ đặc biệt ôn nhu, sẽ không để cho ngươi cảm giác được nửa điểm đau đớn, ngày hôm nay ngươi là tránh không được cái chết, cho nên lựa chọn nhường ta giết chết ngươi là nhất quyết định chính xác. Thảo, Diệp Đông Kiện, ngươi quá đê tiện vô sỉ. Ngươi vậy mà dùng ngôn ngữ để đầu độc con mồi. Theo ta thấy Diệp Đông Kiện biện pháp này cũng không được, chúng ta muốn một cái tuyệt đối công bình phương pháp đi ra. Cái khác tiểu tổ người nghị luận sôi nổi, hiện giữ binh vương tổ thống soái Triệu Phi, cùng với té trên mặt đất nửa chết nửa sống binh vương tổ thành viên, bọn họ đang nghe được Diệp Đông Kiện, Vương Lực đám người đối thoại sau, một đám xấu hổ có loại muốn thổ huyết xung động. Đem bọn họ dễ dàng đánh bại thiên sát song binh đoàn, tại Vương Lực, Diệp Đông Kiện đẳng trong mắt người lại là tiện tay là có thể tàn sát con mồi. Chênh lệch này có phần cũng quá lớn một điểm đi. Trước kia thực lực của bọn họ thế nhưng so Vương Lực, Diệp Đông Kiện chúng nhân không biết cao hơn bao nhiêu. Vừa còn không ai bì nổi a đốp, lúc này mặt thượng không còn có cao ngạo cùng lãnh huyết thần sắc, cả người đều bị kinh hoàng cấp bọc lại, hướng về phía Vương Lực, Diệp Đông Kiện chúng nhân, quát, các ngươi người nước hoa lấy nhiều khi ít toán cái gì anh hùng. Ta a đốp xem thường nhất các ngươi cái này loại người. Lấy nhiều khi ít. Thông thường rác rưởi trước khi chết cũng sẽ nói cái này loại không thế nào buồn cười cười nhạo. Diệp Thần Phong thanh âm truyền vào mọi người tai trong. Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình hai nàng này, một tả một hữu kéo Diệp Thần Phong cánh tay. Hướng Vương Lực, Diệp Đông Kiện chúng nhân đi tới. Diệp huấn luyện viên, mọi người đang nhìn đến Diệp Thần Phong xuất hiện sau đó, một đám sôi nổi khí thế như hồng trăm miệng một lời đạo. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, nói rằng, ngày hôm nay thực chiến huấn luyện đệ nhất danh là Vương Lực Tiểu Tổ. Vương Lực Tiểu Tổ là người thứ nhất tìm được thiên sát song binh thành viên. Tuy rằng bọn họ không có sát hoàn thiên sát song binh đoàn thành viên, thế nhưng Vương Lực Tiểu Tổ chỉnh thể thực lực là các ngươi chung mạnh nhất. Căn cứ các phương diện ước định, ta xác định Vương Lực Tiểu Tổ là lần này thực chiến huấn luyện đệ nhất danh. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Không có, sở hữu Tiểu Tổ người lần thứ hai miệng đồng thanh nói rằng, đối với Diệp Thần Phong quyết sách, bọn họ tuyệt đối không có nửa điểm hoài nghi. Triệu Phi đẳng một đám binh vương tổ thành viên, nhìn đến Vương Lực chúng nhân xưng hô Diệp Thần Phong vì Diệp huấn luyện viên, cùng với đúng Diệp Thần Phong rất cung kính dáng dấp, bọn họ có thể khẳng định Vương Lực chúng nhân thực lực nhanh chóng đề thăng, khẳng định cùng Diệp Thần Phong có đặc biệt to lớn quan hệ. Nguyên bản bọn họ cũng có thể có cơ hội này, đáng tiếc là trước đây bọn họ không có nắm chắc ở, cùng con đường cường giả lỡ mất dịp tốt. Diệp Thần Phong hài lòng mỉm cười, đưa ánh mắt về phía sắc mặt có chút hiện lên bạch a đốp, nói rằng, ngươi không phải nói chúng ta lấy nhiều khi ít sao. Hiện tại ta có thể cấp một mình ngươi sống rời đi nơi này cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng chúng ta nơi này bất cứ người nào, ta để lại ngươi ly khai, ngươi bây giờ lập tức có thể làm ra lựa chọn. A đốp nghi ngờ hỏi ngươi là ai, ta có thể tin tưởng lời của ngươi nói sao? Ngươi bây giờ còn có lựa chọn khác sao? Nếu như ngươi tin tưởng lời nói của ta, hay là còn có thể sống rời đi nơi này, nếu như ngươi lựa chọn không tin lời nói của ta, như vậy ngươi chỉ có một con đường chết. Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai. A đốp tại Vương Lực, Diệp Đông Kiện, Võ Khôn Minh đẳng trên thân người lần lượt tảo qua, cuối cùng đưa mắt như ngừng lại Diệp Thần Phong, Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình trên người, hắn đương nhiên không có mặt đưa ra cùng hai nàng đối chiến, bất quá. Hắn thấy Diệp Thần Phong vóc người không tính là cường tráng, hắn cảm giác không đến Diệp Thần Phong trên người có chút nào cao thủ khí thế, khóe miệng khẽ mỉm cười nói, đây chính là ngươi nói, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Chỉ cần ngươi lựa chọn ta, ta khẳng định hội tượng vừa rồi theo như lời giống nhau, ôn nhu tống ngươi tới địa ngục trong đi. Diệp Đông Kiện vội vàng nói, lựa chọn ta đi, ra ra ngươi ta đúng ngươi hội càng ôn nhu. Cam đoan ngươi nếm không đến bất luận cái gì thống khổ. Lựa chọn ta. Lựa chọn ta.
Ngày hôm nay thực chiến huấn luyện đệ nhất danh đã bị Diệp Thần Phong xác định xuống, hiện tại bọn họ thầm nghĩ muốn thống khoái qua đủ xong xuôi nghiện. Adop không thấy chu vi ầm ĩ tiếng gào, ngón tay chỉ hướng Diệp Thần Phong, khóe miệng dáng tươi cười sán lạn vài phần, nói rằng ta tự muốn chọn ngươi, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không dám đáp ứng đi. Ngươi đã nói ta có thể lựa chọn nơi này bất cứ người nào. Tại Adop lựa chọn Diệp Thần Phong sau đó, Vương Lực, Diệp Đông Kiệt, Võ Khôn Minh chúng nhân, một đám nhìn Adop dường như nhìn một người ngu ngốc giống nhau, cái này Adop thật đúng là sẽ chọn, cái khác người không chọn, hết lần này tới lần khác lựa chọn Diệp Thần Phong. Cái này không phải con ruồi tiến cầu tiêu tự tìm cái chết tìm phân mà. Diệp Thần Phong nhượng kéo cánh tay hắn hai nàng buông lỏng ra sau đó, lười biếng đi lên hai bước, hỏi, ngươi nhất định phải lựa chọn ta. Ta chính là muốn chọn ngươi, nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói. Adop không chút do dự nói rằng. Diệp Thần Phong nhún vai, nói rằng, tốt, nếu ngươi lựa chọn ta, như vậy ta tự cho ngươi một ít phúc lợi đi. Chỉ cần ngươi có thể đụng tới ta một cái góc áo, ngày hôm nay ta để lại ngươi ly khai, nếu không ngươi tự ngoan ngoãn đi gặp Diêm Vương ra đi. Nghe vậy, Adop ánh mắt ngưng trọng vài phần, thầm nghĩ, cái này nhìn qua chút nào không sức chiến đấu người nước hoa, chẳng lẽ còn là cao thủ không được sao? Vừa rồi Vương Lực chúng nhân chăm miệng một lời xưng hô Diệp Thần Phong vì Diệp huấn luyện viên thời gian, Adop cũng hoàn toàn không có để ý, cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng Diệp Thần Phong đối chiến, bởi vì hắn quả thực cảm giác không đến Diệp Thần Phong trên người có cao thủ khí thế, hắn tương đối tin tưởng trực giác của mình. Không biết, nếu như ngươi cảm giác không đến đối thủ khí thế, hoặc là đối phương thật là một cái sức chiến đấu đặc biệt tra mặt hàng, hoặc là một cái thực lực xa xa cao hơn ngươi tuyệt thế cường giả, mà chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí rõ ràng cho thấy thuộc về sau. Lúc này, Adop đã không có thời gian lo lắng nhiều cái gì, trực tiếp hướng Diệp Thần Phong vào tới, khí thế hung hăng dường như một đầu tức giận trâu đực, nhưng mà, tại Adop phải nhanh vào tới Diệp Thần Phong trước mặt thời gian, Diệp Thần Phong vậy mà hư không tiêu thất. Adop trong lòng tức khắc có loại dự cảm xấu, bả vai trái bị người từ phía sau vỗ một cái, tiếp theo Diệp Thần Phong thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn. Ta tại phía sau ngươi, ngươi đứng ngốc ở đó làm gì? Rác rưởi xứng đáng là rác rưởi. Adop trong đầu trống rỗng, cánh tay bản năng từ nay về sau quất tới, cả người xoay người lại, có thể là sau lưng của hắn liền nhân ảnh tử cũng không có. Dùng Diệp Thần Phong 9 cấp linh hồn lực tốc độ, phối hợp với huyền thiên bộ pháp, cái này Adop có thể bổ nhào bắt được thân ảnh của hắn mới là lạ chứ. Kế tiếp, Diệp Thần Phong không ngừng xuất hiện ở Adop đằng sau. Bên phải. Vẫn như thế không ngừng không có quy luật chút nào tuần hoàn. Adop cả người trên căn bản là muốn tinh thần nứt ra, thành cái kẻ ngu si giống nhau không ngừng tại chỗ xoay quanh, cổ họng trong ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, a. Tiếp theo, Adop từ trong lòng ngực mặt lấy ra một bả màu ngân bạch dao găm, trực tiếp cắm vào hắn cổ họng của mình trong, hắn cũng không chịu được nữa cái này loại tinh thần phân liệt thức cảm giác thống khổ. Adop bị Diệp Thần Phong cấp trực tiếp bước điên, cuối cùng không chút do dự lựa chọn tự sát kết thúc sinh mệnh. Chương 577, không thể bình tĩnh. Thương Vân Sơn Mạch ở chỗ sâu trong. 15 tên thiên sát dòng binh đoàn thành viên thi thể nằm tại trên mặt đất, Diệp Thần Phong, Võ Hiểu Phỉ, Ninh Vũ Đình cùng Diệp Đông Kiện đám người đã ly khai, để lại Vương Lực đẳng những. Này đã sớm rời khỏi binh vương tổ người, cùng bọn họ ban đầu huynh đệ Triệu Phi chúng nhân tự ôn chuyện. Đoạn một chân hiện giữ binh vương tổ thống soái Triệu Phi, vùng vẫy từ trên mặt đất đứng lên, sau dựa lưng vào một thân cây thượng, thở dài một hơi, nói rằng, Vương Lực, không nghĩ tới thực lực của các ngươi biến được như thế cường hãn. Là Diệp Thần Phong huấn luyện các ngươi thành quả sao? Vương Lực tịnh không có che giấu điểm gật đầu, nói rằng, có thể nhường chúng ta tại trong khoảng thời gian ngắn đại mức độ đề thăng thực lực, trên thế giới này ngoại trừ Diệp huấn luyện viên bên ngoài, ta nghĩ không có người có thể làm được. Trước đây chúng ta rời khỏi binh vương tổ kỳ thực trong lòng nhiều ít có chút do dự, dù sao binh vương tổ đối với chúng ta mà nói có đặc thù cảm tình, thế nhưng hiện tại ta rất may mắn lúc đó làm ra cái này một cái lựa chọn, tài năng đủ chân chính bước trên bây giờ này con đường cường giả. Lực ca nói đúng vô cùng, cái này tài chỉ là một bắt đầu, chỉ cần chúng ta theo Diệp huấn luyện viên, một ngày nào đó chúng ta cũng có thể trở thành đỉnh phong cường giả, với lại Diệp huấn luyện viên thái độ làm người còn đặc biệt trượng nghĩa. Coi chúng ta là làm chân chính huynh đệ đối đãi,
ta cảm giác hiện tại so từ trước ngây ngô tại binh vương tổ bên trong càng nhiệt huyết. Một gã đứng tại vương lực bên cạnh trước kia binh vương tổ thành viên nói rằng. Triệu Phi nhìn không được nhíu mày một cái, mang theo giọng chất vấn khí nói rằng, vương lực, các ngươi lẽ nào đã quên đã từng lập hạ muốn bảo vệ Hoa Hạ quốc thể ngôn sao? Các ngươi theo Diệp Thần Phong có thể bảo vệ Hoa Hạ quốc sao? Ta tuy rằng không biết Diệp Thần Phong có thể mang theo các ngươi đi thật xa. Thế nhưng ta biết nếu như Diệp Thần Phong lại như thế không chút kiêng kỵ phát triển tiếp, Hoa Hạ quốc tuyệt đối không hội ngồi xem bất kể, những quốc gia khác cũng không hội dễ dàng tha thứ chúng ta Hoa Hạ quốc có tượng Diệp Thần Phong như vậy yêu nghiệt nhân vật quật khởi, nếu quả như thật đến một bước kia, các ngươi những này người cũng chỉ làm cho Diệp Thần Phong chôn cùng. Vương Lực, hiện tại các ngươi lần nữa trở về binh vương tổ còn kịp. Có lẽ là trong lòng đố kỵ tại quấy phá, đố kỵ vương lực đám người thực lực như ngồi hỏa tiễn đột nhiên tăng mạnh, Triệu Phi ngôn ngữ nói nặng một ít. Triệu Phi, đừng tưởng rằng ngươi là binh vương tổ hiện giữ thống soái, ngươi là có thể đúng chúng ta hô to gọi nhỏ. Chúng ta coi các ngươi là làm huynh đệ đối đãi, các ngươi coi chúng ta là làm cái gì. Ngày hôm nay nếu như không có lời của chúng ta, các ngươi người nơi này toàn bộ hội bị thiên sát dòng binh đoàn người cấp giết chết, ta cáo ngươi Triệu Phi. Chúng ta theo Diệp huấn luyện viên rất tốt, một ngày nào đó ngươi sẽ thấy chúng ta đứng thượng thế giới đỉnh phong. Triệu Phi, từ trước ta vẫn cho là ngươi là một cái chính nhân quân tử, không ngờ ngươi cũng chỉ là một tiểu nhân mà thôi, những lời này có loại ngươi ở đây Diệp trước mặt huấn luyện viên nói a. Diệp huấn luyện viên một cái bàn tay là có thể tướng ngươi đưa đi gặp Diêm Vương gia, xem ra từ nay về sau chúng ta liền huynh đệ cũng không được làm. Cái này trên thế giới không có người nào có thể nói Diệp huấn luyện viên không phải, cho dù cuối cùng chúng ta cấp Diệp huấn luyện viên chôn cùng thì đã có sao. Lão tử liền chân mày cũng không hội chớp thoáng cái, Diệp huấn luyện viên đáng giá chúng ta như thế đi làm. Trải qua cùng Diệp Thần Phong một tháng tới nay ở chung. Vương Lực đẳng rời khỏi binh vương tổ thành viên, bọn họ cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó tình nghĩa huynh đệ là đột nhiên tăng mạnh, trong lòng càng thị phi thường sùng kính Diệp Thần Phong. Lúc này Triệu Phi nói ra những lời này, không làm cho nhiều người tức giận mới là quái sự ni. Vương Lực hai con ngươi nhìn Triệu Phi, trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên bản hắn cũng muốn nhượng Triệu Phi bọn họ theo Diệp Thần Phong. Chỉ tiếc Triệu Phi bọn họ lại bỏ lỡ một lần cơ hội trở thành cường giả. Triệu Phi, hay là lời của ngươi nói có vài phần đạo lý, chúng ta đồng dạng cũng không có đã quên trước đây lập hạ thể ngôn, ta tin tưởng nếu như Hoa Hạ quốc gặp phải nguy cơ thời gian. Diệp huấn luyện viên tuyệt đối không hội khoanh tay đứng nhìn. Vương Lực giọng nói chuyện biến được bình thản rất nhiều, hay là ngày hôm nay qua đi, Vương Lực đẳng rời khỏi binh vương tổ thành viên cùng Triệu Phi đẳng lưu tại binh vương tổ thành viên, hội triệt để hình cùng người lạ. Vương Lực, người dựa vào cái gì cho rằng Diệp Thần Phong sẽ không đứng nhìn bàng quan? Triệu Phi không nghe theo không buông tha hỏi. Bằng trực giác, bằng thân thể chúng ta trong đều chảy viêm hoàng con cháu huyết. Với lại ta có một loại đặc biệt cảm giác mãnh liệt, tại tương lai một ngày nào đó, Diệp huấn luyện viên có thể vượt lên cho toàn thế giới bất kỳ một quốc gia nào chi thượng. Triệu Phi, đạo bất đồng bất tương vi mưu, hy vọng tương lai ngươi sẽ không hối hận. Nói, Vương Lực liền dẫn đầu ly khai, cái khác người sôi nổi đi theo Vương Lực phía sau. Triệu Phi đẳng một đám binh vương tổ thành viên, nhìn Vương Lực chúng nhân tiệm hành tiệm viễn hình bóng. Mỗi một người đều lần lượt trầm mặc không nói, thật sự là Vương Lực chúng nhân triển hiện ra thực lực, để cho bọn họ cho tới bây giờ vẫn không thể đủ bình tĩnh trở lại. 4 cái tiếng đồng hồ sau, kinh thành bệnh viện quân khu một gian phòng bệnh trong, Triệu Phi hai mắt vô thần nằm tại trên giường bệnh, một chỉ xương đứt trên chân, bị đánh thượng dày dày thạch cao. Chi nha, một tiếng, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, số 1 thủ trưởng Dư Phong Niên cùng số 2 thủ trưởng Dương Viễn đi đến. Dư Phong Niên mở miệng nói rằng, Triệu thống soái, lần này nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành đặc biệt viên mãn, quốc gia hội cho các ngươi ký thượng một cái lớn vô cùng công lao. Dư Phong Niên cùng Dương Viễn hai người chỉ biết là thiên sát dòng binh đoàn người toàn bộ bị giết, bọn họ hai cái còn không biết cả kiện sự tình cặn kẽ chân tướng. Dư Phong Niên thanh âm có thể dùng Triệu Phi từ dại ra trung tỉnh lại, nằm tại trên giường bệnh cấp Dư Phong Niên cùng Dương Viễn kính một cái lễ, nói rằng, số 1 thủ trưởng. Số 2 thủ trưởng, các ngươi hai lão thế nào tới nơi này? Ta chỉ là bị một điểm tiểu thương mà thôi. Dư Phong Niên vừa cười vừa nói, Triệu thống soái, ngươi là chúng ta Hoa Hạ quốc công thần,
ta hai cái tới vấn an ngươi là phải. Số 1 thủ trưởng, số 2 thủ trưởng, kỳ thực thiên sát dòng binh đoàn thành viên không phải là bị chúng ta binh vương tổ người giết chết. Chúng ta binh vương tổ tại thiên sát dòng binh đoàn trước mặt căn bản không còn sức đánh trả chút nào, cả kiện chuyện là như vậy. Triệu phi tướng chuyện đã xảy ra kỹ càng tỉ mỉ đúng Dư Phong Niên cùng Dương Viễn nói một lần. Dư Phong Niên vội vàng hỏi, Triệu thống soái, này rời khỏi binh vương tổ thành viên, ban đầu thực lực làm sao? Bọn họ trước kia tại binh vương tổ chung chỉ thuộc về giữa dòng, thậm chí giữa dòng thiên hạ trình tự, nhưng mỗi người bọn họ thực lực bây giờ, đều còn cao hơn ta ra một đại đoạn khoảng cách, thật không nghĩ tới ngắn ngủi chừng một tháng thời gian, bọn họ tự phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Triệu Phi hơi có không cam lòng nói rằng, Dư Phong Niên cùng Dương Viễn thế nhưng đặc biệt rõ ràng Triệu Phi thực lực, Triệu Phi từ trước đây đến hiện tại đều là binh vương tổ chung thực lực cường hãn nhất người. Hai cái này lão nhân từ Triệu Phi khẩu chung biết được, Triệu Phi đang đối mặt thiên sát dòng binh đoàn thành viên thời gian, căn bản cũng không có chống đỡ chi lực, trở ra ra binh vương tổ này thành viên lại hầu như có thể nhất chiêu tự giải quyết một gã thiên sát dòng binh đoàn thành viên, trong đó chênh lệch là rõ ràng. Nhất là tại Dư Phong Niên cùng Dương Viễn hai cái này lão đầu nghĩ đến rời khỏi binh vương tổ này thành viên, hiện tại toàn bộ là Diệp Thần Phong chính là thủ hạ, bọn họ hai cái tự thật không thể đủ bình tĩnh. Dư Phong Niên cùng Dương Viễn đã từng vì trợ giúp Tống gia, tại Diệp gia trong biệt thự thể diện mất hết, từ chuyện lần đó kiện bắt đầu, Dư Dương hai nhà tự triệt để cùng Diệp gia quyết liệt, chỉ là biểu hiện ra như cũ cùng Diệp gia khách khí, bởi vì bọn họ còn không có đợi được chèn ép Diệp gia cơ hội. Sau đó hay bởi vì Tống gia sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng, toàn bộ Tống gia trong một đêm bị đẩy ra vực sâu vạn trượng chi chung, Dư Dương hai nhà vì mau sớm dẹp loạn phong ba, phải lần thứ hai hướng Diệp gia cúi đầu, đồng thời đưa cho Diệp gia cùng võ gia rất nhiều chỗ tốt. Dư Dương hai nhà đang đối mặt Diệp gia thời gian, là một lần lại một lần huyết một mũi hôi, Dư Phong Niên cùng Dương Viễn hai cái này lão đầu không muốn nhìn thấy nhất chính là Diệp gia càng lớn mạnh. Bây giờ Diệp Thần Phong tay trong nắm giữ một cổ so binh vương tổ đều lực lượng cường đại, cái này để cho bọn họ hai cái lão đầu làm sao có thể bình tĩnh. Triệu thống soái, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng ta hai cái tự không quấy rầy ngươi, có gì cần tự cứ việc hướng trong bệnh viện nói ra tốt. Dư Phong Niên đúng Triệu Phi nói rằng. Sau đó, hai cái này lão đầu tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, liền vội vã ly khai phòng bệnh, bọn họ hai cái là đi nghĩ biện pháp thế nào nhượng Diệp Thần Phong giao ra trong tay cổ lực lượng này. Triệu Phi nhìn đến Dư Phong Niên cùng Dương Viễn ly khai phòng bệnh sau, lẩm bẩm, Vương Lực, ta đã sớm nói với các ngươi qua. Quốc gia không hội mặc kệ Diệp Thần Phong như thế trưởng thành tiếp, lại không biết mặc kệ Diệp Thần Phong tay trong nắm chắc như thế lực lượng cường đại, nên hối hận nên là các ngươi. Xem ra Triệu Phi hoàn toàn là bị không cam lòng cùng đố kỵ cấp thôn phệ tâm linh, hắn từ đầu đến cuối đều không có cách gì tiếp thu vương lực chúng nhân, tại ngắn ngủi trong một tháng, thực lực đều siêu việt hắn sự thật này. Chương 578, chỉ vì Diệp thiếu hiệu lực. Số 1 thủ trưởng Dư Phong Niên cùng số 2 thủ trưởng Dương Viễn đang đi ra Triệu Phi phòng bệnh sau, cái này hai lão đầu hai điều lông mi là nhíu càng ngày càng gấp, Dương Viễn thấp giọng nói rằng, lão Dư, chúng ta phải muốn ngăn chặn ở Diệp Thần Phong bồi dưỡng bản thân thực lực, Diệp Thần Phong có thể tại ngắn ngủi chừng một tháng thời gian, nhưng trước kia tại binh vương tổ trong thực lực ở vào giữa dòng, thậm chí là giữa dòng thiên hạ người, thoáng cái tăng lên nhiều như vậy. Diệp Thần Phong tay trong khẳng định có một bộ hoàn mỹ huấn luyện phương án, nếu như có thể đem bộ này huấn luyện phương án nhượng Diệp Thần Phong giao ra đây, quốc gia chúng ta quân khu trung thực lực tướng hội có đại mức độ đề thăng, lần này chúng ta tuyệt đối không thể đủ lại phóng qua Diệp gia tiểu tử. Dương Viễn một đôi mạnh mẽ trong con ngươi tản ra tinh quang, một đôi bàn tay gầy guộc chậm chậm tụ lại thành quả đấm. Số 1 thủ trưởng Dư Phong Niên rất tán đồng điểm gật đầu. Nói rằng, không thể đủ nhượng Diệp gia nhanh như vậy tốt phát triển tiếp, đến lúc đó nếu để cho Diệp gia trở thành kinh thành đệ nhất đại gia tộc, ngay cả ta đều khả năng tại Diệp gia trước mặt không có chút nào quyền phát ngôn, lần này chúng ta không chỉ muốn tướng Diệp gia tiểu tử trong tay huấn luyện phương án cầm tới tay, còn phải yêu cầu tướng Diệp gia tiểu tử trong tay nắm giữ cổ lực lượng kia lấy tới. Lão Dương, hiện tại chúng ta lập tức đi một chuyến Diệp Thần Phong bọn họ địa phương sở tại. Dư Phong Niên mạnh mẽ vang dội nói rằng, cùng lúc đó, tại Dư Phong Niên thương lượng với Dương Viễn muốn xuống tay với Diệp Thần Phong thời gian, Thương Vân Sơn Mạch bên ngoài.
Vừa kết thúc một hồi chưa thỏa mãn chiến đấu vương lực, Diệp Đông kiện chúng nhân, thân thể một đám đứng yên đặc biệt thẳng tắp, lập đội ngũ chỉnh tề, một đôi mắt toàn bộ tập trung vào trước mặt Diệp Thần Phong trên người. Thời khắc này Diệp Thần Phong đã không có thân là huấn luyện viên nghiêm túc, khóe môi nhếch lên hữu ý vô ý dáng tươi cười, nói rằng ta tin tưởng mọi người đều thể nghiệm được, trước một tháng tới nay huấn luyện thành quả đi. Nói thật ra, các ngươi biểu hiện đều nhường ta rất hài lòng, huấn luyện cũng cần lòng có độ, ngày hôm nay chúng ta ở nơi này trong cử hành một hồi nấu nướng yến hội, toàn bộ Thương Vân Sơn Mạch đều là của chúng ta nguyên liệu nấu ăn kho, muốn ăn cái gì món ăn dân dã. Chúng ta đều có thể đến Thương Vân Sơn Mạch bên trong đi bắt bộ. Bất quá, vào hôm nay trận này nấu nướng yến sẽ bắt đầu trước, ta phải ở chỗ này tuyên bố một việc, các ngươi theo ta huấn luyện cũng có một tháng. Ta quyết định cho các người đội ngũ lấy một cái chính thức tên, như vậy mọi người tự càng có thể có một loại lòng trung thành. Sau đó mọi người đều là chia ngọt sẻ bùi, có nạn cùng chịu huynh đệ. Ta hy vọng tương lai các người ở đây mỗi một người đều có thể đủ đứng thượng thế giới đỉnh phong, sau đó các người chi đội ngũ này tên đã bảo làm phong vệ đội. Ta tin tưởng tương lai các người nhất định có thể nhượng phong vệ đội hưởng dự toàn thế giới, các người có cái gì? Không ý kiến. To lại thanh âm cao vút từ Diệp Thần Phong cổ họng trong phát sinh, truyền vào ở đây mỗi một người tai trong. Nguyên bản binh vương tổ vương lực đẳng cả đám, bởi vì ly khai binh vương tổ, bọn họ trong lòng từ đầu đến cuối có loại tại lưu lạc cảm giác, giờ khắc này, Diệp Thần Phong cho bọn hắn cái này một chi đội ngũ đặt tên, bọn họ một đám nếu như tìm được rồi ra hài tử giống nhau, trong lòng là kích động vạn phần, huyết mạch không ngừng mở rộng. Sắc mặt bởi hưng phấn đỏ lên. Không riêng gì trước kia cái này một đám binh vương tổ thành viên, ngay cả Diệp Đông Kiệt, Võ Khôn Minh, Hổ Ca cùng Thiết Ngưu chúng nhân, bọn họ tâm tình cũng hoàn toàn bị điều động khởi, mọi người miệng đồng thanh hô đạo, không có. Tương lai mạnh nhất trên thế giới một chi đội ngũ vào hôm nay chính thức thành lập, người ở chỗ này ai cũng không có nghĩ đến phong vệ đội tại tương lai có thể đi được như vậy xa xôi, bao quát gắn bó lập phong vệ đội Diệp Thần Phong cũng không có dự liệu được. Bất quá, những thứ này đều là nói sau. Nghe được mọi người miệng đồng thanh trả lời, Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, ngày hôm nay trận này nấu nướng yến hội chính thức bắt đầu, thật tốt hưởng thụ một lần đi. Bởi vì ngày mai huấn luyện độ khó hệ số tướng lần thứ hai hướng tới nâng lên thăng. Nga, Nga, Nga. Phong vệ đội sở hữu thành viên cổ họng trong sôi nổi quỷ hống quỷ khiếu. Thân ảnh tại trước tiên vọt vào Thương Vân Sơn Mạch Trung. Chuẩn bị nhiều chảo một ít món ăn dân dã tới để cho bọn họ Diệp huấn luyện viên thật tốt ăn một bữa đại san, thuận tiện cũng khao khao bọn họ bản thân. Hai cái tiếng đồng hồ sau đó, phòng vệ đội thành viên một đám từ Thương Vân Sơn Mạch Trung sông tới, có người tay thượng mang theo gà rừng, có người tay thượng mang theo thỏ rừng. Thậm chí có bốn cái phòng vệ đội thành viên trực tiếp mang một đầu heo rừng đi ra, xem ra hôm nay tại Thương Vân Sơn Mạch bên ngoài. Thật đúng là hội xuất hiện một hồi không tiền khoáng hậu nấu nướng thịnh yến ni. Diệp Thần Phong đi ra phía trước giúp đỡ mọi người xử lý các loại món ăn dân dã, Ninh Vũ Đình cùng Võ Hiểu Phỉ hai nàng cũng đi lên hỗ trợ. Cuối cùng Diệp Thần Phong quyết định thân thủ để nướng chế một đầu thân thể to lớn heo rừng. Các ngươi ngày hôm nay toán là thật có lộc ăn, ta Diệp Thần Phong thân thủ nấu thức ăn, có thể không phải người bình thường có thể ăn được. Diệp huấn luyện viên. Ngươi nên sẽ không nói ngươi chủ nghệ đạt được cấp 5 sao đại chủ tài nghệ đi. Đúng vậy, Diệp huấn luyện viên, thực lực của ngươi quả thật làm cho chúng ta bội phục, có thể nói đến đây nấu ăn, ngươi cũng không cần phô trương. Bởi buông lỏng xuống, nhiều tên phong vệ đội thành viên cùng Diệp Thần Phong khai khởi vui đùa tới. Diệp Thần Phong đối với lần này cũng hồn nhiên không thèm để ý, vui tươi hớn hở nói rằng, các ngươi cái này không phải xem nhẹ ta sao. Ta nhớ kỹ mấy người các ngươi bộ dáng, đợi một lát các ngươi chỉ cho ăn một khối ta nướng đi ra thịt heo rừng. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần Phong thân thủ khảo chế đầu heo rừng, tản mát ra nồng đậm hương vị, nhượng người ở chỗ này nhìn không được nuốt nước bọt. Diệp Thần Phong dùng dao găm cắt hạ một miếng thịt, bỏ vào trong miệng nếm nếm vị sau, nói rằng, đầu này heo rừng thịt quen thuộc, mọi người đều tới nếm thử đi. Thảo. Cái này thịt heo rừng tại sao có thể như vậy ăn ngon? Diệp huấn luyện viên, sợ rằng tửu điếm cấp 5 sao trong đầu bếp cũng không làm được cái mùi này đến đây đi. Diệp huấn luyện viên, ta đúng ngươi sùng bái tình như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt,
đây là ta đời này ăn qua đẹp nhất vị đồ ăn. Phong người của vệ đội tại hưởng qua Diệp Thần Phong làm đồ ăn sau, một đám là ngón trỏ đại động, tưởng không muốn sống dường như điên cuồng ăn thịt heo rừng. Giữa lúc ở đây bầu không khí đạt được nhất thời điểm cao trào, 10 chiếc quân dụng xe Jeep cùng một chiếc Hammer hướng Diệp Thần Phong bọn họ bên này đi lái qua, hãn mã xa ở vào 10 chiếc quân dụng xe Jeep chính giữa. Xe tại Diệp Thần Phong bọn họ cách đó không xa chậm rãi ngừng lại, 10 chiếc quân dụng xe Jeep đầu tiên mở cửa xe ra, từ trong xe đi ra một đám mấy tên lính võ trang đầy đủ, tại sở hữu binh sĩ toàn bộ đi xuống xe sau đó. Lái Hammer xe tài xế, mở ra hãn mã xa đằng sau môn, số 1 thủ trưởng Dư Phong Niên cùng số 2 thủ trưởng Dương Viễn từ Hammer thượng đi xuống, bởi vì bọn họ là tới cái này loại hoang giao dã ngoại. Bình thường bọn họ tỏa giá không thích hợp không cầm quyền người thường xử, cho nên mới ngồi Hammer tới được. Dư Phong Niên cùng Dương Viễn tại binh sĩ dưới sự bảo vệ, đi tới Diệp Thần Phong đám người trước mặt, cái này hai lão đầu nhìn đến Diệp Thần Phong chúng nhân đang nấu nướng. Dư Phong Niên mở miệng nói rằng, Diệp gia tiểu tử, người trái lại thẳng biết hưởng thụ sinh hoạt. Diệp Thần Phong tướng một phiến vị phi thường tốt thịt heo rừng nhét vào trong miệng, một mặt trong miệng nhai thịt heo rừng. Một mặt bình thản hỏi, Khai Môn Kiến Sơn nói đi. Các ngươi tới nơi này làm gì? Dư Phong Niên cùng Dương Viễn mặt thái độ đối với Diệp Thần Phong, hai người mặt thượng thần sắc hơi biến biến, Dương Viễn quát dẹp đường, Diệp gia tiểu tử, cái này là ngươi đối với chúng ta nói chuyện thái độ sao? Cho dù ra ra ngươi Diệp Trấn Hồng cũng nhiều lắm là cùng chúng ta bình khởi bình tọa, cho nên ngươi cái này vãn bối hậu sinh, lẽ nào một điểm cũng đều không hiểu được lễ phép sao? Dư Phong Niên vỗ vỗ Dương Viễn vai, đúng Dương Viễn xử một cái ánh mắt, ngày hôm nay có thể không phải tới cùng Diệp Thần Phong cãi nhau, miễn cưỡng mỉm cười nói, Diệp Thần Phong, người huấn luyện những. Này người đại bộ phận đều là binh vương tổ ban đầu thành viên đi. Ta cho là nên để cho bọn họ lần nữa trở lại binh vương tổ chung, như vậy tài năng đủ tốt hơn vì quốc gia hiệu lực, người cho là thế nào? Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, nếu như bọn họ nguyện ý trở lại binh vương tổ trong, ta không hội nhiều lời bất luận cái gì một câu nói, nếu như bọn họ không muốn trở về đến binh vương tổ trong, coi như là thiên vương lão tử tới cũng không dùng. Nghe được Diệp Thần Phong nói như vậy, Dư Phong Niên thở dài một hơi, đúng vương lực đẳng người nói, các vị đều là chúng ta hoa hạ quốc nhân tài, binh vương tổ là quốc gia chúng ta một cái cực kỳ trọng yếu bộ môn, ta tin tưởng các vị đều thị phi thường ái quốc, thỉnh các vị lần nữa trở lại binh vương tổ trong đi thôi. Quốc gia nhất định hội trọng dụng các ngươi. Trước kia binh vương tổ thành viên một đám ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trước đây bọn họ rời khỏi binh vương tổ thời gian, thế nào không gặp có người đi ra giữ lại bọn họ. Bây giờ biết thực lực của bọn họ đại mức độ tăng lên, liền số 1 thủ trưởng cùng số 2 thủ trưởng đều ra mặt. Diệp Thần Phong nói một câu nói thâm nhập bọn họ trong lòng, nếu như bọn họ không muốn trở về đến binh vương tổ trong, coi như là thiên vương lão tử tới cũng không dùng. Chỉ vì Diệp thiếu hiệu lực, vương lực người thứ nhất mở miệng hô một câu như vậy. Kế tiếp tất cả mọi người dùng tận lực lượng quát, chỉ vì Diệp thiếu hiệu lực. Thanh âm vang vọng phía chân trời, dường như muốn tướng trời cao đều đánh rách tả tơi thông thường, đây cũng là vương lực đẳng một đám trước kia binh vương tổ thành viên quyết tâm. Chương 579, không bị uy hiếp. Trên mặt đất cỏ dại bị gió thổi được không ngừng tả hữu đong đưa. Phong vệ đội chỉnh tề thanh âm vang dội như cũ vang vọng ở bên tai, tại dư âm tiêu thất sau đó, chàng diện tức khắc yên tĩnh lại. Dư Phong Niên cùng Dương Viễn cái này hai đầu cũng không nghĩ tới, vương lực đẳng rời khỏi binh vương tổ thành viên hội cự tuyệt như vậy dứt khoát. Cái này để cho bọn họ hai cái sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, bọn họ vốn cho là nếu như chính mồm nói nhượng lại vương lực chúng nhân trở về binh vương tổ, đối phương nhất định hội đáp ứng rất sung sướng, ai biết đạo. Dư Phong Niên mạnh mẽ con ngươi nhìn chằm chằm dẫn đầu mở miệng vương lực, hỏi cấp ta một cái lý do, các ngươi vì sao không muốn trở về binh vương tổ? Lẽ nào các ngươi không muốn vì quốc gia hiệu lực sao? Còn là quốc gia có chỗ nào bạc đãi các ngươi? Vương lực khá vì cung kính hướng Dư Phong Niên chào một cái, nói rằng, thủ trưởng, chúng ta thối lui ra khỏi binh vương tổ, cái này cũng không phải là không muốn vì quốc gia hiệu lực, sau này chỉ cần quốc gia gặp phải nguy cơ thời gian. Chúng ta tuyệt đối sẽ nghĩa vô phản cố đứng ra, coi như là hy sinh tánh mạng của chúng ta cũng không chối từ, cái đó và có trở về hay không về binh vương tổ không có bất kỳ quan hệ gì, chúng ta thầm nghĩ muốn theo Diệp thiếu cước bộ,
trở về Minh Vương Tổ sẽ chỉ làm thực lực của chúng ta trì trệ không tiến. Diệp Thiếu có thể nhượng chúng ta bước trên thế giới đỉnh phong. Đối mặt Vương Lực rất cung kính dáng dấp, Dư Phong Niên trong lòng khí thuận một ít, trong con ngươi đột nhiên lóe lên một vòng sáng, hỏi, nếu như trở về Minh Vương Tổ, như cũ có thể nhượng thực lực của các ngươi không ngừng đề thăng, các ngươi tổng hẳn không có cự tuyệt ta lý do đi. Nói, Dư Phong Niên không đợi Vương Lực trả lời, lại tướng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, dùng một loại gần như mệnh lệnh giọng nói rằng, Diệp gia tiểu tử, đem trong tay ngươi có thể cấp tốc để thăng thực lực huấn luyện phương án để khai ra, ta nghĩ ngươi càng không có cự tuyệt ta lý do đi. Cái này là vì quốc gia làm cống hiến, có thể nhượng quốc gia chúng ta quân khu chung chỉnh thể thực lực chợt tăng vọt. Ha, Diệp Thần Phong cổ họng trong phát sinh cười lạnh một tiếng, vì quốc gia của mình làm một ít đủ khả năng sự tình cũng không gì đáng trách. Có thể Dư Phong Niên loại thái độ này nhượng hắn thực sự không thể chịu đựng được, lại nói hắn huấn luyện Vương Lực đám người phương án căn bản không thích hợp tại quân khu chung mở rộng, một ngày mở rộng khai tới. Hay là có người có thể đạt được trong khoảng thời gian ngắn để thăng thực lực mục đích, thế nhưng đại bộ phận người khẳng định cũng sẽ ở trong khi huấn luyện tử vong, Diệp Thần Phong cũng lười cùng Dư Phong Niên giải thích cái gì, cho dù giải thích sợ rằng đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Vì quốc gia làm cống hiến. Không nên đem lời nói như thế đường hoàng, các ngươi ngày hôm nay đã muốn nhượng rời khỏi Binh Vương Tổ người trở về Binh Vương Tổ, lại muốn từ trong tay ta cầm đến huấn luyện phương án. Còn một bộ đương nhiên dáng dấp, lẽ nào thân là cao tầng các ngươi thì có cái này loại đặc quyền? Các ngươi loại hành vi này cùng cường đạo có gì khác biệt? Lại nói các ngươi từ nơi nào nghe nói trong tay ta có trong khoảng thời gian ngắn có thể đề thăng thực lực huấn luyện phương án? Những này đều thuần túy là của các ngươi suy đoán mà thôi, ta nói trong tay ta căn bản cũng không có loại huấn luyện này phương án, lẽ nào các ngươi còn muốn đem đầu của ta xé ra, nhìn ta một chút sốt cuộc là có phải hay không đang nói dối. Diệp Thần Phong gợn sóng không sợ hãi nhún vai, đang đối mặt Dư Phong Niên cùng Dương Viễn hai cái này đại nhân vật thời gian, mặt thượng chút nào không nửa điểm lo âu và vẻ sợ hãi. Hai vị thủ trưởng. Cho dù trở về Binh Vương Tổ như cũ có thể nhượng chúng ta không ngừng tăng lên thực lực, chúng ta cũng chỉ hội đi theo Diệp Thiếu, cho nên hai vị thủ trưởng tâm ý, chúng ta tâm lĩnh. Vương Lực cuối cùng là có cơ hội nói chuyện. Đầu tiên là bị Diệp Thần Phong một trận châm chọc khiêu khích, sau đó lại nghe đến Vương Lực lần thứ hai cự tuyệt ngôn ngữ, Dư Phong Niên cùng Dương Viễn cho dù dưỡng khí công phu lại tốt, sắc mặt đã ở trong nháy mắt đỏ lên. Tánh khí nóng nảy Dương Viễn. Quát dẹp đường, Diệp gia tiểu tử, ngươi không cần không biết tốt xấu, ngày hôm nay chúng ta có thể tự mình đến ở đây, hoàn toàn là nhìn tại gia gia ngươi mặt mũi, nếu không một mình ngươi vãn bối có nói với chúng ta tư cách sao? Dư Phong Niên vỗ vỗ Dương Viễn vai, nhượng Dương Viễn trước tỉnh táo lại, sau đó hít sâu một hơi, nói rằng, Diệp gia tiểu tử, ta nhượng ngươi đảm nhiệm Minh Vương Tổ thống soái thế nào? Dư Phong Niên tại lúc nói chuyện, hướng Dương Viễn xử một cái ánh mắt. Dương Viễn đại khái suy đoán ra Dư Phong Niên tâm tư, Dư Phong Niên là nghĩ trước hết để cho Diệp Thần Phong đảm nhiệm Binh Vương Tổ thống soái, sau đó Vương Lực đẳng rời khỏi Binh Vương Tổ người tự nhiên sẽ theo Diệp Thần Phong trở về Binh Vương Tổ, đến lúc đó đẳng hoàn toàn nắm giữ Diệp Thần Phong trong tay cường hãn huấn luyện phương án sau đó. Dư Phong Niên có thể một cước đem Diệp Thần Phong đá văng, cái này là lúc này một cái biện pháp tốt nhất. Diệp Thần Phong mặt thượng ý giễu cợt càng nồng nặc, các ngươi sớm để làm chi đi. Trước đây ta phải gánh vác nhậm Binh Vương Tổ thống soái thời gian, các ngươi mỗi một người đều phản đối, hết lần này tới lần khác nhượng Tống gia ngốc hàng đảm nhiệm Binh Vương Tổ thống soái, bây giờ muốn lợi dụng ta, lại muốn đem ta kéo hồi Binh Vương Tổ thống soái chỗ ngồi. Đến lúc đó sợ rằng lợi dụng xong ta sau đó, các ngươi khẳng định hội không chút do dự đem ta một cước đá văng ra đi. Ta không rảnh cùng các ngươi lãng phí thời gian, nếu như không có những chuyện khác, các ngươi là không phải nên rời đi nơi này. Không nên quấy rầy chúng ta hứng thú. Bị Diệp Thần Phong khám phá tâm tư, bị Diệp Thần Phong lần nữa cự tuyệt, Dư Phong Niên cuối cùng cũng không nhịn được bạo phát, Diệp gia tiểu tử, ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn nghe chúng ta lời nói, nếu không sau này tổng ngươi sẽ hối hận một ngày. Đối với Dư Phong Niên trần trụi uy hiếp, Diệp Thần Phong không thèm để ý chút nào nhún vai, đi về phía trước hai ba bước, đứng tại Dư Phong Niên bên cạnh một gã 20 nhiều tuổi cảnh vệ, lập tức từ bên hông rút ra một cây súng lục, họng súng đen ngòm nhắm ngay Diệp Thần Phong đầu, quát dẹp đường, không cần gần chút nữa thủ trưởng,
nếu không ta có thể vừa muốn nổ súng. Làm số một thủ trưởng Dư Phong niên cảnh vệ viên, trong ngày thường cũng thế nhưng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, chính cái gọi là tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Cái này tên cảnh vệ viên nhìn đến Diệp Thần Phong một lần lại một lần cự tuyệt Dư Phong niên, hắn có lòng muốn nên vì hắn chủ tử xả giận, diệt một diệt Diệp Thần Phong nhuệ khí. Diệp Thần Phong con người đen nhánh nhìn về phía, tên dùng thương nhắm ngay đầu hắn cảnh vệ viên, khóe miệng xả khai một vòng dáng tươi cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn, nói rằng ta nhất không thích người khác dùng thương nhắm ngay đầu của ta cho ngươi 30 giây, khẩu súng cấp ta thu. Tên cảnh vệ viên nhìn Dư Phong Niên, Dư Phong Niên uy nghiêm nói rằng, không cần nghe hắn, nếu như hắn thật dám động thủ, ngươi cứ việc mở cho ta thương. Diệp gia tiểu tử, nếu như ngươi dám ở chỗ này động thủ, tự tính cho ta cảnh vệ viên khai bắn chết ngươi, sợ rằng gia gia của ngươi cũng không thể đủ nói hơn một câu. Dư Phong Niên hài hước nhìn Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nhìn đồng hồ tay một chút, hoàn toàn không để ý đến Dư Phong Niên lời nói. Nói rằng, 30 giây chung đã đến giờ. Vừa dứt lời, Diệp Thần Phong liền sử xuất huyền thiên bộ pháp. Một bước bước ra, xúc địa thành thốn. Diệp Thần Phong thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở tên cảnh vệ trước mặt, với lại tên cảnh vệ viên trong tay thương cũng bị Diệp Thần Phong đoạt lấy, họng súng đen ngòm bị Diệp Thần Phong trực tiếp nhét vào tên cảnh vệ viên trong miệng. Thình lình xảy ra biến hóa, có thể dùng tràng diện lần thứ hai yên tĩnh lại. Trước tiên tỉnh hồn lại Dư Phong Niên, nói rằng, Diệp Thần Phong, người điên rồi sao? Người có biết hay không bản thân đang làm cái gì? Dương Viễn cũng lập tức quát dẹp đường, Diệp Thần Phong, người đây là đang chơi với lửa có ngày chết cháy. Diệp Thần Phong đối với cái này hai lão đầu lời nói là không có như chưa nghe, nhìn trước mặt cái này tên bị sợ choáng váng cảnh vệ viên, nói rằng, người nói ta hiện tại nổ súng, đạn có thể hay không từ người cái ót chung bắn ra. Ta đã cho ngươi cơ hội thu súng lại, đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Nói, Diệp Thần Phong ngón tay chậm chậm bóp cò, tên cảnh vệ viên nhìn đến Diệp Thần Phong cử động này, trên trán bốc lên ra chừng hạt đậu mồ hôi hột, cả người thân thể cũng không kiềm hãm được run rẩy. Lạch cạch, một tiếng. Tại Diệp Thần Phong tướng cò súng hoàn toàn giữ lại đi trong nháy mắt, tên cảnh vệ viên khố hạ chảy ra một bãi chất lỏng màu vàng. Một bên Dư Phong Niên cùng Dương Viễn sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Diệp Thần Phong là tay trái cầm thương, tay phải của hắn trong nắm một cái đồ sạc, tướng đồ sạc ném vào trên mặt đất, nhìn tê liệt ngồi dưới đất tên cảnh vệ viên, hỏi, hội nghịch súng sao? Ngay cả ta tướng đồ sạc cầm đi cũng không có phát hiện, người cái này cảnh vệ viên mà khi được quá không hợp cách. Tốt, rất tốt, Diệp Thần Phong, ta xem ngươi ở đây kinh thành vẫn có thể hung hăng càn quấy lúc nào. Ta xem Diệp gia sớm muộn hội hủy ở trong tay ngươi. Dư Phong Niên nhìn đến Diệp Thần Phong chỉ là đang hù dọa bọn họ, trong lòng là càng tức giận. Diệp gia tiểu tử, ngươi cấp ta tự giải quyết cho tốt. Dương Viễn trợn mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong quát dẹp đường. Dư Phong Niên cùng Dương Viễn hai người không có nghĩ đến, hôm nay tới ở đây tìm Diệp Thần Phong liền một việc cũng không có làm được, trái lại bị Diệp Thần Phong hù dọa gần chết. Bọn họ hai cái biết còn như vậy làm hao tổn cũng không làm nên chuyện gì, vì vậy chỉ có thể lưu hạ một câu ngoan thoại sau, liền tức giận ly khai. Chương 580, đột phá, lại đột phá. Dư Phong Niên cùng Dương Viễn hai người vội vã đến, lại vội vàng ly khai, đây đối với Diệp Thần Phong chúng nhân mà nói chỉ là một tiểu nhạc đệm, tịnh không có ảnh hưởng ở đây tất cả mọi người tâm tình, mọi người vẫn như cũ là ngụm lớn ăn thịt. Lớn tiếng thống khoái nói chuyện phiếm, đối với phong người của vệ đội mà nói, ngày mai lại muốn vùi đầu vào Diệp Thần Phong biến thái thức huấn luyện ở giữa. Ngày kế, thiên còn tảng sáng thời gian, Diệp Thần Phong liền tự mình dẫn theo phong vệ đội thành viên đi vào Thương Vân Sơn Mạch, đi tới Thương Vân Sơn Mạch chung một chỗ bất ngờ vách núi biên. Cái này vách núi cao độ có chừng 400 mét dáng vẻ chừng, tại vách núi dưới đáy có một điều diện tích to lớn thiên nhiên hồ nước. Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vòng nhượng người kinh hồn táng đảm dáng tươi cười, đúng phong vệ đội mọi người, nói rằng, hôm nay nhiệm vụ huấn luyện, tự là mỗi người các ngươi từ trên vách núi nhảy xuống, sau đó sẽ từ phía dưới bò lên, sau đó sẽ nhảy xuống, lại bò lên, mỗi người phải trước lúc trời tối hoàn thành 10 cái qua lại, không làm được nhiệm vụ, cơm tối hôm nay tự không có phần của hắn. Diệp Đông Kiện thận trọng đi tới vách núi biên, nhìn thoáng qua vách núi dưới. Không sai biệt lắm có 400 thước cao độ,
hai chân không kiềm hãm được phát run lên, đây cũng không phải là đang đùa nhảy cực, không có sợi dây cột thân thể của ngươi, người đang đối mặt tình huống như vậy thời gian, trong lòng tự nhiên mà vậy hội sản sinh một loại cảm giác sợ hãi. Diệp huấn luyện viên, ngươi thật muốn nhượng chúng ta từ nơi này nhảy xuống, sau đó sẽ từ dưới bỏ lên, với lại muốn làm thỏa mãn đủ 10 cái qua lại, theo ta thấy từ nơi này nhảy xuống rất có thể hội đi đời nhà ma. Diệp Đông Kiện nhìn không được mở miệng nói rằng, Diệp Thần Phong nhìn phong vệ đội mọi người, nói rằng, người, chỉ có chiến thắng sợ hãi, tài năng đủ không ngừng nhận được đột phá, ngày hôm nay ta chính là muốn cho các ngươi khắc phục trong lòng cảm giác sợ hãi. Làm một gã cường giả chân chính, sợ hãi sẽ chỉ làm các ngươi trì trệ không tiến. Nếu như tương lai đương các ngươi gặp phải thực lực cao hơn các ngươi ra mấy lần đối thủ, thậm chí cường hãn đến cho các ngươi tuyệt vọng đối thủ, tại một khắc kia thời gian, sợ hãi tướng dần dần thôn vệ các ngươi tâm linh. Không cần xuất thủ các ngươi cũng đã thất bại. Thế nhưng, nếu như các ngươi có thể khắc phục cảm giác sợ hãi, bất kể tại gặp phải nhiều đối thủ cường đại thời gian, các ngươi đều có thể cú bính tử đánh một trận, hay là cuối cùng các ngươi là có thể lấy yếu thắng mạnh, một gã cường giả chân chính. Không chỉ là muốn thực lực cường hãn, các phương diện tố chất đều muốn so bình thường thượng cao hơn vô số lần. Các ngươi có thể đem bản thân ảo tưởng thành là chim, nhắm mắt lại trực tiếp sung xuống sườn núi, phương pháp này hay là đối với các ngươi có chút trợ giúp. Diệp Thần Phong tiếp theo còn nói thêm, ta cho các ngươi tự mình làm mẫu thoáng cái, dùng hành động để nói cho các ngươi biết, các ngươi trong lòng sợ hãi đều là chó má. Từ nơi này nhảy xuống căn bản tựu không chết được người. Nói xong, Diệp Thần Phong lợi dụng một cái chạy lấy đà, cả người trực tiếp sung xuống núi nhai, Diệp Đông Kiệt, Võ Khôn Minh, Vương Lực chúng nhân vây quanh ở vách núi biên, nhìn hướng tới vách núi dưới cấp tốc rơi Diệp Thần Phong. 400 thước cao độ, chớp hai hạ mắt thời gian liền đi qua, phù phù. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần Phong thân thể trụy rơi vào hồ nước trong, đủ tướng bọt nước văng lên hơn 2 thước cao. 3-4 giây đồng hồ sau, Diệp Thần Phong từ hồ nước trong chui ra, không chút nào làm lỡ thời gian đi lên ngạn, từ vách núi dưới bắt đầu hướng tới thượng bò. Diệp Thần Phong dường như một chỉ linh hoạt hầu tử, tại vách đá thượng phảng phất là như dẫm trên đất bằng, 400 mét tả hữu cao độ, Diệp Thần Phong chỉ tốn ngắn ngủi 5 phút, cũng nặng tân về tới trên vách núi. Coi như là một phút hắn ước chừng phải leo lên 80 mét. Phong vệ đội thành viên nhìn đến Diệp Thần Phong toàn thân ướt rầm rề về tới trên vách núi, trong lòng sợ hãi từ từ tiêu thất, Diệp Đông Kiện dẫn đầu bước ra một bước, nói rằng, Diệp huấn luyện viên, nếu không chết được người. Ta xem ngươi còn rất nhẹ nhàng hình dạng, như vậy thì nhường ta Diệp Đông Kiện tới làm người thứ nhất ăn con cua người đi. Nói, Diệp Đông Kiện cũng dường như Diệp Thần Phong giống nhau hướng tới vách núi dưới nhảy xuống, theo thân thể không ngừng sa xuống, Diệp Đông Kiện mặt thượng bị gió quát được làm đau không gì sánh được, hai cái lỗ tai trong tràn đầy ong 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 thanh âm. Phù phù, một tiếng, tại Diệp Đông Kiện thân thể rơi đến hồ nước trong nháy mắt. Hắn cảm giác toàn thân xương dường như đều muốn rời ra từng mảnh thông thường, ngực đau đớn nhượng hắn nhe răng trợn mắt, trong óc hỗn loạn, trong lòng thầm mắng một câu, Thần Phong, người hỗn tiểu tử này, lại có thể lại gạt ta, ta cái chuôi này thân thể cốt sớm muộn hội bị ngươi lăn qua lăn lại xấu. Diệp Đông Kiện tứ chi không hề hay biết, đủ tại hồ nước trong trầm xuống 4-5 thước sau, hai cánh tay của hắn cùng hai chân mới miễn cưỡng có thể nhúc nhích một chút, hoa 2 phút tả hữu thời gian. Cả người mới từ hồ trong nước chui ra, cả khuôn mặt thượng không có chút huyết sắc nào, tại trở lại trên bờ sau, một mông ngồi dưới đất, khẩu trung điên cuồng thở hổn hển, hai chân phát run liền đứng lên cũng không nổi, cái này chứng minh rồi Diệp Đông Kiện còn không có khắc phục sợ hãi của nội tâm cảm giác. Trên vách núi phong vệ đội thành viên nhìn đến vách núi dưới Diệp Đông Kiện hấp hối dáng dấp, bọn họ trong lòng vừa biến mất sợ hãi lần thứ hai xuất hiện, Diệp Thần Phong có thể nhẹ nhõm đối mặt chuyện như vậy. Bởi vì chuyện như vậy đối với bây giờ thực lực Diệp Thần Phong mà nói là một bữa ăn sáng, nếu như chuyện như vậy đối với phong vệ đội thành viên mà nói cũng là một bữa ăn sáng, như vậy Diệp Thần Phong còn có dẫn bọn hắn tới huấn luyện cần thiết sao? Kế tiếp có thể 5-6 cá nhân, 5-6 cá nhân cùng nơi khiêu, nếu như các ngươi cảm thấy hôm nay cơm sáng ăn quá no rồi, không muốn ăn cơm tối, như vậy các ngươi có thể từ từ sẽ đến, sự kiên nhẫn của ta là phi thường tốt. Diệp Thần Phong tại vách núi biên trên một tảng đá ngồi thoáng cái. Vương Lực ánh mắt biến được vô cùng kiên định,
hắn muốn trở thành cường giả, hắn muốn trở thành đứng thượng thế giới đỉnh phong cường giả, trong lòng ôm như vậy ý niệm mãnh liệt, dưới chân nhịp bước hướng vách núi dưới vọt tới. Tiếp theo Võ Khôn Minh, Hổ Ca, Thiết Ngưu chúng nhân, cũng sôi nổi cắn răng một cái, dậm chân một cái, hướng vách núi dưới vọt tới. Cái này loại một đám tranh nhau cướp nhảy núi nhai tràng diện, nếu như dùng máy chụp ảnh phách xuống lời nói, nhất định là một đoạn đặc biệt đồ sộ hình ảnh. Thời gian như nước chảy. Trong nháy mắt, lại nửa tháng đã qua. Tại cái này nửa tháng trong, phòng vệ đội tất cả mọi người thành công khắc phục sợ hãi trong lòng cảm giác. Đương nhiên, loại tiêu hao thể năng dược vật, cũng từ 3 chén thêm đến 5 chén cực hạn. Hiện tại sở hữu phong vệ đội thành viên cho dù một hơi thở uống xong 5 chén dược vật, thân lực lượng trong cơ thể bị trong nháy mắt cấp tát cạn, bọn họ đều có thể đủ nhẹ nhõm thừa thụ xuống, dựa vào tiềm năng cùng ý chí lực tới hành động. Từ phong vệ đội thành viên đi tới Thương Vân Sơn Mạch bắt đầu, cái này đi qua nửa tháng tả hữu thời gian, bọn họ thực lực của mỗi người đều tạo thành một cái chất bay vọt, có thể nói là chân chính thoát thai hoán cốt. Nếu như muốn dùng cổ võ giới đẳng cấp tới phân chia những này người lời nói, mỗi một người bọn hắn đều tiến nhập địa giai thực lực, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy tướng thực lực tăng lên như thế cao, ngoại trừ Diệp Thần Phong huấn luyện phương án đặc biệt hoàn mỹ bên ngoài, mỗi một người bọn hắn bản thân nội tình đều rất tốt, nhất là trước kia binh vương tổ người. Phong vệ đội tổng cộng có 87 người, trong đó 70 người đạt được địa giai trung phẩm. Mặt khác 17 người đạt được địa giai thượng phẩm đỉnh phong, không có người nào thị sử cho địa giai hạ phẩm, số này cư đặc biệt khách quan. Diệp Thần Phong trong lòng mục tiêu là, tại tương lai tiến nhập cổ võ giới thời gian, nhượng những này người toàn bộ tiến nhập thiên giai trình tự, như vậy cái này sẽ là một cổ bao nhiêu đồ sộ lực lượng. Khẳng định có thể nhượng cổ võ giới chung người kinh rơi cầm đi. Tại cổ võ giới chung, một cái môn phái có thể có 30 tên thiên giai trình tự đệ tử, cũng đã thuộc về nhất lưu môn phái, mà Diệp Thần Phong muốn bồi dưỡng được 87 cái thiên giai trình tự cao thủ. Trong khoảng thời gian này ngoại trừ phong vệ đội thành viên thực lực, không ngừng đột phá. Đột phá, lại đột phá, chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí cũng không có nhàn rỗi, cùng hai nàng mỗi ngày đều âm dương giao hợp, trong cơ thể hắn linh hồn lực là càng tới càng tinh thuần. Bây giờ hắn gặp lại thiên giai thượng phẩm cổ võ cao thủ, cho dù còn là đánh không thắng, kéo dài cái vài chục hiệp là chút nào không thành vấn đề. Đương nhiên, tại Diệp Thần Phong cần cù chăm chỉ cày cấy hạ, Ninh Vũ Đình cùng Võ Hiểu Phỉ thực lực đạt được 3 cấp linh hồn lực đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến 4 cấp linh hồn lực. Mắt thấy 2 tháng tựu sắp đến, cùng Hắc Tâm ước định tốt cùng nơi diệt trừ thôn vệ đế quốc sự tình, hắn thời thời khắc khắc đều để ở trong lòng. Thôn vệ đế quốc thần bí, nhưng Diệp Thần Phong trong lòng vẫn có loại tò mò mãnh liệt, hắn đặc biệt muốn biết thôn vệ đế quốc tại sao phải có nhiều như vậy tiên tiến khoa học kỹ thuật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.